Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 166. Nháy mắt tạc liệt, thử hỏi ai có thể thoát được khai. Giờ khắc này Tây Môn Thiên Tinh ngốc ngốc nhìn giữa không trung huyết phụ, thân thể đang run rẩy, nhìn chằm chằm vài trăm thước ở ngoài Dương Nghị Vân thanh âm lầm bầm lầu bầu, ma quỷ ma quỷ. Ngươi là ma quỷ. Dương Nghị Vân giờ phút này có chút lạnh nhạt, hắn cũng đồng dạng nhìn trong không khí huyết phụ, xoang mũi trung tràn đầy gai mũi mùi máu tươi. Hắn không có tử bi. Bởi vì hắn biết tiên sinh tồn đi xuống, đây là nhất định phải đi qua chi lộ. Không có hôm nay huyết tinh một màn, đổi vị hắn chính là trong đó một phần tử. Trước sau hai viên dưa hấu lôi có thể nói chôn vùi Tây Môn gia tộc. Cứ việc xuống phía dưới nhìn lại Tây Môn gia tộc như cũ có rất nhiều đệ tử tồn tại, nhưng Dương Nghị Vân rõ ràng, những người đó đều là tầm thường đệ tử, chân chính tinh anh đệ tử không hắn ở vừa mới một viên dưa hấu lôi toàn bộ đưa vào địa vực. Đến tận đây Tây Môn gia tộc xem như xong rồi. Đương nhiên giữa sân mấy trăm mễ ngoại, Tây Môn Thiên Tinh còn ở đây. Cái này lão tiểu tử nhưng thật ra làm hắn xem trọng liếc mắt một cái, cư nhiên còn sống. Tây Môn Thiên Tinh là gia chủ, phải giết chi. Trong lòng vừa động, đồ long kiếm cắt qua trời cao chợt lóe mà đi. Đoạn thủy, phong vân mà động, ngự kiếm mà chém. Chẳng qua Dương Nghị Vân rõ ràng nghe được Tây Môn Thiên Tinh lẩm bẩm tự nói, ma quỷ. Ngươi là ma quỷ lại là vừa động đều không có động, nhìn qua si ngốc giống nhau. Cư nhiên không có tránh né hắn nhất kiếm chém tới. Ma quỷ sao, là ma quỷ là được rồi. Dương Nghị Vân híp mắt tự nói một tiếng. Trong tay ngự kiếm tay quyết vừa động, đối với Tây Môn Thiên Tinh chém xuống. Nếu bất động, kia cũng hảo, giết xong việc. Tiểu bối lão phu cùng ngươi không chết không ngừng. Ong, liền ở Dương Nghị Vân ngự kiếm chém giết hướng, Tây Môn Thiên Tinh hết sức. Gầm lên giận dữ từ xa xôi nơi truyền đến. Giữa sân không khí tràn ngập túc sát. Một đạo kim quang như sao băng rơi xuống mà đến. Đây là một tiếng già nua tiếng động. Dương Nghị Vân sắc mặt đại biến, hắn cảm nhận được tử vong hơi thở. Không cần hỏi đây là Tây Môn gia vị nào tiên đế xuất hiện. Từ thanh âm nơi phát ra phán đoán, tựa hồ tới Tây Môn gia tộc mấy ngàn mét ở ngoài một tòa núi lớn bùng nổ mà ra. Dương Nghị Vân vẫn luôn ở đề phòng Tây Môn gia tiên đế, chỉ là không nghĩ tới cái này lão bất tử không biết cái gì nguyên nhân, hiện tại mới ra tới. Nhìn phía chân trời bùng nổ mà đến một đạo kim quang, lại là một chi tràn ngập cường đại khí thế mũi tên nhọn, kim sắc mũi tên nhọn có phù văn ở chớp động, đồng thời một cổ hơi thở gắt gao tỏa định hắn. Cường đại tiễn vũ. Dương Nghị Vân sắc mặt có chút khó coi lên. Hôm nay Tây Môn gia tộc vị này tiên đế thủ đoạn vượt qua hắn tưởng tượng. Này cùng hắn thượng một lần tiếp xúc bất đồng. Vốn dĩ lần này hắn dám giết thượng Tây Môn gia, chính là bởi vì tu vi đột phá, đồ long kiếm có phong vân vỏ kiếm, có dưa hấu lôi bực này sát khí. Cũng là vì lần trước trải qua quá Tây Môn gia tiên đế hơi thở, hắn tự nhận là có năng lực kháng một chút Tây Môn gia tiên đế lúc đầu cường giả thủ đoạn, nhất vô dụng cũng có thể bảo mệnh rời khỏi. Nhưng là hiện tại Dương Nghị Vân cảm giác ra đầu tê dại, hắn biết chính mình tính sai. Này một mũi tên không phải bình thường một mũi tên, trong tay hắn có dưa hấu lôi bực này đại sát khí, nhân ra đồng dạng có bực này mũi tên nhọn. Dương Nghị Vân cảm nhận được bốn phía không khí đều bị tỏa định, kia chi mũi tên nhọn thẳng đến hắn nổ bắn ra mà đến. Tính sai, hoặc là nói hắn là khinh thường tiên đế thủ đoạn. Không nói một chi mũi tên nhọn mà đến tỏa định hắn, ngay cả bốn phía không gian đều bị tỏa định, dẫn tới Dương Nghị Vân cảm giác hắn thân thể giống như là bị tạp ở cục đá khe hở chung. Trơ mắt nhìn mũi tên nhọn thẳng đến hắn mà đến. Chờ chết sao? Dương Nghị Vân ngửi được tử vong hơi thở. Lúc này hắn kỳ thật còn có hai lựa chọn, nhưng này hai lựa chọn đều không phải thượng sách, đã có nguy hiểm. Cái thứ nhất lựa chọn là hắn tiến vào càn khôn hồ không gian chung, tránh né này một mũi tên, nhưng là hơi thở tỏa định dưới, liền tính hắn trốn vào càn khôn hồ không gian, đánh giá này một mũi tên cũng sẽ trực tiếp dừng ở càn khôn hồ thượng. Hơn nữa càn khôn hồ sẽ bại lộ bên ngoài, càn khôn hồ dừng ở bên ngoài, thế tất dừng ở Tây Môn gia tiên đế trong tay, này cũng không phải là cái gì hảo lựa chọn. Đệ nhị còn lại là xúc động càn khôn hồ thần điện lực lượng, giờ phút này Dương Nghị Vân biết cũng chỉ có bắt đầu dùng càn khôn thần điện lực lượng có lẽ mới có thể ngăn cản trụ này một mũi tên, nhưng đến tột cùng có thể hay không ngăn trở hắn không biết, nhưng có một chút lại rõ ràng, đó chính là liền tính ngăn trở, hắn cũng sẽ bị phản phệ, sau đó hậu quả không cần tưởng. Sẽ là sẽ dừng ở Tây Môn gia tiên đế trong tay.
Bởi vì hắn Thái Thanh Sở Càn Khôn thần điện lực lượng phản phệ, có thể cứu mạng, cũng có thể muốn mệnh, đây là đại tệ đoan, cho nên Dương Nghị Vân căn bản liền biết không có thể sử dụng. Nhưng bất động dùng Càn Khôn thần điện lực lượng, hắn chết càng mau. Không có biện pháp, trước kháng hạ này một mũi tên lại nói. Có cái vui mừng chỗ là, này một mũi tên xuất hiện thời điểm, hắn ngự kiếm chém về phía Tây Môn Thiên Tinh lại là ở phía trước. Tây Môn Thiên Tinh bị tộc nhân toàn bộ sinh tử đả kích, đạo tâm đều nứt ra, ở Dương Nghị Vân ngự kiếm mà đến hết sức, huyền phù ở không căn bản là động cũng chưa động một chút, chỉ là ngốc ngốc nhìn đầy trời huyết vụ, trong lòng nghĩ chính là Tây Môn gia tộc xong rồi. Dùng rối loạn tâm thần tới hình dung Tây Môn Thiên Tinh chính là vẽ hình người. Mắt thấy Dương Nghị Vân nhất kiếm chém giết mà đến, hắn căn bản không nhúc nhích không trốn, hoặc là nói căn bản liền không nghĩ không động đậy muốn tránh. Bởi vì hắn trở thành Tây Môn gia tội nhân thiên cổ, tộc lão cùng trung tầng con cháu tất cả đều xong đời, Tây Môn gia tộc biểu thị cô đơn. Thẳng đến lão tổ gầm lên giận dữ vừa vang lên, Tây Môn Thiên Tinh mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhưng lại đã chậm, Dương Nghị Vân nhất kiếm từ hắn ngực chợt lóe rồi biến mất. Ha ha, lão tổ a, ngươi đã tới chậm, Tây Môn gia xong rồi. Tây Môn Thiên Tinh khóe miệng lưu chữ máu, ánh mắt tan rã tự nói. Hắn ở trước tiên thông chi ở Tây Môn gia sau núi bụng bế quan tu luyện lão tổ, nhưng kia địa phương là Tây Môn gia cấm địa, tầng tầng cấm chế dưới, thông chi đưa tin đều yêu cầu thời gian. Kết quả đâu? Lão tổ đã tới chậm, vị này lão tổ một lòng nghĩ bế quan tu luyện không hỏi gia tộc việc, cái này hảo, thẳng đến gia tộc con cháu bị người giết sạch mới xuất hiện, có ích lợi gì? Dứt lời lúc sau, Tây Môn Thiên Tinh vị này Tây Môn gia gia tộc sinh cơ tan rã, từ trên cao rơi xuống đi xuống. Cuối cùng liếc mắt một cái chỉ là thấy được một chi kim sắc tiễn vũ hướng về Dương Nghị Vân vào tới, khóe miệng lại cũng có ý tứ ý cười, nhắm hai mắt lại. Dương Nghị Vân nhìn đến Tây Môn Thiên Tinh bị đồ long kiếm nhất kiếm xuyên tim mà qua sau, cũng không hề chú ý. Giờ khắc này hắn sinh tử tới rồi. Đối mặt trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng một mũi tên mà đến, Dương Nghị Vân cắn răng, chuẩn bị thúc giục Càn Khôn thần điện chi lực tới ngăn cản Tây Môn gia vị kia tiên đế này một mũi tên. Sống hay chết dù sao cũng phải đua một phen, hắn cũng không phải là dễ dàng nhận thua chờ chết người. Càn Khôn thần điện chi lực, Dương Nghị Vân tin tưởng có thể chặn lại đối phương này một mũi tên chi uy. Trọng điểm là chặn lại tới lúc sau, thế tất hắn sẽ lọt vào Càn Khôn thần điện phản phệ chi lực, bực này lực lượng còn xa xa không phải trước mắt hắn có thể khống chế được. Bất quá chặn lại này một mũi tên sau, cũng liền có cơ hội trốn chạy. Phản phệ không nhất định là chết, hắn có cơ hội. Huống hồ Dương Nghị Vân không tin bực này cường đại uy lực mũi tên nhọn, đối phương có thể không nghỉ xả hơi đối hắn nổ bắn ra, chỉ cần làm hắn chạy ra, liền có cơ hội tiến vào Càn Khôn hồ hoãn khẩu khí, cũng có cơ hội sống sót. Hôm nay chi chiến, đã kinh thiên động địa, nghĩ đến phương Đông Hạo ông trời tử sẽ biết, chỉ cần lão gia tử tiến đến, là có thể hóa giải hắn nguy cơ. Hiện tại chính là thời gian vấn đề. Mấy vấn đề này trước thông chi sau. Dương Nghị Vân cắn răng một cái liền phải thúc giục Càn Khôn thần điện chi lực. Nhưng lại ở thời điểm này một tiếng hừ lạnh như sấm sét vang vọng phía chân trời, lại là bỗng nhiên đánh gãy hắn. Chỉ nghe được, hừ Tây Môn lão nhân hảo không biết xấu hổ, đường đường tiên đế tôn sư cư nhiên đối một cái tiểu bối động thủ, thật sự không biết xấu hổ sao. Những lời này vang lên là lúc, Dương Nghị Vân lại là ở trong tầm mắt thấy được một con thật lớn khắc văn trận pháp như là sáu mang hình dạng, ở hắn trước người hình thành. Vầng sáng lập lòe, vô số phù văn lưu chuyển, như âm dương thuận nghịch mà đi, tầng tầng chồng lên ở bên nhau. Ngay sau đó to lớn vang dội tiếng động, như chân ngôn pháp chú lần thứ hai vang lên, phương đông mây tía, hóa dương vì mới vừa, tử dương vi tôn, phong hảo phương đông, hóa. Oanh! Lại là ở Dương Nghị Vân trong mắt kim sắc mũi tên nhọn nổ bắn ra ở cái này khắc văn đại trận thượng. Tiếng sấm chấn động, không gian vặn vẹo. Trong nháy mắt có không gian cái khe không ngừng thoáng hiện. Một mũi tên bạo, bắn ở trận pháp, hoặc là nói khắc văn trận pháp chặn một mũi tên chi uy. Dương Nghị Vân mở to hai mắt nhìn, lại là ở thời điểm này trong lòng tràn ngập cảm động. Thanh âm này tự nhiên là phương Đông Hạo ông trời tử thanh âm. Không nghĩ tới lão gia tử ra tay, so với hắn mong muốn xuất hiện sớm, ở mấu chốt thượng xuất hiện. Chậm một chút nữa, hắn liền dẫn động Càn Khôn thần điện chi lực. Nếu thật là như vậy, hôm nay hắn kết cục thật khó mà nói, cứ việc phía trước trong lòng tưởng thực mỹ, kỳ thật hắn biết chân chính là cái dạng gì, căn bản không có đế. Tiên nhân đại chiến biến hóa muôn vàn, ai có thể tưởng tượng đến bước tiếp theo.
Phương Đông Hạo ông trời tử xuất hiện quá kịp thời. Trong nháy mắt, mũi tên nhọn cùng trận pháp song song biến mất. Không gian cái khe liên tục vài giây mới tiêu tán. Dương Nghị Vân nhìn phát sinh hết thảy nuốt khẩu nước miếng, hắn biết có thể đem tiên giới không gian đánh ra không gian cái khe lực lượng là hắn không thể lý giải. Cường đại hai chữ không đủ miêu tả cũng. Ngay sau đó hắn trước người có một đóa ánh sáng tím càng ngày càng sáng, lại là một cánh cửa hình thành, ngay sau đó Phương Đông Hạo thiên thân ảnh khoanh tay đi ra. Phương Đông ra ra. Dương Nghị Vân cũng kêu to một tiếng. Phương Đông Hạo thiên lại là nhìn thoáng qua, vung tay lên một đạo màu tím mà đến. Dương Nghị Vân tức khắc khôi phục thân thể tự do. Trốn ta phía sau, Tây Môn ra bắn cung thần mũi tên, không phải ngươi có thể ngăn cản. Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện chung chuyển thân nhìn về phía mấy ngàn mét ở ngoài ngọn núi. Là Dương Nghị Vân không dám nhiều lời, ngoan ngoãn đứng ở Phương Đông Hạo Thiên phía sau. Giờ phút này một tiếng âm trầm vô cùng thanh âm truyền đến, Phương Đông lão nhân hôm nay ngươi nếu còn bao che tiểu tử này, ngươi tuy là phong hào tiên đế. Nhưng lão phu trong tay bắn cung thần mũi tên lại cũng có thể khiêu chiến người vị này phong hào tử Dương tiên đế. Buổi nói chuyện tràn đầy áp chế không được lửa giận cùng sát ý. Mà Phương Đông Hạo Thiên còn lại là chậm rãi mở miệng, khoanh tay mà đứng mặt hướng mấy ngàn mét ở ngoài ngọn núi nói, Tây Môn lão nhân, 10 năm trước bổn tọa liền nói quá, Dương Nghị Vân là ta Đông Phương gia người, không cùng các ngươi Tây Môn gia nói giỡn, mà nay ngày ngươi Tây Môn gia lại là phái ra tiên vương đi giết hắn. Không dự đoán được Dương Nghị Vân ngược lại có phản sát thủ đoạn cùng thực lực, Tây Môn gia tộc đương tao kiếp nạn này. Ngươi cũng đừng uy hát yêu ta bổn tọa, người Tây Môn gia bắn cung thần mũi tên đích xác rất cường đại, nhưng muốn xem ở người nào trong tay sử dụng, càng muốn xem bắn chết đối tượng là người phương nào. Ở trong tay ngươi muốn bắn chết bổn tọa cái này phong hào tiên đế, ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm phong hào tiên đế chi uy. Bổn tọa niệm ở đều là hỗn loạn tiên thành gia tộc phân thượng. Hôm nay việc như vậy từ bỏ, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Ha 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 ha. Điên cuồng tiếng cười trực tiếp đánh gãy Phương Đông Hạo Thiên nói chuyện. Ngay sau đó Tây Môn trường giác bỗng nhiên sắc bén giống giận. Phương Đông Hạo Thiên, thiếu tử bi, Dương Nghị Vân diệt ta Tây Môn trong gia tộc lưu con cháu, tất cả tộc lão, cùng cấp diệt môn. Hôm nay lão phu phải giết Dương Nghị Vân, người muốn ngăn trở, lão phu liền giết người cái này phong hào tiên đế. Dứt lời Tây Môn trường giác, bạo giống. Bắn thần tam tiễn, ngã xuống. Ai, hà tất đâu, nếu như thế, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Phương Đông Hạo Thiên lắc đầu tự nói. Lại là tại hạ một khắc, Dương Nghị Vân thấy được vị này phong hào tiên đế chân chính khủng bố thủ đoạn. Dương Nghị Vân đứng ở Phương Đông Hạo Thiên phía sau, nghe Phương Đông Hạo Thiên cùng Tây Môn trường giác cách không đối lời nói. Thế mới biết vừa rồi kia khủng bố chi mũi tên là Tây Môn gia tộc bảo bối cái gì bắn cung thần mũi tên. Tên thực khí phách, được xưng bắn thần, cũng đích xác cường đại. Trách không được Tây Môn trường giác ở Phương Đông Hạo Thiên vị này phong hào tiên đế trước mặt đều dám gọi nhịp. Nhưng nghe Phương Đông Hạo Thiên khẩu khí, tựa hồ không chút nào để ý. Giờ phút này Tây Môn Hạo Thiên phát động một mũi tên. Lại thấy Phương Đông Hạo Thiên nói thầm thành toàn ngươi những lời này. Hiển nhiên là đối Tây Môn trường giác nói. Cũng từ trong giọng nói Dương Nghị Vân nghe được ra tới. Phương Đông Hạo Thiên căn bản là không có đem Tây Môn trường giác đương hồi sự, cho dù là Tây Môn trường giác trong tay có cái gì bắn cung thần mũi tên, nghe tới cũng không bị Phương Đông Hạo Thiên để vào mắt. Dương Nghị Vân tò mò phong hào tiên đế đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Tốt xấu Tây Môn trường giác cũng là tiên đế lúc đầu, trong tay cùng có nghe tới thực nghiêu ích bắn cung thần mũi tên. Chẳng lẽ thật không đạt tới Phương Đông Hạo Thiên nhãn chung? Mang theo tò mò. Dương Nghị Vân nhìn đến Phương Đông Hạo Thiên ra tay. Chỉ nghe Phương Đông Hạo Thiên, chậm rãi mở miệng sướng ngâm nói, tử khí đông lai, vì ngô sử dụng, đại ngày che trời, mây tía vi tôn, giết hại. Dương Nghị Vân trong mắt Phương Đông Hạo Thiên ở sướng ngâm chung đôi tay thác thiên dựng lên, lại là tại hạ một khắc phía chân trời phía trên, tựa từ cửu tiêu phía trên chiếu xuống tới một đạo chí dương chí cương chói mắt vô cùng cột sáng, có thùng nước như vậy thô, nháy mắt xỏ xuyên qua ở hắn đôi tay phía trên. Hình thành một cái thật lớn quang cầu, như là đem Thái Dương nâng lên ở đôi tay chi gian. Bỗng nhiên đem bạo giống đem trong tay quang cầu tạp đi ra ngoài. Dương Nghị Vân căn bản không có thấy rõ quỹ đạo, một chút liền biến mất đang xem Phương Đông Hạo Thiên trong tay. Mà tại hạ một khắc, mấy ngàn mét ở ngoài, một tiếng nặng nề rung động dựng lên. Dương Nghị Vân lần này thấy được rõ ràng, mấy ngàn mét ở ngoài đỉnh núi kim sắc sáng ngời, quen thuộc kim sắc tự nhiên là mũi tên nhọn.
lại là ở vừa rời huyền hết sức, trực tiếp chết non. Cái này chết non hiển nhiên là bị Phương Đông Hạo Thiên thủ đoạn cấp chân áp đi xuống. Phương Đông Hạo Thiên khủng bố Dương Nghị Vân vô pháp tưởng tượng, hoặc là nói cho rằng Phong Hào Tiên Đế thủ đoạn hắn tưởng tượng không đến. Nhưng tại đây một khắc thấy được băng sơn một góc. Gần nhìn đến Phương Đông Hạo Thiên đối với mấy ngàn mét ở ngoài đỉnh núi đôi tay nâng lên hư không nhấn một cái, ngay sau đó mấy ngàn mét ở ngoài ngọn núi liền ở một tiếng nặng nề chung sụp đổ đi xuống. Tuy rằng không có kinh thiên động địa tiếng động, nhưng Dương Nghị Vân thấy được một đóa mây nấm bay lên trời. Nhìn ra 3-4 cây số đi. Như vậy xa khoảng cách, Phương Đông Hạo Thiên liền như vậy đôi tay hư ấn một chút, một cả tòa ngọn núi liền sụp đổ. Như là hóa thành một đóa cát vàng giống nhau hoàn toàn dẹp yên. Không hề nghi ngờ, kia tòa sơn phong là Tây Môn Trường Giác nơi. Kia một mặt kim sắc là Tây Môn Trường Giác khai cung bắn tên. Nhưng đáng tiếc, thần tiễn tuy mạnh, nhưng Phương Đông Hạo Thiên căn bản liền không có cấp Tây Môn Trường Giác cơ hội. Nửa ngày lúc sau, Dương Nghị Vân đứng ở Phương Đông Hạo Thiên phía sau nói thẳng nước miếng. Này liền xong rồi, Dương Nghị Vân trong lòng phát run. Quả nhiên chỉ thấy Tây Môn Trường Giác phung tay lên, nơi xa một đạo kim sắc bay tới. Hạ xuống Phương Đông Hạo Thiên tay, đúng là một phen tạo hình tinh xảo kim sắc cung tiễn, phất tay chi gian liền biến mất ở Phương Đông Hạo Thiên trong tay, hiển nhiên là bị hắn thu lên. Được xưng thần xã cung tiễn, Dương Nghị Vân tự nhiên cũng nghe tới rồi phía trước Phương Đông Hạo Thiên cùng Tây Môn Trường Giác đối thoại. Tất nhiên là một phen khó lường vũ khí sắc bén. Đáng tiếc, không hắn phân, trơ mắt nhìn Phương Đông Hạo Thiên thu lên. Bất quá lần này là Phương Đông Hạo Thiên bảo hắn một mạng, này phân ân tình Dương Nghị Vân ghi lại trong lòng. Ngay sau đó Phương Đông Hạo Thiên xoay người nhìn Dương Nghị Vân nói, tiểu tử ngươi lá gan thật đại. Đây là Phương Đông Hạo Thiên nói câu đầu tiên lời nói. Làm Dương Nghị Vân sắc mặt đỏ lên, lại cũng vô pháp phản bác, bởi vì hắn biết Phương Đông Hạo Thiên nói ý tứ. Ngay sau đó nghe Phương Đông Hạo Thiên chậm rãi mở miệng nói, hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc đều không phải đơn giản, liền giống như Tây Môn liền ở, liền có bắn cung thần mũi tên bực này được xưng bắn thần chí bảo. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, 10 cái người đều bị Tây Môn Trường Giác bắn chết, may mắn Tây Môn Trường Giác tu vi chỉ ở tiên đế lúc đầu, nếu là hắn lại tiến thêm một bước. Ta hôm nay chưa chắc có thể giết được hắn, có thể tiếp được trụ hắn một mũi tên. Là tiểu tử lỗ mãng, cấp Phương Đông gia gia thêm phiền toái. Dương Nghị Vân vội vàng thừa nhận chính mình sai lầm, hiện tại hồi tưởng lên hắn cũng nghĩ mà sợ. Vẫn là coi thường tiên đế thủ đoạn, coi thường này đó tiên giới cổ xưa gia tộc. Phương Đông Hạo Thiên nhìn đến Dương Nghị Vân nhận sai, lại là dừng tay nói, ta cũng không trách cứ ngươi tìm Tây Môn gia tộc phiền toái, chỉ là muốn cho ngươi biết. Tiên giới một ít cổ xưa thế lực, gia tộc, tông môn từ từ, có thể thành một phương chi thế, không có một cái đèn cạn dầu. Là muốn cho ngươi nhớ kỹ, ngày sau mặc kệ báo thù cũng thế, đánh nhau cũng hảo, đầu tiên ngươi muốn đi tìm hiểu địch nhân mới có thể đi động thủ, lần này chỉ là ta cũng đã biết được, là hắn Tây Môn gia không đối trước đây, ngươi diệt Tây Môn gia cũng không có gì ghê gớm, chỉ là nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, ngày sau đối địch, không hiểu biết địch nhân chi tiết phía trước mọi việc nhiều cân nhắc, để tránh cống ngầm lật thuyền. Tây Môn Trường Giác tuy là tiên đế lúc đầu tu vi, nhưng chung quy là tiên đế tôn sư, xa xa không phải hiện tại ngươi có thể sở đối phó, liền tính là hôm nay Tây Môn Trường Giác trong tay không có bắn cung thần mũi tên, ngươi cùng hắn chém giết, chết nhất định sẽ là ngươi. Cứ việc ngươi tu vi đạt tới hiện tại tiên quân trình tự, lại có một thanh cường đại tiên kiếm, nhưng như cũ kém đến xa, nếu là không tin ngày nào đó chờ ngươi thành tựu tiên đế thả tự hành thể hội. Ngươi hiện tại trình tự căng chết có lẽ có thể cùng tiên vương hậu kỳ đại viên mãn đánh giá, nhiên, cũng chỉ có thể đối kháng tầm thường tiên vương, tu luyện tiên quân lúc sau mỗi một cái cảnh giới, mỗi cái tiên nhân đều sẽ có chính mình độc đáo bí pháp thủ đoạn tồn tại, trong đó chi người xuất sắc, vượt cấp giết địch tất nhiên là không nói chơi. Thật có chút cảnh giới có một số người, có chút thể chất từ từ, thật sự không phải tay dựa trung trí bảo phồn đa là có thể chiến thắng, ngươi diệt Tây Môn liền ở trung tầng các đệ tử. Là đem Tây Môn Trường Giác cấp bước tới rồi góc chết, hắn thế tất giết ngươi, cũng may ta phát hiện sớm, vãn một bước ngươi đều xong đời. Không riêng gì Tây Môn gia tộc, Độc Cô gia cũng cuốn vào được, ngày sau thiết hiếu cẩn thận, gặp phải tiên đế trực tiếp tránh né đi, nhưng đừng đi chống chọi, liền tính là gặp phải một ít độc đáo tiên quân tiên vương cũng đều phải cẩn thận, ta phải đến tin tức Vu Tôn thế lực quả nhiên thả ra lời nói đối với ngươi treo giải thưởng. Hỗn loạn tiên vực vốn chính là một cái pháp ngoại nơi.
có quá nhiều người sẽ bí quá hóa liều đối với người hiệp xuống tay, Độc Cô gia tộc có sát thủ tồn tại, thả thủ đoạn độc đáo, bọn họ làm chính là cái này hoạt động, nhớ lấy cẩn thận, đến nỗi Tư Không gia tộc nhưng thật ra với lão phu có điểm làm ra vẻ, tin tưởng sẽ không trộn lẫn tiến vào, nhưng toàn bộ hỗn loạn tiên vực kỳ kỳ quái quái tu sĩ quá nhiều, Vu Tôn thế lực một câu, liền có rất nhiều sinh linh cấp bán mạng. Lần này người động Tây Môn gia động tính quá lớn, chẳng những không có kinh sợ hiệu quả, ngược lại đi ở đầu gió mũi đao thượng, thật sự không có lời, nhất định sẽ có càng nhiều người theo dõi ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có ta bảo toàn ngươi, nhìn như sẽ không có chuyện gì, nhưng kỳ thật thời gian dài, ngược lại không phải chuyện tốt, bọn họ nhìn chằm chằm ngươi thời gian càng lâu, phản công chi lực liền sẽ càng lớn. Như thế ta ý tứ là ngươi cùng người sắt mau chóng đi nguyền rủa nơi đi, gần nhất có thể thiếu chút phiền toái, thừa dịp ngươi diệt Tây Môn ra uy hát yêu ta dư uy. Hỗn loạn tiên bên trong thành những cái đó nhìn chằm chằm ngươi người cũng sẽ không lập tức liền động thủ, vừa lúc là cái khe hở. Thứ hai, nguyền rủa nơi địa vực đặc thù, người đi vào lúc sau, liền tính là có người muốn tới tìm phiền toái cũng đồng dạng muốn đi nguyền rủa nơi, kể từ đó các ngươi ít nhất trên mặt đất vực thượng chính là bình đẳng, hơn nữa ngươi trong tay có Lục Nhĩ đưa tặng phù tang diệp từ nào đó ý nghĩa đi lên nói còn có thể chiếm cứ ưu thế. Đệ tam, cùng với bị người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, không bằng đi tăng lên thực lực của chính mình tu vi, chỉ có ngươi tự thân cường đại, người khác tìm ngươi phiền toái ngươi mới có thể thắng chi, sát chi, mới là duy nhất chi lộ. Phương Đông Hạo Thiên nhìn Dương Nghị Vân cấp ra hắn kiến nghị, nghe vào Dương Nghị Vân trong tai lại là thập phần có đạo lý, nhịn không được liên tục gật đầu nói, Phương Đông gia gia nói thật là, nếu như thế chúng ta hiện tại liền lên đường đi trước nguyền rủa nơi. Như thế rất tốt. Phương Đông Hạo Thiên cười gật đầu. Rồi sau đó phất tay chi gian mang theo Dương Nghị Vân trực tiếp rời đi, trực tiếp xuất hiện ở Đông Phương gia tộc. Đối phương Đông Hạo Thiên cùng Tây Môn Trường Giác chi gian chiến đấu, Dương Nghị Vân trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, dùng kiến càng hám thụ tới đánh giá. Đồng thời hắn trong lòng cũng vô cùng hướng về cường giả chi lộ. Giống phương Đông Hạo Thiên giống nhau cường giả, phong hào tiên đế chi uy, quả thực cường đại vô cùng trở tay chi gian liền đem Tây Môn Trường Giác kia trở tiên đế cấp diệt. Thật sự khủng bố đáng sợ. Bực này thủ đoạn, cũng đúng là hắn hướng tới thủ đoạn. Ở trong lòng hắn đây mới là cường giả chi lộ. Cho nên Phương Đông Hạo Thiên đưa ra làm hắn hiện tại liền lên đường đi trước nguyền rủa nơi, hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi, nguyền rủa nơi chính là một cái mài rũa nơi, chính là cường giả ra đời nơi, đi thông cường giả nơi địa phương. Nguyền rủa nơi khoảng cách hỗn loạn tiên thành, có ước chừng 10 vạn dặm xa. Bất quá này đối với tiên nhân tới nói, 10 vạn dặm xa cũng không tính cái gì. Ngày đó liền có 5 đạo hồng chảy ra hỗn loạn tiên thành, hướng phương đông mà đi. 5 người tự nhiên là Dương Nghị Vân, Lạc Dương, Tuyết Hương, Cảnh Sán cùng phương đông người sắt. Nguyên bản kế hoạch là Phương Đông Hạo Thiên chỉ hy vọng Dương Nghị Vân cùng phương đông người sắt tiến đến nguyền rủa nơi, chính là trở lại Đông Phương gia tộc. Dương Nghị Vân tự nhiên muốn gặp thấy Tuyết Hương các nàng, báo cho tình huống, nhưng không nghĩ tới tam nữ kiên chỉ muốn cùng nhau. Chết sống đều không được. Không có biện pháp, Dương Nghị Vân đành phải đáp ứng mang theo các nàng, sau lại ngẫm lại dù sao là đi lực lượng, thật cũng không phải không được. Lạc Dương là tiên vương lúc đầu chi cảnh, Tuyết Hương lần trước cũng bước vào tiên quân sơ cảnh, nhưng thật ra có thể giúp đỡ, đối với các nàng hai cái tới nói cũng là một hồi cơ duyên. Hơn nữa Lạc Dương trong cơ thể có ma thần ý thức, thực sự không ổn định, Dương Nghị Vân ngẫm lại vẫn là mang theo trên người tương đối an toàn. Đến nỗi Cảnh Sán, càng không cần phải nói, cũng mang theo đi, tổng không thể đem nàng một người ném xuống. Cảnh Sán tu vi nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân lau mắt mà nhìn, 10 năm không gặp, nàng dùng lúc trước hắn cấp 3 viên Mỹ Kim Đại La Đan, hơn nữa ở Đông Phương gia tộc có Phương Đông Hạo ông trời tử chỉ điểm, lại là bước vào tiên quân lúc đầu cùng hắn giống nhau, nhưng thật ra thật không nghĩ tới nàng cũng là thiên phú dị bẩm, đương nhiên trọng điểm vẫn là đan dược công hiệu chiếm đa số. Trước khi đi, Dương Nghị Vân để lại quỷ tiên tiểu lục tử cùng 100 danh quỷ tiên tiếp tục đãi ở hỗn loạn tiên thành tìm hiểu mông điểm rơi xuống, nói qua đi lâu như vậy, như cũ không có tin tức, luôn là không yên tâm. Có phái ra đi những cái đó quỷ tiên tìm kiếm so với hắn chính mình đi tìm muốn phương tiện, quỷ tiên cùng mông điểm cùng hắn chi gian đều sẽ có cảm ứng tồn tại, đến lúc đó chỉ cần có tin tức là có thể biết. Mặt khác tính tính thời gian tu chân giới cũng nên có người phi thăng mà đến tiên giới. Cho nên Dương Nghị Vân tính toán chuyến này nguyền rủa nơi sau, liền chuẩn bị rời đi hỗn loạn tiên vực, hoặc là trực tiếp đi cửu trọng thiên, hoặc là đi một chuyến phi thăng trì nhìn xem. Cứ việc tiên giới phi thăng trì cũng không phải tập trung ở một phương hướng,
mà là các nơi đều tồn tại phi thăng trì, hắn cũng muốn đi xem. Hơn nữa nhân tộc phi thăng cùng yêu tộc đều là bất đồng, yêu tộc có chuyên môn yêu tộc phi thăng nơi. Hầu Đậu Đậu, Điêu Nhi, Nghé Con, Tiểu Phượng Hoàng Từ Từ, là thuộc về yêu tộc, các nàng phi thăng tiên giới lại là không biết trở về địa phương nào. Tiên giới to lớn, hạ giới phi thăng nơi đi lên sinh linh, nhưng đều không có cố định chỗ. Cứ việc như thế Dương Nghị Vân cũng phải đi tìm xem. Biện pháp tốt nhất là đi Cửu Trọng Thiên, nếu có thể tìm được chết lão nhân, có lẽ lão nhân sẽ có biện pháp, như thế nào ở ngắn nhất thời điểm nội được đến vân môn mọi người phi thăng tình huống. Bay ra hỗn loạn tiên thành sau, 5 người phi hành 6 vạn dặm lúc sau liền từ phía chân trời phía trên rơi xuống. Bởi vì phương đông người sắt nói, từ nơi này lúc sau muốn đi bộ. Hỗn loạn tiên vực không phải phàm tục nơi, có chút địa phương tồn tại cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, trên bầu trời có lôi đình có chướng khí có đại hình loài chim bay tùy thời công kích. Ngược lại không bằng không được tới an toàn. 5 người rơi xuống đi sau, phương đông người sắt chỉ vào một tòa kéo dài núi non nói, nơi này là khí độc núi non, được xưng 8.000 dặm khí độc đầm lầy, chúng ta muốn đi bộ xuyên qua đi, vượt qua khí độc núi non, đó là sẽ tiến vào hỗn loạn tiên vực tiểu hồng hoang, hướng tây 3 vạn dặm mới là nguyền rủa nơi. Trên thực tế nguyền rủa nơi chỉ là tiểu hồng hoang chung một chỗ quỷ dị nơi, toàn bộ hỗn loạn tiên vực thần bí nhất đó là tiểu hồng hoang, thế nhân đều biết hỗn loạn tiên vực thần bí, chính là Cửu Trọng Thiên một ít cường đại thế lực người cũng không dám dễ dàng lỗ mãng, không nghĩ tới hết thảy khởi nguyên với tiểu hồng hoang. Trong lời đồn tiểu hồng hoang lưu lại tới thiệp mật cường đại cổ xưa sinh linh, cổ xưa truyền thừa từ từ, nơi nào mới là chân chính hỗn loạn tiên vực chúa tể giả. Mà nguyền rủa nơi, gần là tiểu hồng hoang một bộ phận, nhưng chính là này một bộ phận, lại là tạo thành ra rất nhiều cường đại hạng người. Phương Đông người sắt vừa đi vừa nói chuyện, cấp Dương Nghị Vân mấy người phổ cập khoa học một chút về tiểu hồng hoang sự. Đoàn người dừng ở chướng khí tràn ngập núi non dưới, nhìn vừa nhìn vô tận hoặc là nói bị chướng khí che trời núi non, căn bản là thấy không rõ diện mạo. Người sắt ngươi đã tới nơi này, Dương Nghị Vân hỏi Phương Đông người sắt. Phương Đông người sắt gật gật đầu, đi theo Gia Gia đã tới một lần, chướng khí núi non, bất quá không đi qua tiểu hồng hoang, hơn 1.000 năm trước ta còn là tiên quân đại viên mãn đỉnh thời điểm, đi theo Gia Gia tiến vào chướng khí núi non tìm kiếm quá đột phá cơ hội, chung quy bước vào tiên vương chi cảnh. Bất quá Gia Gia nói qua, liền tính là này chướng khí núi non cũng không phải thiện mà, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút, rất nhiều địa phương ta cũng không đi qua, hiện tại có thể đi chỉ là Gia Gia năm đó dẫn ta đi quá lộ, hơn 1.000 năm qua đi, nói không chừng sớm đã có biến hóa, dù sao chúng ta đều tiểu tâm đi, chờ xuyên qua chướng khí núi non, đó là tiểu hồng hoang, nơi nào mới là chân chính hiểm địa, nơi này tương đối hảo điểm, đây là Gia Gia chuyên môn luyện chế chướng khí tiên đan, đều ăn vào đi. Có thể miễn dịch chướng khí. Dứt lời Phương Đông người sắt lấy ra một lọ tiên đan cho đại gia mỗi người một viên. Mỗi người ăn vào một viên giải độc đan sau, Phương Đông người sắt xung phong dẫn đường vào núi. Dựa theo Phương Đông người sắt nói, lại nói tiếp chướng khí núi non là sơn, kỳ thật chính là chỗ chúng sơn thế đầm lầy, căn bản là không có nhiều ít cao lớn ngọn núi tồn tại. Nơi này đi vào lúc sau chính là đại đầm lầy nơi, nhìn có phong phú thảm thực vật, kỳ thật chưa chừng một chân dẫm đi xuống chính là đầm lầy, thủy có độc thảo có độc. Mấu chốt còn cất giấu khủng bố quỷ dị dị thú, nơi này dị thú cũng không phải là cái gì có trí tuệ sinh linh, hung ác vồ mồi mới là duy nhất bản năng. Một đường đi đến, càng mau bọn họ 5 người liền vùi lấp ở sương mù chướng khí chung. Ước chừng 10 dặm lúc sau, bọn họ ra xuyên qua một chỗ bụi cây, tới rồi một chỗ nhìn như hẻm núi nơi, kỳ thật ở Dương Nghị Vân xem ra chính là một đạo bề rộng chừng mấy chục mét thâm mương chung. Phương Đông người sắt dừng lại nói, chúng ta muốn xuyên qua này hẻm núi. Trong cốc không yên ổn, có chút địa phương nhìn như là lục địa, nhưng một chân dẫm đi xuống đó là đầm lầy, dưới thân trong đó đó là như truy nọc độc, phía dưới còn sẽ đầm lầy dị thú, có quỷ dị thủy thảo cắn nuốt, thực đáng sợ, đại gia đánh lên tinh thần tới. Dương Nghị Vân nghe Phương Đông người sắt nói chuyện nhìn không được nói, ta nói người sắt từ lúc bắt đầu ngươi liền đem nơi đây nói như là địa vực, anh em ta hiện tại nghe đều có bóng ma, thả lỏng điểm, tâm thái quan trọng nhất. Nguy hiểm trình độ đại gia nhưng đều ghi tạc trong lòng. Phương Đông đại ca yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Cảnh sán vội vàng nói chuyện. Lạc Dương cùng Tuyết Hương đều là sống không nhiều lắm người, tuy rằng không nói chuyện, lại cũng gật gật đầu tỏ vẻ biết. Đại gia cũng đích xác bị Phương Đông người sắt vẫn luôn giáo huấn nói trong lòng có áp lực cùng trầm trọng. Vẫn là đệ muội hiểu chuyện,
Ha ha, Phương Đông người sắt cũng biết chính mình có chút quá mức mẫn cảm, khen một tiếng Cảnh Sán nở nụ cười. Tưởng hắn cũng là đường đường tiên vương lúc đầu cao thủ, cũng không đến mức bị một cái khí độc núi non chẳng lẽ, hiện tại ngẫm lại như cũ là năm đó đi theo gia gia tiến đến lịch chịu quá nhiều đau khổ, nhưng thật ra chính hắn đối khí độc núi non có bóng ma tâm lý. Dương Nghị Vân biết Phương Đông người sát vị này tiên nhị đại kỳ thật từ xuất sinh đến bây giờ, cũng là không chịu quá nhiều ít khổ, cho tới nay đều là sinh hoạt ở Phương Đông Hạo Thiên cánh chim dưới, cứ việc hắn là tiên vương lúc đầu tu vi, nhưng là luận du lịch kinh nghiệm, cùng chính mình so kém xa. Đây là lần đầu tiên đơn độc ra tới, có chút khẩn trương cũng là khó tránh khỏi. Trong lòng cũng rõ ràng, Phương Đông Hạo Thiên kia chờ cường giả, tự nhiên hiểu được nhà ấm đóa hoa dễ chết non đạo lý. Hắn che chở không được Phương Đông người sắt cả đời, cũng muốn tìm cơ hội làm Phương Đông người sắt một mình đi ra ngoài ở bên ngoài lang bạt, hùng ưng chung quy muốn ly xào lúc sau mới có thể bay lượn cửu thiên. Chẳng qua chung quy là Đông Phương gia tộc độc đinh mầm, không có thích hợp cơ hội, Phương Đông Hạo Thiên tự nhiên không thể làm Phương Đông người sắt đi ra ngoài. Mà hắn xuất hiện đối Phương Đông Hạo Thiên tới nói thấy được một cái phóng Phương Đông người sắt ly xào cơ hội. Có lẽ là Phương Đông người sắt xem đúng rồi chính mình. Có thể làm hắn liếc mắt một cái nhận định làm bằng hữu, cũng có lẽ là Phương Đông Hạo Thiên nhìn thấu nhân phẩm chính mình, yên tâm làm Phương Đông người sắt cùng chính mình một đường đi ra ngoài sấm đường, dù sao lần này Phương Đông Hạo Thiên tướng nhà bọn họ độc đinh mầm buông tay. Đối với Dương Mỗ Nhân tới nói, mặc kệ thế nào, Phương Đông Hạo Thiên có hay không coi trọng nhân phẩm chính mình không nhân phẩm, dù sao hắn cũng nhận Phương Đông người sắt cái này huynh đệ. Hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, Phương Đông người sắt lần đầu tiên muốn gặp liền nói cùng chính mình hợp ý, tuy rằng có chút quái quái, nhưng trừ bỏ nam nữ chi gian có nhất kiến chung tình loại sự tình này ở ngoài, nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng là tồn tại nhất kiến như cố. Hắn tin Phương Đông người sắt. Lần đó lúc sau quả nhiên Phương Đông người sắt nói đương hắn là huynh đệ, chính là huynh đệ, năm đó thành Tây ở ngoài, cùng Tây Môn ra lần đầu tiên chiến đấu, Phương Đông người sắt liền kéo tới hắn ra Phương Đông Hạo Thiên cứu chàng. Chỉ này một cái, chính là quá mệnh huynh đệ, càng đừng nói Phương Đông Hạo Thiên ra tay cứu hắn, chém giết Tây Môn Trường Giác, càng là đưa hắn tiến vào hỗn loạn nội thành. Này đó đều là ân tình. Dương Nghị Vân ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng tâm lý lại là đem Phương Đông người sắt trở thành huynh đệ. Đi vào tiên giới cái thứ hai có thể tín nhiệm huynh đệ. Cái thứ nhất là Đỗ Kiệt Bân, cũng không biết hắn hiện tại làm sao vậy. Cảnh Sán bị trêu chọc một tiếng. Sắc mặt có chút đỏ lên. Đứng ở Dương Nghị Vân bên trái Tuyết Hương còn lại là hừ lạnh một tiếng. Chân chính luận lên, Tuyết Hương đi theo Dương Mỗ Nhân thời gian sớm nhất, còn không có Cảnh Sán chuyện gì, chẳng qua tạo hóa trêu người, Dương Mỗ Nhân trước hết phát hục Cảnh Sán. Mà Tuyết Hương tuy là yêu tu, nhưng chút nào không thể so Cảnh Sán kém, thậm chí ở tu vi cùng dung mạo thượng còn thắng qua Cảnh Sán, đối Dương Mỗ Nhân, Tuyết Hương là có thể đánh bạc mệnh đi người. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng lại hiểu được ghen. Năm đó đi theo Dương Mỗ Nhân rời đi cái kia đáy hồ thế giới, thời gian không ngắn, trải qua vài lần sinh tử, đối nhân tộc cũng hiểu biết một ít, lúc này Tuyết Hương càng có người vị. Tam nữ chung chỉ có Lạc Dương biểu hiện thực bình đạm, Dương Mỗ Nhân là nàng tiểu sư thúc, nàng cùng hắn đều sẽ không có mặt khác ý tưởng. Hắc hắc, Phương Đông người sát thấy như vậy một màn vui sướng khi người gặp họa cười cười. Lại là bị Dương Nghị Vân hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói, ít nói nhảm phía trước dẫn đường tiếp tục đi. Minh bạch, ha ha ha. Phương Đông người sắt cười lớn về phía trước đi đến, nhưng là mới vừa đi ra ngoài vài bước, lại là dừng bước chân. Dương Nghị Vân càng ở hắn phía sau, nhìn đến Phương Đông người sắt bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt cũng túc mục, vừa muốn hỏi sao lại thế này hết sức, hắn cũng nhíu mày phát hiện không thích hợp. Phương nào đạo hữu lén lút là mấy cái ý tứ. Sao không ra tới vừa thấy? Phương Đông người sắt nhìn chằm chằm phía trước thâm mương tả chắc rừng rậm đại thụ mở miệng. Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được có 7-8 đạo hơi thở tránh ở rừng rậm chung, trách không được Phương Đông người sắt ngừng lại. Hắn nhíu mày, có thể xuất hiện nơi này, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên, hắn nghĩ tới Vu Tôn thế lực đối hắn treo giải thưởng việc. Đối Phương Đông người sắt nói, người sắt xem ra là hướng về phía ta tới, người tránh ra, để cho ta tới. Nói cái gì chó má lời nói, ngươi là ta huynh đệ, đụng đến ta Phương Đông người sắt huynh đệ, ta xem ai chê sống lâu, ngươi chiếu cố hảo đệ muội, vừa lúc ta đã tới đã ghiền, hơi thở chung có tiên quân có tiên vương, ta còn có thể đối phó. Phương Đông người sắt nói chuyện, đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng, chiến ý 10 phần.
Dương Nghị Vân giờ phút này có chút trợn trắng mắt, hắn đây là lần đầu tiên nhìn đến Phương Đông người sắt vẫn là cái phần tử hiếu chiến, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, còn tràn đầy nóng lòng muốn thử. Ở hai người nói chuyện chung, người không có xuất hiện, nhưng lại vang lên âm dương quái khí tiếng cười, vang vọng ở thâm mương quanh quẩn. Cạc cạc cạc, Đông Phương gia tộc độc đinh Phương Đông người sắt, tiểu gia hỏa khuyên ngươi vẫn là đừng động nhàn sự thì tốt hơn, nơi này cũng không phải là hỗn loạn tiên thành, không ai bán ngươi Đông Phương gia tộc mặt mũi. Lão thân nghe nói Dương Nghị Vân tiểu tử này treo giải thưởng đã tăng tới 10 vạn thượng phẩm tiên thạch nông nỗi, vừa lúc thiếu tiên thạch, ra tới hoạt động gân cốt, thuận tiện hái được người khác đầu đi đổi tiên thạch, cạc cạc, nhưng đừng xen vào việc người khác, nếu không đừng trách lão thân không cho ngươi ra ra Phương Đông Hạo Thiên mặt mũi. Làm theo giết ngươi. Âm dương quái khí thanh âm mang theo diễn ngược chi ý, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Mà giờ phút này Phương Đông người sắt lại là không nghĩ tới người này cư nhiên rõ ràng chính mình chi tiết, xem ra sự tình không ổn, lại cũng lớn tiếng nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào. Cạc cạc cạc, ngươi ra ra không đã nói với ngươi, khí độc núi non là lão thân địa bàn sao, cạc cạc cạc. Khó nghe cổ quái cười to lại lần nữa vang lên. Phương Đông người sắt lại là sắc mặt đại biến nói, ngươi. Ngươi là trướng khí lão tổ. Trướng khí lão tổ. Dương Nghị Vân nghe tựa hồ là cái lợi hại nhân vật, Phương Đông người sắt sắc mặt đều thay đổi. Người sắt là người nào? Dương Nghị Vân hỏi. Phương Đông người sắt ngưng trọng nói, ta nghe ra ra nói qua người này, nói là ở trướng khí núi non có cái độc tu tiên vương, tự hào trướng khí lão tổ, tu vi tuy là tiên vương đại viên mãn, nhưng lại bởi vì tu chính là độc nói, chính là một ít tiên yến thành kiêng kỵ ba phần, lão gia hỏa này nhưng thực sự không dễ chọc. Nói đến cùng là cái ác nhân. Không nghĩ tới nàng vì thiên thạch cư nhiên cũng khom lưng, bất quá vân tử, người hiện tại cái này giới vị đích xác không tồi a, cư nhiên chướng giới đến 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Lời nói đến mặt sau, Phương Đông người sắt lại là bắt đầu trêu ghẹo lên. Dương Nghị Vân nghe vào trong tai, trong lòng rõ ràng Phương Đông người sắt kỳ thật cũng là ở điều tiết không khí, bằng không quá khẩn trương mà thôi. Đối với chướng khí lão tổ, Phương Đông người sắt giới thiệu cũng không phức tạp, hoặc là nói hắn chỉ là hiểu biết một bộ phận. Nhưng lại vậy là đủ rồi, liền một câu, cái này lão Đông Tây là cái tiên vương đại viên mãn đỉnh lão độc vật, tầm thường tiên yến thành là muốn kiêng kỵ vài phần. Hiện tại lại là đối thượng hắn. 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, ha ha. Từ tam vạn tăng tới 10 vạn, cũng thật là danh tác. Bất quá này cũng làm Dương Nghị Vân minh bạch, tiên thạch đối tiên nhân quan trọng. 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, cũng thật không phải cái số lượng nhỏ, ngay cả trướng khí lão tổ bực này lão gia hỏa cũng động tâm. Trước mắt đối mặt chướng khí lão tổ Phương Đông người sắt trong giọng nói áp lực không nhỏ. Nhưng Dương Nghị Vân lại là đảo cũng không lo lắng. Độc tu. Hắn tự nhiên là kiến thức quá, năm đó ở tu chân giới liền tiếp xúc quá. Chẳng qua hiện tại đối tượng chính là tiên giới độc tu mà thôi. Nhưng cũng không phải không có biện pháp đối phó. Người khác sợ hãi độc, hắn chưa chắc. Dương Nghị Vân lập tức truyền âm cấp Phương Đông người sắt nói, người đợi lát nữa mang theo các nàng đi trước. Ta tới ứng phó cái này cái gì chó má chướng khí lão tổ. Nói cái gì mê sảng, chúng ta có thể lưu lại chính ngươi trốn chạy a. Nói nữa hắn chướng khí lão tổ người khác sợ, nhưng ta không sợ, thật bức nóng này, có rất nhiều thủ đoạn thu thập hắn, hơn nữa ngươi cũng không nhìn xem, hiện tại chúng ta đối mặt hoàn cảnh, trừ bỏ chướng khí lão tổ, nhưng còn có mặt khác tiên nhân, muốn chạy nào dễ dàng như vậy chướng khí lão tổ ta tới đối phó, các ngươi mấy cái xử lý những người khác. Phương Đông người sắt thái độ kiên quyết, làm hắn một mình đi, không có khả năng. Dương Nghị Vân trong lòng ấm áp, ngẫm lại Phương Đông người sắt lời nói, kỳ thật là có đạo lý, chướng khí lão tổ cũng không phải là một người, mà là mang theo vài cái thủ hạ. Nếu là lão độc vật thủ hạ, vậy tuyệt đối cũng không phải đơn giản tiên nhân. Độc nói cũng là một cái đại đạo. Hai người đối thoại bên trong, quả nhiên tại hạ một khắc, bốn phía nơi xuất hiện bóng người. Lại còn có thật không ít. Có 20 người trên dưới. Tu vi có mạnh có yếu, tiên vương lúc đầu một người, tiên quân cấp bậc thêm lên 6 người, dư giả đều là hỗn nguyên nói tiên. Dương Nghị Vân vừa thấy nhếch miệng cười, cũng không ra sao. Phương Đông người sắt khóe miệng trừ trừ nói, tiểu tử ngươi đừng đại ý, những người này tu vi tuy rằng không cao, nhưng đều là lão độc vật thủ hạ, toàn vì dùng độc cao thủ, đừng nói tiên quân tiên vương, cho dù là cái hỗn nguyên nói tiên, cũng đều là không thể khinh thường. Ngươi không thấy lão độc vật không ra tới sao, cái này lão Đông Tây tiên nhân là tưởng thử chúng ta, nhất định không thể đại ý a.
Dương Nghị Vân biết Phương Đông người sát ý tứ, chẳng qua là muốn cho đại gia đừng quá khẩn trương mà thôi, không nghĩ tới Phương Đông người sát thực khẩn trương. Bất quá này cũng khó trách, thật lại nói tiếp Phương Đông người sát là lần đầu tiên không có Phương Đông Hạo Thiên cùng đi hạ rèn luyện, lần này ra tới là hắn độc lập lần đầu tiên. Đối mặt bực này tình huống đích xác sẽ khẩn trương, lại còn có gặp phải chính là, một cái lão độc vật. Lạc Dương nhìn qua trên mặt giếng cổ không gợn sóng, không chút nào để ý. Tuyết Hương cùng không cần phải nói, tựa hồ cái gì đều không sợ, trước nay liền không có sợ quá ai. Chỉ có Cảnh Sán là có chút khẩn trương. Phương Đông người sát giờ phút này cũng phát hiện chính mình tựa hồ có chút quá mức khẩn trương, nhìn thoáng qua Dương Nghị Vân sau, ở đi xem bốn phía xuất hiện người, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi thu thập những người này, chướng khí lão tổ giao cho ta tới thu thập. Đường đường phong hào tiên đế tôn tử, không nên như vậy túng. Cũng là hiện tại Dương Nghị Vân trước mặt có cái mặt mũi. Ha ha, đừng lo lắng, không có gì sợ quá, ta cũng không tin có thể có bao nhiêu độc, trở thành chúng ta ra tới lực lượng cái thứ nhất cửa ải khó khăn đi, hiện tại còn không có nói nguyền rủa nơi, lộ mới vừa bắt đầu, quá quan trảm tướng, gặp thần sát thần đó là. Dương Nghị Vân giờ phút này nhưng thật ra xem đến thực xem, trong giọng nói cũng nhẹ nhàng. Lại nói tiếp cùng Phương Đông người sát so sánh với xem như người từng trải, mới sẽ không có cái gì gánh nặng tâm lý, cùng rõ ràng càng là loại này thời điểm, càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Một cái đoàn đội khí thế là rất quan trọng. Nói trắng ra là, lần này ra tới lấy Phương Đông người sát bên ngoài thượng mang đội, nhưng chân chính ý nghĩa thượng vẫn là muốn dựa hắn, bởi vì Tuyết Hương, Lạc Dương cùng Cảnh Sán đều nghe hắn. Đến nỗi Phương Đông người sát, trừ bỏ tu vi cao ở ngoài. Đây là lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, hơn nữa đi phía trước Phương Đông Hạo ông trời tử là trong lén lút công đạo quá hắn, tuy rằng không có nói thấu, nhưng Dương Nghị Vân minh bạch kỳ thật chính là làm hắn chiếu cố hảo Phương Đông người sắt. Vì thế, lão gia tử cũng cho hắn bảo mệnh thủ đoạn. Cho nên hắn căn bản liền không có lo lắng cái gì chướng khí lão tổ, nếu là không trêu chọc hắn đảo cũng hảo thuyết, thật muốn là trêu chọc, chém giết chính là. Giết bọn họ. Lúc này âm dương quái khí thanh âm vang lên. Đúng là chướng khí lão tổ hạ lệnh. Cái này lão đông tây thực cẩn thận, từ lúc bắt đầu căn bản liền không có ra tới. Từ thanh âm thanh phán đoán, cũng luôn là trôi nổi không chừng, nghe tới liền tránh ở bên trái đại thụ lúc sau, bất quá đến tột cùng ở nơi nào, thật đúng là khó mà nói. Dương Nghị Vân tin tưởng bực này lão độc vật sẽ không đơn giản như vậy liền đem tự thân vị trí bại lộ đi ra ngoài. Lão độc vật nếu không nghĩ hiện thân, hiển nhiên sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng tìm được. Dương Nghị Vân hận nhất bực này sau lưng hạ âm tay người, hừ lạnh một tiếng, đoạn thủy. Lại là trực tiếp ngự kiếm dựng lên, chém về phía bên trái đại thụ mà đi, nếu trốn tránh không ra, kia hắn liền đem đại thụ toàn bộ đều hủy hoại, xem ngươi như thế nào trốn, miễn cho sau lưng ngáng chân. Oanh! Đồ long kiếm ngự kiếm mà đi, nơi đi qua, một tảng lớn cây cối hóa thành dập nát, mấy chục mét nơi trụi lủi một mảnh. Lại là không có phát hiện có người tồn tại. Mà đồng thời, Phương Đông người sát cùng Lạc Dương các nàng cũng động thủ, đối với bốn phía xuất hiện những cái đó tiên nhân toàn bộ công kích mà đi. Dương Nghị Vân đứng không nhúc nhích, bởi vì hắn biết chướng khí lão tổ sẽ không như vậy dễ dàng liền xuất hiện, không chừng phái ra những người này chính là thử, hắn nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm âm thầm chướng khí lão tổ. Phương Đông người sát cùng Lạc Dương Tuyết Hương bọn họ đi đối phó bốn phía xuất hiện những người này, hẳn là không thành vấn đề. Quả nhiên như hắn sở liệu. Thậm chí có chút ra ngoài dự kiến, trong nháy mắt những người này cư nhiên bị Phương Đông người sắt cùng Lạc Dương mấy cái liên hợp dưới toàn bộ chém giết, bao gồm cái kia tiên vương ở bên trong, ngắn ngủn không đến 2 phút liền xong đời. Quá mức thuận lợi. Vân Tử cảm giác không rất hợp a Phương Đông người sắt đi tới cau mày nói. Đích xác không đúng, quá thuận lợi Lạc Dương nói một câu. Phương Đông người sắt đánh giá bốn phía nói, những người này tựa hồ như là chuyên môn đi lên chịu chết giống nhau. Căn bản không có như thế nào phản kháng. Dương Nghị Vân buông ra tâm thần, đồ long kiếm huyền phù trong người trước sau nhìn chằm chằm tạp bốn phía, hắn há có thể nhìn không ra không đúng. Chướng khí lão tổ không ra tới, thật là không rất hợp lộ, đại gia tiểu tâm Dương Nghị Vân nói. Phương Đông người sắt sắc mặt biến đổi nói, không đúng, những người này máu có vấn đề, đại gia mau phong bế khiếu huyệt. Nghe được Phương Đông người sắt nói chuyện, Dương Nghị Vân cũng nhìn qua đi. Quả nhiên phát hiện không đúng. Lúc này đã biết, vì cái gì những người này giống như là chuyên môn đi lên chịu chết tới giống nhau, ba lượng hạ đã bị chém giết.
Xem ra là cố ý vì thế, quả thực chính là tử sĩ. Những người này máu nhìn qua có nhàn nhạt sương mù ở phiêu tán, nhưng không có bất luận cái gì khí vị. Là độc. Trong máu có độc. Giờ phút này đại gia mới phản ánh lại đây. Hiển nhiên đây là chướng khí lão tổ thủ đoạn. Quả nhiên tại hạ một khắc, vang lên chướng khí lão tổ đắc ý tiếng cười to, cạc 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 mấy tiểu bối, làm trò cho rằng lão tổ người như vậy dễ giết sao. Nói thật cho các người biết, ở các người giết chết bọn họ một khắc, lão tổ độc liền bắt đầu, hiện tại chờ lão tổ ta từ từ thu thập các người đi. Lần này ở dứt lời lúc sau, mọi người trong tầm mắt mặt đất một chỗ hư thối lá cây phía dưới một cổ tử màu đỏ sương mù như là ngọn lửa giống nhau xông ra, trong nháy mắt hóa thành một người. Một cái nhìn qua 70-80 tuổi bà lão, rất là lôi thôi, cầm trong tay quải trượng, đầy đầu đầu tóc đều là từng điều đủ mọi màu sắc bím tóc. Mọi người đều biết, không hề nghi ngờ, nàng chính là chướng khí lão tổ. Liền ở chướng khí lão tổ nói chuyện chi gian, Dương Nghị Vân mấy người sắc mặt đều thay đổi. Đích xác có độc. Bọn họ trúng độc. Độc nói quỷ dị liền ở chỗ, vô thanh vô tức. Cao thủ hạ độc càng sâu. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền ở phòng bị, nhưng lại không nghĩ rằng chướng khí lão tổ cái này lão đông tây sẽ lấy mạng người vì đại giới hạ độc. Máu đụng tới không khí, đích xác sẽ phát sinh biến hóa. Hoặc là nói, chướng khí lão tổ thủ đoạn quá mức âm độc, ai có thể nghĩ đến nàng đem thủ hạ đều dưỡng thành độc. Bảo tồn ở trong máu độc, máu chi độc. Lấy tử vong đại giới phóng độc, không chỉ có làm đại gia không có phòng bị, nhìn qua vẫn là một loại cao giai chi độc. Ngũ sắc vô vị, hóa thành là không khí, dung hợp ở không khí. Ai có thể phòng được? Liền tính bọn họ phong bế toàn thân khiếu huyệt, cũng phòng không được không khí là có mặt khắp nơi, bản thân mọi người đều sống ở trong không khí, phong bế khiếu huyệt cũng chưa dùng. Lúc này theo chướng khí lão tổ nói lạc, đại gia cảm nhận được bất đồng. Cảnh Sán thân thể nhoáng lên, ta có chút choáng váng đầu. Dương Nghị Vân lúc này cũng nhận thấy được không thích hợp, hắn cũng là có chút choáng váng, hơn nữa đôi mắt còn hoa, kỳ quái chính là cư nhiên cảm thụ không đến trong cơ thể có bất luận cái gì độc khí tồn tại. Này liền có chút khủng bố. Rõ ràng biết là trúng độc, nhưng lại ở trong cơ thể cảm thụ không đến độc khí tồn tại. Đúng bệnh hốt thuốc đều không được. Giải độc đầu tiên phải biết rằng trúng độc. Hiện tại lại là trong cơ thể hoàn toàn cảm thụ không đến có bất luận cái gì độc khí tồn tại, đây mới là đáng sợ nhất. Chướng khí lão tổ danh hào thật không phải nói không. Nếm thử đi thúc dục công, lại là một chút cảm giác càng thêm choáng váng, đều đứng thẳng không xong. Đúng lúc này, Cảnh Sán cái thứ nhất bùm một chút ngã xuống trên mặt đất. Muôn vàn đừng vận công, thúc dục chỉ biết càng thêm không xong. Lúc này phương đông người sắt lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng hiển nhiên nhắc nhở chậm. Mọi người đều nếm thử vận chuyển công pháp. Ngay sau đó Tuyết Hương cùng Lạc Dương kêu rên thân mình đong đưa đến ở trên mặt đất. Dương Nghị Vân cùng phương đông người sắt còn lại là ở cường trống, trên thực tế bọn họ cảm giác càng ngày càng choáng váng, trời đất quay cuồng không ngừng đong đưa chung. Tuy rằng thân thể thượng không có đã chịu bất luận cái gì đau xót, gần là choáng váng mà thôi, nhưng đây mới là khó chịu nhất. Không đau không ngứa, nhưng lại làm ngươi trời đất quay cuồng choáng váng đến ghê tởm. Đứng thẳng đều thành vấn đề. Bực này tình huống dưới, đối mặt địch nhân, quá nguy hiểm. Nếu là chướng khí lão tổ làm khó dễ, như thế nào đối địch? Trong nháy mắt hắn cũng chịu đựng không nổi một mông ngồi ở trên mặt đất, tiếp theo thấy được phương đông người sắt cũng nằm sấp xuống. Lần này xem như toàn quân hủy diệt. Mà giờ phút này, mấy chục mét ở ngoài, lại thấy chướng khí lão tổ đi bước một đi tới. Lão độc vật âm chắc chắc cười nói. Mấy tiểu tử kia ngoan ngoãn chịu chết đi, cạc cạc cạc. Lão tổ ta được xưng chướng khí lão tổ không phải nói không, bị nói các ngươi liền tính là tiên đế tiến đến, đi vào này chướng khí núi non cũng đến ngoan ngoãn cấp lão tổ ta nằm sấp xuống đi, nơi này là lão tổ ta chính là thiên, oa ha ha. Dương Nghị Vân nghe lão độc vật nói chuyện, lại là cũng sắc mặt thay đổi, đích xác nơi này là lão độc vật sân nhà, ngàn phòng vạn phòng vẫn là nói. Cũng rõ ràng nhận thức tiên giới độc nói lợi hại. Từ lúc bắt đầu bọn họ mấy cái sợ là bị cái này lão độc vật cấp tính kế, phía trước phong bế khiếu huyệt có lẽ chính là làm điều thừa. Cũng thuyết minh lão độc vật là cái tâm cơ lòng dạ rất sâu người, căn bản là không lộ diện, chỉ là phái ra mấy tên thủ hạ cố ý chịu chết, dẫn phát máu chi độc, khiến cho bọn họ tất cả đều nằm sấp xuống. Lúc này mọi người đều sụi lơ ở trên mặt đất. Đương nhiên cũng là bất đắc dĩ, choáng váng đến bạo. Động thủ đều thành vấn đề.
trong cơ thể pháp lực tuy rằng đều ở, nhưng mấu chốt không vận chuyển công pháp còn hảo, nếu vận dụng pháp lực, choáng váng càng nghiêm trọng. Căn bản là xử không ra pháp lực. Trơ mắt nhìn chướng khí lão tổ hướng về bọn họ mấy cái tới gần mà đến. Làm sao bây giờ? Giờ phút này Dương Nghị Vân trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Chiếu như vậy đi xuống, bọn họ mấy cái chính là bản thượng thịt cá. Trong nháy mắt chướng khí lão tổ tới rồi bọn họ 10 mét chỗ. Lúc này bọn họ mấy cái một cái khoảng cách một cái 2-3 mễ xa. Tiếp cận chướng khí lão tổ gần nhất một cái ngược lại là Lạc Dương, bởi vì chướng khí lão tổ là từ Lạc Dương nơi phương hướng xuất hiện. Nháy mắt liền thấy chướng khí lão tổ tới rồi Lạc Dương bên người, lại là âm hiểm cười nói, vẫn là cái đại mỹ nhân nhi, tiểu nha đầu liền từ ngươi bắt đầu đi, đẹp túi ra a, lão tổ ta. Chán ghét. Nói chuyện chung chỉ thấy chướng khí lão tổ đối với Lạc Dương giơ lên trong tay quải trượng, nhìn dáng vẻ là muốn trực tiếp giết Lạc Dương. Dừng tay. Dương Nghị Vân cũng như vậy giống giận. Chướng khí lão tổ cười mở miệng, cạc 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 phẫn nộ đi, lão tổ ta thích nhất xem người khác phẫn nộ tuyệt vọng, loại cảm giác này không cần quá mỹ diệu. Biến thái. Dương Nghị Vân trong lòng mắng. Trơ mắt nhìn chướng khí lão tổ giơ lên trong tay quải trượng, bỗng nhiên đối với Lạc Dương đầu đâm đi xuống. Giờ khắc này Dương Nghị Vân lo lắng. Bất quá, hắn cũng may mắn, chướng khí lão tổ cái thứ nhất lựa chọn người là Lạc Dương, nếu là những người khác liền thật nguy hiểm. Nhưng Lạc Dương nói, nhưng thật ra khác nói. Bởi vì Lạc Dương trong cơ thể có ma thần ý thức tồn tại, há có thể sẽ làm chướng khí lão tổ thực hiện được. Hắn tin tưởng ma thần ý thức nhất định sẽ nhảy ra, bởi vì ma thần ý thức cùng Lạc Dương vốn chính là nhất thể. Sao lại làm lão độc vật đối Lạc Dương động thủ? Ầm vang. Quả nhiên. Ngay sau đó một tiếng nổ vang. Lại là ở chướng khí lão tổ đâm thời điểm, Lạc Dương toàn thân bộc phát ra đỏ thắm vầng sáng, chói mắt vô cùng. Ngay sau đó cường đại ma sát chi khí phát ra. A! À, chướng khí lão tổ kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Lúc này Lạc Dương hai mắt hóa thành màu đỏ đậm, huyền phù dựng lên, toàn thân có thực chất hóa ma khí ở vần quanh, thực hiển nhiên là ma thần ý thức thức tỉnh. Ngươi là ai? Trên người của ngươi như thế nào sẽ có ma khí? Một chút bay ngược đi ra ngoài chướng khí lão tổ hoảng sợ vô cùng nhìn Lạc Dương, nàng không nghĩ tới một cái ở nàng xem ra tầm thường tiên vương mà thôi, cư nhiên nháy mắt chuyển hóa thành một tôn ma đầu, hơn nữa hơi thở vô cùng cường đại. Nàng tu độc nói đều không phải là vô địch, cũng là có khắc tinh, tỉ như người tu ma liền không sợ nàng chướng khí chi độc. Cho nên chướng khí lão tổ cái này thực hoảng sợ. Bổn đại thần là ai ngươi không tư cách biết. Ma thần ý thức một mặt Lạc Dương như cũ vô cùng ngạo khí. Ngay sau đó nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng nói, mấy cái ngu xuẩn, điểm này độc khí đều hóa giải không được sao. Còn muốn cho bổn đại thần ra không được, phế vật. Ma thần ý thức Lạc Dương mắng, lại là đôi tay mở ra ma khí quay cuồng, bỗng nhiên đem ma khí hợp lực ở bên nhau, oanh một chút bạo liệt, hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng, nhộn nhạo đi ra ngoài. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm giác choáng váng biến mất. Lại là biết ma thần ý thức ra tay hóa giải bọn họ mấy cái độc, hoặc là nói là phá chướng khí lão tổ chướng khí. Ngay sau đó thông đạo ma thần ý thức mắng, còn chưa động thủ giết nàng, chờ bổn đại thần động thủ a. Thân thể khôi phục bình thường sau, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt, không ở nhân ma thần ý thức mắng, lúc này lại là ngự kiếm sát hướng về phía chướng khí lão tổ. Thật là nên giết cái này lão độc vật, hắn có tin tưởng. Bất quá không đợi hắn động thủ, trong tai liền nghe được một tiếng phẫn nộ mắng. Lão độc vật ngươi đáng chết. Lại là phương đông người sắt cũng mắng, thúc giục trong tay 3 mét lớn lên đại đao, một đạo dòng khí chợt lóe phát ra thẳng đến chướng khí lão tổ. Mang theo phẫn nộ, phương đông người sắt huy đao. Chẳng qua hắn nhỏ gầy hình thể xứng với vượt qua hắn cái đầu gần một nửa đại đao, có vẻ thực buồn cười. Nhưng ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung, phương đông người sắt nén giận một đao. Không hề có buồn cười, ngược lại thực khủng bố. Lần đầu tiên hắn nhìn đến phương đông người sắt tức giận. Một đao chi uy, làm không khí đều phát ra tí tách vang lên thanh, Dương Nghị Vân biết đây là lực lượng cường đại cùng tốc độ vượt qua nhất đẳng trình độ lúc sau, làm trong không khí nguyên lực nổ mạnh kết quả. Thuyết minh phương đông người sắt cường đại. Vốn dĩ Dương Nghị Vân muốn ngự kiếm chém về phía chướng khí lão tổ, nhưng thấy được phương đông người sắt nén giận một đao lúc sau, hắn ngừng lại. Lúc này đi xem phương đông người sắt, xác thật là không nghĩ tới, ở phương đông người sắt trên người Dương Nghị Vân thấy được một hơi lưu.
Loại này dòng khí chính là một loại phù ảnh, huyền phù ở phương đông người sắt sau lưng, nhưng đi không phải bất luận cái gì pháp tương thần thông từ, chính là một loại khí. Đây là rất kỳ quái cảm giác. Không phải hữu hình, nhưng lại thấy được. Dương Nghị Vân lần đầu tiên nhìn đến bực này khí xuất hiện ở nhân thân thượng. Oanh! Phốc! Nháy mắt, phương đông người sắt một đao đao khí ngưng tụ mà ra, tức khắc dừng ở chướng khí lão tổ trên người, tốc độ quá nhanh, lão gia hỏa này căn bản là chưa kịp tránh né. Phụt một tiếng hộc ra một đại than vết máu, lại là kêu thảm thiết trung thân thể hóa thành hai đoạn. Liền như vậy đã chết. Tiên vương đại viên mãn độc phương bị tiên vương lúc đầu đỉnh phương đông người sắt phẫn nộ dưới một đao chảm thành hai đoạn, hơn nữa là liên quan tiên hồn chặt đứt cái loại này. Lúc này Dương Nghị Vân trong mắt xem phương đông người sắt, cái loại này dòng khí càng thêm thần bí. Mà một bên ma thần ý thức Lạc Dương nhìn phương đông người sắt lại là có chút kinh ngạc mở miệng nói, pháp tắc khí tràng, tiểu gia hỏa có điểm ý tứ. Pháp tắc khí tràng. Dương Nghị Vân cũng là lần đầu tiên nghe được cái này từ ngữ. Đối với pháp tắc chi lực, Dương Nghị Vân thật là đến bây giờ đều không có lộng minh bạch. Cũng không có chân chính ý nghĩa đi lên dùng làm quá pháp tắc chi lực. Lúc này nghe được ma thần ý thức nói phương đông người sắt trên người chính là pháp tắc khí tràng, tức khắc liền có chút tò mò lên, cũng dựng đứng lỗ tai đi nghe. Mà xem phương đông người sắt, giờ phút này lại là sắc mặt vô cùng trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi một đao tuy rằng chảm rớt chướng khí lão tổ, nhưng hắn trả giá đại giới thực sự không nhỏ. Ma thần ý thức trong miệng pháp tắc khí chàng có lẽ chính là phương đông người sắt đòn sát thủ. Hô! Phương đông người sắt thở hổn hển khẩu khí, ngực phập phồng nhìn về phía Lạc Dương. Hắn tự nhiên biết Lạc Dương trên người ma thần ý thức việc. Đối với thần ma ý thức nói ra trên người hắn khí chàng việc, lại cũng không kỳ quái. Mà là gật gật đầu xem như cam chịu. Ngay sau đó Dương Nghị Vân lại nghe được ma thần ý thức nói, tiểu tử ngươi khí chàng mới là gia thành. Mạnh mẽ thi triển cũng không phải là chuyện tốt, còn rất nhiều nhiều lĩnh ngộ mới là, phải có thuộc tính mới có thể, nếu không chỉ cần tiêu xài khí chàng chi lực, tiểu tâm tu vi lùi lại. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối biết được, phương đông người sắt ôm quyền cảm tạ. Lúc này Dương Nghị Vân rốt cuộc nhìn không được nói, các ngươi nói chính là cái gì pháp tắc khí chàng. Với hắn mà nói vừa rồi nhìn đến một màn thực chấn động, cái loại này khí, hoặc là nói khí chàng, làm cường. Phương đông người sắt cả người khí chất đều ở vừa rồi đã xảy ra biến hóa, hơn nữa Dương Nghị Vân đối pháp tắc nghi hoặc vấn đề, lúc này là thật muốn biết. Hừ, một tiếng hừ lạnh, lại là ma thần ý thức ném cho Dương Nghị Vân, giây tiếp theo chỉ thấy nàng cả người run lên, hai mắt khôi phục bình thường, hiển nhiên là Lạc Dương ý thức khôi phục, mà ma thần ý thức ẩn núp đi xuống. Đối với ma thần ý thức không thích hắn, Dương Nghị Vân sớm đã thành thói quen. Rốt cuộc hắn lại nói tiếp là ma thần ý thức khắc tinh, nếu không phải hắn, ma thần ý thức đã sớm cắn nuốt dung hợp Lạc Dương. Cái này ma đầu đối không sắc mặt tốt đảo cũng bình thường. Biến mất không thấy, Dương Nghị Vân sắc mặt có chút không nhịn được. Xấu hổ một chút. Cũng may phương đông người sắt cười cười nói, pháp tắc khí tràng là một loại thiên địa khí tràng, không phải bất luận cái gì lực lượng, chính là tự thân một loại khí tràng, đều đang nói pháp tắc chi lực. Nhưng pháp tắc lực lượng căn bản chính là khí tràng, xưng là pháp tắc khí tràng. Chỉ có lĩnh ngộ tới rồi khí tràng, pháp tắc chi lực mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, phụ trách nhiều nhất chính là khống chế không đồng nhất những người này thiên địa chi lực. Không có khí tràng pháp tắc là không hoàn chỉnh, lực lượng cũng cùng tiên nguyên không sai biệt nhiều, không coi là cái gì, mà có khí tràng lúc sau, đã có thể bất đồng, đồng dạng lực lượng ở khí tràng thêm vào hạ, có thể bạo tăng vài lần thậm chí mấy chục thượng bạch lần uy lực. Khí chàng càng cường đại có thể phát huy ra lực lượng liền càng cường đại. Khí chàng cũng có thuộc tính chi phân, gia nhất thường thấy thiên địa ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ở ngoài, có âm dương lôi đình phong vân từ thuộc tính tồn tại, khí chàng chỉ có thể tự thân đi lĩnh ngộ, bị người truyền thụ không được, đó là thiên địa đại thế, chỉ có thể lại từ thiên địa chi gian đi cảm giác. Nhìn không tới sờ không được, nhưng lại chân thật tồn tại, kia mới là chân chính pháp tắc lực lượng. Có khí chàng lúc sau liền phải đi lĩnh ngộ khí chàng chung thuộc tính, nhưng khí chàng có thuộc tính lúc sau, ở cùng thiên địa chi lực đi phù hợp, hai người hợp nhất, sở phát huy ra uy lực siêu cường. Đáng tiếc pháp tắc khí chàng muốn lĩnh ngộ là không dễ dàng, rất nhiều người cũng chỉ có thể lĩnh ngộ đến đơn thuần pháp tắc lực lượng, cũng chính là thiên địa nguyên khí, lại là căn bản lĩnh ngộ không đến pháp tắc khí chàng. Khí chàng chính là hồn, lực còn lại là thể, đây là giữa hai bên quan hệ, sở không tới nhìn không thấy.
Vân tử ngươi vừa rồi có phải hay không thấy ta trên người khí chàng? Nói xong lời cuối cùng, Phương Đông người sắt hỏi Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân theo bản năng gật gật đầu nói, nhìn một cổ dòng khí ở trên người của ngươi, kia không thành chính là pháp tắc khí chàng. Phương Đông người sắt gật gật đầu, bỗng nhiên nhếch miệng cười, ha ha ha. Tiểu tử ngươi không hổ là ta Phương Đông người sắt huynh đệ, ngươi có thể nhìn đến ta trên người khí chàng đã nói lên ngươi là có cơ hội lĩnh ngộ đến pháp tắc khí chàng. Không phải mỗi người đều có thể lĩnh ngộ đến khí chàng, lão gia tử nói qua, có thể nhìn đến là có thể lĩnh ngộ đến, thế gian cường giả đại đa số đều có chính mình khí chàng tồn tại, hơn nữa nghe gia gia nói có thể thành tựu phong hào cường giả, đều là có tự thân khí chàng, Vân tử ngươi có thể thử xem đi cảm thụ một chút thiên địa chi gian khí chàng, nếu ngươi thật có thể lĩnh ngộ khí chàng, ngày sau liền có cơ hội khiêu chiến phong hào cường giả. Ha ha, đến lúc đó chúng ta huynh đệ, cùng đi khiêu chiến. Có nhớ hay không ta lúc trước nói qua, ta muốn đi khiêu chiến ma tộc Lê Sơn Tiên Vương cái kia phong hào cường giả, người đến lúc đó đi khiêu chiến Độc Cô Gia Cửu Kiếm Tiên Quân, chẳng phải mỹ thay. Phương Đông người sắt nói đến khiêu chiến phong hào cường giả thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý. Quả thực giống như là thay đổi một người giống nhau. Làm Dương Nghị Vân cười khổ không được, lắc đầu, Dương Nghị Vân nhìn về phía Tuyết Hương cùng Cảnh Sán hỏi. Các người hai cái vừa rồi nhìn đến người sắt trên người có một cổ độc đáo khí không có. Đừng hỏi, người cho rằng pháp tắc khí chàng là cải trắng A, trăm triệu sinh linh không nhất định có một cái có thể lĩnh ngộ khí chàng tồn tại, có thể nhìn đến đều có thể lĩnh ngộ nói, pháp tắc khí chàng không phải cải trắng, ha ha. Phương Đông người sắt đả kích Dương Nghị Vân nói. Nhưng mà, ngay sau đó hắn đã bị vả mặt. Bởi vì Tuyết Hương cùng Cảnh Sán đồng thời gật đầu trăm miệng một lời nói, thấy được. Phương Đông người sắt sắc mặt tức khắc tương trụ, ách. Dương Nghị Vân lại là biết Tuyết Hương cùng Cảnh Sán đều sẽ không nói dối, nói như thế tới các nàng cũng có thể lĩnh ngộ nói khí chàng, nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái, bản thân Tuyết Hương chính là dị chủng yêu tộc, mà Cảnh Sán đồng dạng là thiên phú tuyệt hảo người. Người sắt yêu cầu như thế nào làm mới có thể đi lĩnh ngộ khí chàng, chúng ta ba cái thử xem. Dương Nghị Vân nói, lúc này Phương Đông người sắt còn không có mở miệng, Lạc Dương lại là mở miệng nói. Tiểu sư thúc dùng đạo tâm đi cảm thụ, thiên địa chi gian khí chàng, cảm nhận được lúc sau, dẫn đường khí chàng tiến vào nói nguyên, rất đơn giản, trọng điểm là có thể hay không cảm nhận được, sư phụ ta cũng nhắc tới quá khí chàng việc, chỉ là ta không cảm thụ quá. Lạc Dương nói rất đúng, không có bất luận cái gì lối tắt chính là đi cảm thụ, cảm nhận được lúc sau nguyên thần dẫn đường tiến vào nói nguyên, khí chàng tắc thành, ngày thường yêu cầu dưỡng khí, ngay từ đầu khí chàng cảm nhận được sau, gần là gạo lớn nhỏ. Chờ khí chàng hóa hình lúc sau, hóa thành là thiên biến vạn hóa, mỗi người khí chàng bất đồng, hóa hình còn lại là bất đồng, hoặc là pháp khí hình dạng, có lẽ là một gốc cây hoa cỏ, hiện tượng thiên văn diễn biến từ từ dù sao các không giống nhau. Chờ khí chàng hóa hình lúc sau, liền đi đối ứng thiên địa chi gian lực lượng thuộc tính, đến lúc đó hai người dung hợp mới là chân chính khí chàng, ta vừa rồi mạnh mẽ thúc dục không có hóa hình khí chàng, trả giá đại giới là, sắp hóa hình khí chàng lui về phía sau một bước. Không có cái 180 năm khôi phục không được. Cho nên ở khí chàng không có hóa hình phía trước, không cần dễ dàng vận dụng pháp tắc khí chàng, đối tu vi vô ích ra, các người ba cái đến lúc đó có thể thử xem, dù sao lão độc vật bị chém giết, tạm thời cũng không có nguy hiểm, ta cùng Lạc Dương cho các người hộ pháp, nếu là các người có thể lĩnh ngộ đến pháp tắc khí chàng, tiến vào nguyền rủa nơi lại là có chỗ lợi. Phương Đông người sắt lúc này nói chuyện thực nghiêm túc. Dương Nghị Vân nghe xong gật gật đầu nói, cũng hảo, ta cũng muốn thử xem. Theo sau hắn cùng Tuyết Hương Cảnh Sán ba người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đi lĩnh ngộ pháp tắc khí chàng. Nhập định lúc sau Dương Nghị Vân phóng không tâm linh, nguyên thần ý thức tán phát đi ra ngoài, nhưng hắn nguyên thần ý thức ra thể sau, lại là cảm nhận được, toàn bộ thiên địa chi gian trống trải vô cùng, cái gì đều không tồn tại. Chính là thật lớn vô cùng trống trải nơi. Cái này làm cho hắn rất kỳ quái, chẳng lẽ không được. Dựa theo Phương Đông người sắt lời nói, hắn có thể nhìn đến bị người khác khí chàng, nên có thể cảm nhận được mới đúng. Nhưng hiện tại lại là công dã chàng khoáng mà thôi. Không nên a, có lẽ là nơi đó không đúng, Dương Nghị Vân cũng không sốt ruột, nếu pháp tắc khí chàng đặc thù, vậy sẽ không làm hắn rõ ràng lĩnh ngộ đến. Yêu cầu chậm rãi lại thể ngộ. Quên mất thời gian, Dương Nghị Vân nguyên thần ý thức phiêu tán ở thiên địa chi gian, công dã chàng khoáng chung. Cảm giác đã chịu chính là một mảnh hắc ám, cái gì đều không tồn tại. Phương Đông người sắt nói, thiên địa có khí chàng, tu sĩ hạng người chỉ cần một gáo uống mà thôi,
nếu vào tay này một gáo lại là không dễ dàng. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, chậm rãi đem nguyên thần ý thức vô hạn kéo dài đi ra ngoài. Rốt cuộc ở mỗ một khắc, hắn cảm nhận được tựa hồ ở vô biên trong bóng đêm có một chút ánh sáng xuất hiện. Bỗng nhiên thấy hắn nguyên thần ý thức bay vọt qua đi. Ngay sau đó lại là cảm thụ có cái gì chói mắt cái chắn xuất hiện, đem hắn ngăn trở xuống dưới. Trong lòng một phát tàn nhẫn, bỗng nhiên một lần lao tới, thật giống như là xuyên thấu một tầng thủy mạc giống nhau cảm giác, ngay sau đó hắn một chút xuất hiện ở một cái khác hoàn cảnh chung. Không hề là đen nhánh, mà là một mảnh lộng lẫy ngân hà cảnh tượng xuất hiện, hắn một chút thấy hoàn cảnh. Nhưng trong lòng lại cũng rất nghi hoặc. Chẳng lẽ này một mảnh ngân hà chính là khí tràng? Là chính mình lĩnh ngộ đến pháp tắc khí tràng sao? Không đúng, này chỉ là một loại ý thức cảnh tượng, không phải khí tràng, nhưng cũng tuyệt đối hòa khí tràng có quan hệ. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, lại lần nữa đi đánh giá này một mảnh lộng lẫy ngân hà, lại là tại hạ một khắc thấy được một cái không giống người thường lộng lẫy sao trời lấp lánh sáng lên, cảm giác trung tựa hồ ở triệu hoán hắn. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nguyên thần ý thức thuận thế mà đi, lại là bỗng nhiên chui vào này viên lộng lẫy sao trời bên trong. Đích xác, vào giờ phút này hắn xem ra chính là một ngôi sao. Đi vào nơi này nhìn đến chính là một mảnh biển sao. Mà giờ khắc này cảm giác chung nhất rõ ràng, triệu hoán hắn còn lại là này một mảnh biển sao chung nhất lộng lẫy lóng lánh một ngôi sao, là trung tâm điểm. Dương Nghị Vân biết hắn thành công. Thành công cảm nhận được pháp tắc khí tràng. Bước tiếp theo yêu cầu nguyên thần ý thức dẫn đường tiến vào càn khôn nói nguyên trong vòng đi. Cái này nhưng thật ra đơn giản. Khó khăn là ở thiên địa chi gian cảm thụ tìm kiếm. Mà hiện tại vấn đề này đã giải quyết. Trong lòng vừa động nguyên thần ý thức cùng này nhưng sao trời phát sinh nổ vang, trong ý thức nghĩ phản hồi nói nguyên. Cái này ý niệm toát ra tới, vèo một chút, chỉ cảm thấy bị thứ gì bỗng nhiên lôi kéo, Dương Nghị Vân cả người đại chấn, ngay sau đó hắn mở mắt, lại là phát hiện như cũ khoanh chân mà ngồi ở tại chỗ. Mà Tuyết Hương cùng Cảnh Sán đều đã rời đi. Lại vừa thấy các nàng mấy cái đều ở nhìn chằm chằm hắn xem, chờ đôi mắt như là đang xem quái vật. Đặc biệt là Phương Đông người sắt, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn chằm chằm hắn đang xem. Lạc Dương cùng Tuyết Hương, Cảnh Sán ba cái cũng là nhìn chằm chằm hắn đang xem. Bị bọn họ mấy cái nhìn chằm chằm, Dương Nghị Vân tổng cảm giác quái quái, nhịn không được hỏi, các ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Phương Đông người sắt nuốt khẩu nước miếng lắp bắp nói, ngươi. Tiểu tử ngươi cảm nhận được chính là cái gì? Dương Nghị Vân sửng sốt, nhưng vẫn là trả lời, một mảnh sao trời chi hải cùng một viên thực lộng lẫy sao trời. T. Phương Đông người sắt sau khi nghe thấy hít hà một hơi, liên tục nói, yêu nghiệt, ngươi đây là trực tiếp khí tràng hóa hình A, trên đời như thế nào sẽ có người bực này người tồn tại, làm chúng ta như thế nào sống? Ách có người nói như vậy khoa trương sao? Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói. Phương Đông người sắt mở miệng nói, ngươi không thấy được, chúng ta vừa rồi thấy trên người của ngươi huyền phù đổi chiều một mảnh ngân hà, đây là khí tràng hóa hình thiên địa dị tượng, có biết không ngươi bực này tình huống nếu như bị người biết có bao nhiêu đại oanh động. Tiểu tử ngươi đây là thuộc về bẩm sinh khí tràng, trực tiếp nhảy lên khí tràng hóa hình, đứng đắn bẩm sinh khí tràng, khởi bước liền so người khác cao, trưởng thành lúc sau uy lực cũng so người khác cao hơn mấy cái cấp bậc, ngày sau chính là thỏa thỏa phong hào cường giả, ngươi cơ sở tiện sát người khác a. Bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ ngươi bẩm sinh khí chàng chuyện này đừng dễ dàng nói cho người khác, ngày sau nhiều hơn tìm hiểu, ngươi khí chàng chi lực, sẽ là một mảnh biển sao nơi, vô pháp tưởng tượng, vô pháp tưởng tượng. Phương Đông người sắt liên tục tán thưởng. Dương Nghị Vân có chút sững sờ nói, có ngươi nói như vậy khoa trương sao? Có hay không ngươi hiện tại liền có thể thử xem. Phương Đông người sắt nói. Dương Nghị Vân thật đúng là tâm động, chính hắn đối pháp tắc khí chàng không hiểu biết. Nhưng Phương Đông người sắt có cái phong hào tiên đế ra ra tồn tại, tự nhiên hiểu biết so người khác nhiều, sẽ không nói dối. Giờ phút này nghe Phương Đông người sắt nói chuyện, lại cũng trong lòng vô cùng minh mông. Chỉ chớp mắt nhìn về phía Tuyết Hương cùng Cảnh Sán hỏi, các ngươi hai cái cảm nhận được chính mình khí chàng không có. Tuyết Hương cùng Cảnh Sán đều là lắc đầu nói, không có, chúng ta cái gì cũng chưa cảm nhận được. Phương Đông người sắt chen vào nói. Hiểu được khí chàng đều không phải là một lần là có thể thành công, các nàng hai cái cũng không phải là ngươi như vậy biến thái, bất quá ngày sau nhiều nếm thử vài lần nhất định cũng có thể cảm nhận được, các nàng hai cái tuy rằng lần này không có thành công, nhưng đã chứng thực bọn họ có khí chàng thiên phú. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch,
theo sau hắn nghĩ thử xem chính mình khí chàng, đảo cũng nhìn xem có hay không Phương Đông người sắt giảng thuật như vậy uy lực thật lớn. Đứng dậy lúc sau, Dương Nghị Vân mặt hướng là thâm mương phương hướng, hít sâu một hơi nhắm mắt, cảm thụ hiểu rõ một chút chính mình càn khôn nói nguyên, quả nhiên phát hiện kia một khắc lộng lẫy sao trời xuất hiện ở nói nguyên trong vòng. Ngay sau đó hắn ý niệm vừa động nếm thử thúc dục. Oanh! Trong cơ thể nổ vang một tiếng, càn khôn nói nguyên vầng sáng lập lòe vận chuyển, cảm giác được rõ ràng một cổ dòng khí truyền khắp toàn thân, bỗng nhiên chi gian Dương Nghị Vân bỗng nhiên cảm thụ ngoại giới thiên địa chi gian có rộng lượng thiên địa chi lực tồn tại, hơn nữa ở hắn thúc dục khí chàng thời điểm này đó thiên địa chi lực, giống như là nước biển chảy ngược chen chúc hướng hắn. Cả người tràn ngập lực lượng, một cổ thiên địa đại thế lúc này cảm nhận được hội tụ ở trên người hắn, không phải lực lượng là một loại chỗ dựa giống nhau, là hậu thuẫn giống nhau khí thế xuất hiện ở trên người. Giờ khắc này hắn phát hiện thân thể cùng thiên địa ở nổ vang. Dương Nghị Vân cảm giác chính mình hóa thân thành một tòa núi lớn, một tôn đứng dậy thiên địa xỏ xuyên qua thiên địa người khổng lồ, cả người đều dung nhập vào thiên địa bên trong. Giờ khắc này rốt cuộc có chút sáng tỏ, cái gì là khí chàng, cái gì là pháp tắc khí chàng, là thiên địa đại thế. Ở tu chân chi sơ, lão nhân liền cho hắn thượng quá khóa, tu luyện chi đạo chính là trộm thiên địa chi lực, mượn thiên địa đại thế vì mình dùng. Như thế mới là tu sĩ. Đánh cắp thiên địa chi lực, mượn dùng thiên địa chi lực, dung nhập thiên địa, đây mới là tu luyện mục tiêu. Mỗi một cái tu sĩ đều ở hướng về cái này mục tiêu đi tới. Nhưng chân chính có thể làm được lại có bao nhiêu người? Hắn từ tu luyện chi mới tới hiện tại thêm lên thời gian có 4.000 nhiều năm, vẫn luôn không lộng minh bạch lão nhân nhưng là nói những lời này, nhưng hiện tại rốt cuộc có một tia hiểu ra, cái gì là tu luyện. Tu luyện liền một câu trộm thiên chi lực. Lúc này hắn cảm giác trước mắt chính là một tòa tiên sơn thế giới hắn cũng có thể một trưởng cấp đánh nát đi. Đương nhiên này chỉ là một loại có lực lượng ảo giác, chân chính muốn nói đi đánh nát một tòa tiên sơn thế giới, kia cũng không có khả năng. Bất quá đối mặt trước mắt thâm mương nơi, Dương Nghị Vân lại là rất muốn thử xem, có pháp tắc khí chàng lúc sau uy lực sẽ là bộ dáng gì. Khí chàng là một loại thiên địa đại thế, mà nơi đây còn câu thông tới rồi thiên địa chi lực. Dựa theo Phương Đông người sắt nói, chính là thuộc tính lực lượng kết hợp. Bất quá lúc này Dương Nghị Vân cảm giác được thiên địa chi gian lực lượng vài loại, cẩn thận cảm thụ dưới, hắn cư nhiên cảm nhận được chính là ngũ hành thuộc tính lực lượng. Nói cách khác năm loại lực lượng cư nhiên đều bị hắn cấp ngưng tụ lên. Điểm này chính hắn cũng chưa nghĩ đến, cũng hoảng sợ, có phải hay không lầm. Bởi vì thuộc tính chi lực, dựa theo Phương Đông người sắt nói, thuộc tính hòa khí chàng chỉ là đối ứng thiên địa chi gian lực lượng một loại mà thôi. Nhưng hắn hiện tại đối ứng thượng ngũ hành thuộc tính, chân chính năm loại lực lượng. Quả thực có chút không thể tin tưởng, chính hắn đều có chút không tin, nhưng lại đi kiểm tra, rồi một bên thật là năm loại lực lượng. Không chỉ có như thế, Dương Nghị Vân nhất kinh ngạc chính là hắn trên người đổi chiều một cái biển sao. Đây là hắn khí chàng hóa hình thiên địa dị tượng. Dựa theo Phương Đông người sắt nói, hoàn toàn điên đảo thế giới quan. Trực tiếp nhảy vọt qua hóa hình một tầng, hơn nữa là không giống người thường biển sao khí chàng cảnh tượng, bị người khí chàng hóa hình hoặc là pháp khí loại hình, hoặc là hoa cỏ cây cối từ từ. Nhưng hắn khí chàng dị tượng còn lại là một mảnh đổi chiều ở trên người biển sao cảnh tượng. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện này. Đừng nói chính hắn kinh ngạc, đối Phương Đông người sắt mấy cái lão nói, quả thực kinh rất cằm. Ở Phương Đông người sắt trong mắt, Dương Nghị Vân này nhi trên người đổi chiều biển sao thiên địa cảnh tượng quả thực chưa từng nghe thấy, một cái kính lẩm bẩm tự nói, yêu nghiệt, nghịch thiên yêu nghiệt a, khí chàng cảnh tượng đổi chiều biển sao, này đến là bao lớn thiên phú, đến là bao lớn lực lượng thiên phú. Không nói đến Phương Đông người sắt lẩm bẩm tự nói, Dương Nghị Vân ở chuẩn bị tốt lúc sau, bỗng nhiên song trưởng đối với trong tầm mắt thâm mương đánh ra một kích. Hắn liền muốn thử xem, rốt cuộc là cái dạng gì khí chàng chi uy. Dù sao phía trước xem Phương Đông người sắt kia một kích chính là vô cùng phong cách, lại là không biết hắn một kích phát ra tới sẽ có bao nhiêu đại uy lực. Toàn thân là cường đại lực lượng, thiên địa ngũ hành thuộc tính lực lượng tràn ngập thiên địa, chính hắn còn lại là như là dựng thân ở hải dương giống nhau thiên địa chi lực chung, dung nhập ở thiên địa chung giống nhau, động tác chính là thiên địa mà đi, mượn thiên địa chi lực. Dưới tình huống như vậy, một trưởng đánh ra đi lúc sau, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đại chấn. Song trưởng trung hội tụ hai tòa núi lớn lực lượng, tạp hướng về phía thâm mương. Mơ hồ chi gian hội tụ mà thành thiên địa chi lực, hóa thành hai viên trăm mét thật lớn năng lượng hình cầu,
một mảnh tân tinh hải từ phía chân trời rớt xuống, hung hăng va chạm hướng về phía thâm mương hẻm núi mà đi. Ngay sau đó đó là kinh thiên động địa tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Ầm ầm ầm, một tiếng so với từng tiếng thế to lớn. Sau đó ngay sau đó, Dương Nghị Vân trừng lớn đôi mắt nhìn đến, mấy chục mét khoan thâm mương hẻm núi hai sườn, trong giây lát như là đại hình máy móc rào nát giống nhau, sở hữu thảm thực vật oanh một chút dập nát, diễn sinh đi ra ngoài suốt trăm mét mới tiêu tán. Sau đó, phương đông người sắt cùng Lạc Dương, Tuyết Hương, Cảnh Sán bốn người một đám không ước kinh hô ra tiếng, trừng lớn mắt trương đại miệng ngơ ngác nhìn phía trước thâm mương hẻm núi xuất hiện một mảnh không có một ngọn cỏ trăm mét chân không mảnh đất. Dương Nghị Vân chính mình đều kinh rất cằm, hắn căn bản liền không có nghĩ đến khí chàng chịu y, hoặc là nói thiên địa đại thế lực lượng sẽ như thế cường đại. Vô pháp tưởng tượng liền như vậy song trưởng nghĩ thâm mương hẻm núi đẩy, phát sinh uy lực sẽ là cái dạng này như ích. Thâm mương hẻm núi độ rộng cũng chính là 4-50 mễ độ rộng, hai sườn là thảm thực vật cây cối, rậm rạp vô cùng, nhưng mà liền như vậy một chút, trực tiếp làm hai sườn thảm thực vật dập nát hóa thành cho tàn. Hơn nữa toàn bộ hẻm núi thâm mương vỡ ra xem mấy thước khoan cái khe, một tầng tầng thật dày hư thối lá cây cũng đều bị ném đi, lộ ra phía dưới đầm lầy chi thủy. Nhưng lại tại như vậy một kích lúc sau hoàn toàn bị bốc hơi hầu như không còn. Lan tràn đi ra ngoài hơn trăm mễ xa. Đây là vô cùng khủng bố sự. Dương Nghị Vân nửa ngày đều phản ứng lại đây. Hắn khó có thể tin đây là chính mình song trưởng thượng phát ra thật lớn uy lực sao. So với bất luận cái gì thần thông đều cường đại. Trước kia hắn cho rằng thần thông có cường đại chi phân, có rất cường đại thần thông tồn tại, thần thông chính là công kích thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng hiện tại hết thảy thế giới quan bị điên đảo. Chân chính cảm nhận được cái gì là thiên địa chi lực. Đây là chân chính lực lượng. Như thế lực lượng nơi tay, gì sầu chiến thần không được địch nhân. Như vậy là tiên đế tiên tôn hắn cũng sẽ không có sợ hãi. Phương đông người sắt đối hắn giảng thuật đi khiêu chiến phong hào tiên quân, hết thảy nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là tưởng mà thôi, nhưng hiện tại hắn thật dám đi. Cho chính mình ở trong lòng định ra một mục tiêu, từ tiên quân chi cảnh bắt đầu, về sau mỗi một cái cảnh giới hắn đều phải đi khiêu chiến một vị phong hào cường giả, làm mỗi một cái cảnh giới thượng phong hào. Có này chờ lực lượng trong người, liền tính là đi đem thiên đâm thủng hắn cũng dám đi nếm thử một chút. Pháp tắc khí chàng. Thật sự chính là thiên địa chi lực, ngẫm lại Dương Nghị Vân cảm giác hẳn là cho chính mình chờ lực lượng lấy một cái tên. Đổi chiều biển sao. Tên này chính là nhất chân thật vẽ hình người. Là hắn khí chàng thiên địa cảnh tượng, nhất thích hợp bất quá. Pháp tắc lực lượng khí chàng là chủ yếu, pháp lực phụ trợ, càng là ngưng tụ thiên địa chi lực. Nơi này thiên địa chi lực căn bản không cần hắn đi hấp thu luyện hóa, mà là trực tiếp sớm khí chàng xuất hiện thời điểm sẽ hội tụ mà đến, khí chàng càng cường đại, ngưng tụ thiên địa chi lực liền càng là cường đại. Đến nỗi pháp lực là chính mình trong cơ thể lực lượng, là tự thân ngưng tụ thiên địa chi lực thời điểm môi giới, ba người chi gian thiếu một thứ cũng không được, như thế hợp lực mới có thể phát huy ra vừa rồi lớn như vậy uy lực. Vào giờ phút này Dương Nghị Vân trong mắt này liền không phải nhân lực phát huy ra tới uy lực, chính là thiên địa chi lực. Hắn cảm giác từ giờ trở đi hắn mở ra thiên địa mật mã. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra tới vô hạn mênh mông lực lượng, hắn kích động máu đều ở làm thiêu đốt. Nhìn chính mình đôi tay khó có thể tin. Nguyên thần ý thức cảm thụ một chút giờ phút này nói nguyên trong vòng một viên lộng lẫy vô cùng sao trời ở lập lòe vầng sáng, kỳ thật chính là gạo giống nhau lớn nhỏ, nhưng tại ý thức đi xem chính là một ngôi sao. Hơn nữa tại đây viên sao trời bốn phía chính là càng tiểu nhân sao trời tồn tại sao trời một mảnh biển sao, đây là hắn khí chàng hạt giống hóa hình bộ dáng. Chờ đến thúc dục thời điểm lại có thể huyền phù chiếu xạ ở trong cơ thể, hình thành ở trên người đổi chiều biển sao cảnh tượng, trông rất đẹp mắt vô cùng thần bí. Vân, Vân Tử. Liền ở Dương Nghị Vân suy nghĩ xuất thần thời điểm, bên tai vang lên phương đông người sắt mang theo run rẩy kêu to. Dương Nghị Vân như ở trong mộng mới tỉnh quay đầu lại. Thấy được phương đông người sắt hai tròng mắt chung ngọn lửa, thấy được Lạc Dương Tuyết Hương cùng tinh huyết trong ánh mắt ngôi sao nhỏ. Ngươi, tiểu tử ngươi như thế nào làm được, như thế khí chàng chịu y, ta cảm giác liền tính làm ngươi hiện tại đi khiêu chiến độc cô gia tộc vị nào phong hào tiên quân, cửu kiếm tiên quân ngươi cũng có thể cùng hắn chính diện so chiêu. Phương đông người sắt nói chuyện bên trong tràn ngập hâm mộ chi tình, nhưng không có ghen ghét, càng có rất nhiều vì Dương Nghị Vân cao hứng. Bởi vì Dương Nghị Vân là hắn huynh đệ. Dương Nghị Vân mở miệng nói, đây là thiên địa chi lực, sư phụ ta nói với ta,
tu luyện chính là trộm thiên chi lực, mượn thiên địa đại thế, hiện tại ngẫm lại hắn nói khả năng chính là pháp tắc khí chàng vấn đề đi, vừa rồi ta cảm nhận được ta điều động thiên địa chi uy, làm khí chàng có thiên địa chi gian lực lượng. Phương Đông người sắt lại là ngẫm lại nói, ta vừa rồi cảm thụ thiên địa ngũ hành chi lực, người có phải hay không một chút có thể điều động thiên địa ngũ hành lực lượng, ngũ hành thuộc tính lực lượng phi thường mãnh liệt. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, đích xác như thế, ta cảm nhận được thuộc tính chính là thiên địa ngũ hành thuộc tính. Biến thái A, người khác đều chỉ là cảm nhận được một loại thuộc tính lực lượng, tiểu tử ngươi vừa lên tay chính là ngũ hành thuộc tính, người bực này tình huống làm chúng ta những người này như thế nào sống A. Phương Đông người sắt cười quái kêu. Chúc mừng tiểu sư thúc. Vân Tử chúc mừng. Lạc Dương cùng Tuyết Hương, Cảnh Sán ba người tiến lên chúc mừng. Bốn người một phen lời nói nhưng thật ra làm Dương Nghị Vân có chút ngượng ngùng lên. Đang nói chuyện qua một ít chính mình cảm thụ lúc sau, năm người tiếp tục về phía trước đi đến. Dương Nghị Vân không giữ lại hắn sở cảm nhận được thiên địa chi lực, từ trong tới ngoài chi tiết tất cả đều nói cho Phương Đông người sắt bốn người, đối với Lạc Dương cùng Phương Đông người sắt bốn người tới nói đây cũng là một lần quý giá kinh nghiệm. Mà ở Dương Nghị Vân cảm thụ chung, hắn cảm thấy khí chàng thứ này hiểu được, hẳn là không có Phương Đông người sắt lời nói cần thiết phải có khí chàng thiên phú nhân tài có thể đi hiểu được. Nói đến cùng khí chàng xuất hiện chính là mượn thiên địa chi lực vì mình dùng, nếu là cái dạng này lời nói, mỗi một cái tu sĩ hạng người đều là có khả năng làm được, chẳng qua là yêu cầu tìm phương pháp mà thôi. Không có riêng quy củ hoặc là thiên phú hạn chế. Cuối cùng mục tiêu chỉ cần là tìm được rồi mở ra thiên địa lực lượng chìa khóa huyền bí, mỗi người đều có thể làm được trộm thiên chi lực. Đối này hắn hiện tại còn không có nghĩ đến biện pháp, nhưng lại biết đây là một cái độc đáo chi lộ. Chuẩn bị ngày sau hảo hảo đi nghiên cứu một chút, tìm được rồi lộ liền truyền cho vân môn đệ tử. Thậm chí Dương Nghị Vân cảm giác nắm giữ khí chàng huyền bí không nhất định một hai phải tu vi đạt tới tiên quân mới có thể, thiên tiên đều là có khả năng, chỉ là có thể hay không tìm được trong đó huyền bí, có thể phát huy ra uy lực lớn nhỏ mà nói. Giảng thuật ý nghĩ của chính mình cấp Lạc Dương các nàng nghe cũng là cho các nàng mấy cái tin tưởng. Chung quy trên đời này, cường đại nhất tu sĩ, cũng đối kháng không được thiên địa chi lực. Nhưng lại có thể khống chế thiên địa chi lực, liền xem có thể hay không tìm được biện pháp mà thôi. Dương Nghị Vân thiết thân hiểu được đối với các nàng bốn cái cảm xúc rất sâu. Một đám đem những lời này tất cả đều ghi nhớ. Năm người tiếp tục về phía trước đi đến, Phương Đông người sát ở phía trước dẫn đường, lần này lại là không có ở phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tuy rằng đi thong thả, nhưng chung quy là ở 10 ngày lúc sau, bọn họ năm cái đi ra trướng khí núi non. Bước vào tiểu hồng hoang địa giới. Từ nay về sau 3 vạn dặm chính là nguyền rủa nơi. Tiểu hồng hoang cổ xưa hoàn cảnh, cùng Dương Nghị Vân đi qua bất luận cái gì địa phương đều bất đồng, nhưng rồi lại nhìn qua không có gì biến hóa. Nói bất đồng, là cảm giác thượng bất đồng, thiên địa chi gian tồn tại hồng hoang hơi thở, cổ xưa mà dày nặng, thiên địa chi gian tiên nguyên lực cũng càng thêm cương liệt. Dựa theo Phương Đông người sắt nói, không thể tùy tiện đi hấp thu, tiểu hồng hoang trung thiên địa chi lực. Giống nhau làm tiên nhân rất khó thừa nhận. Liền tính là hấp thu tiến vào trong cơ thể, cũng yêu cầu đại lượng sức lực đi luyện hóa mới được, cho nên tới rồi nơi này sau, pháp lực nếu là không đủ, kiến nghị mọi người đều hấp thu tiên thạch. Bọn họ năm cái từ chướng khí đầm lầy ra tới sau, gần mới là tiểu hồng hoang bên cạnh. Nơi này che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được, càng là thiên kỳ bách quái, chưa từng nhìn thấy. Cũng có thân hình trăm trượng chi lớn lên to lớn hồng hoang mãnh thú. Càng có một con tiểu sâu là có thể làm phiên một con trâu giống nhau đại mãnh thú tồn tại. Nơi trốn tràn ngập nguy cơ, khá vậy thật làm người trường kiến thức. Có chỗ tốt là, tiến vào tiểu hồng hoang lúc sau, nơi này đêm tối nhưng thật ra tầm thường, không có quỷ dị tồn tại với đêm tối. Làm cho bọn họ ít đi rất nhiều phiền toái. Như thế bọn họ ở 3 tháng sau, rốt cuộc đến mục đích địa nguyền rủa nơi. Dọc theo đường đi tiến đến lại cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Tránh thoát một ít cường đại hồng hoang mãnh thú, chém giết một bộ phận, nhưng thật ra không đụng tới khó chơi sinh linh. Bất quá dựa theo Phương Đông người sát cách nói là, đây mới là tiểu hồng hoang bên cạnh, chân chính đại nguy hiểm là ở nguyền rủa nơi, càng là tiểu hồng hoang chỗ sâu trong. Kia mới là muốn mệnh địa phương. Nguyền rủa nơi chỉ là tiểu hồng hoang băng sơn một góc, một chỗ mà thôi. Nguyền rủa nơi ở một chỗ thiên trảm cái khe chung. Bọn họ đi vào nơi. Trong tầm mắt liền xuất hiện một cái liếc mắt một cái vọng không đến đầu, độ rộng có hơn 1000 mét, sâu không thấy đáy đại vết rách, thật xa nhìn lại ngang qua mà qua,
tựa hồ đem tiểu hồng hoang đại địa cách trở dài quá hai nửa giống nhau. Phương Đông người sắt lại nói, nguyền rủa nơi liền tại đây điều thiên trảm giống nhau cái khe chung, chúng ta hiện tại muốn hạ vết rách, vạn mét lúc sau, đi đến cái khe cuối đó là nguyền rủa nơi. Dương Nghị Vân nhìn không có cuối giống nhau thật lớn vết rách, nghe Phương Đông người sắt nói chuyện, hắn liền biết nơi này không phải là đơn giản như vậy. Tiến vào trong đó sợ là không đơn giản đi. Phương Đông người sắt nói, tất nhiên không đơn giản, này đại vết rách bị trở thành là tiểu hồng hoang thiên trảm, thâm nhập vạn mét, xem độ rộng đều là cây số, nhưng lại đừng nghĩ trực tiếp bay vọt qua đi, một khi tới rồi này thiên trảm phía trên, phía dưới liền có một cổ lực lượng truyền đến, đem mỗi một cái muốn bay vọt hôm khác trảm sinh linh, hung hăng túm vào vực sâu đi. Này thiên trảm đối diện chính là hồng hoang chỗ sâu trong nơi, muốn tiến vào hồng hoang chỗ sâu trong đi. Liền phải từ thiên trảm chỗ sâu trong một khắc đầu đi qua đi, thiên trảm đồ vật chi thế, phía tây cuối là nguyền rủa nơi, phía đông cuối chính là tiểu hồng hoang chỗ sâu trong. Toàn bộ hỗn loạn tiên vực thậm chí bao gồm toàn bộ tiên giới sinh linh tu sĩ, đại đa số lực lượng đi đều là nguyền rủa nơi, mà sẽ không đi tiểu hồng hoang chỗ sâu trong đi. Trong truyền thuyết tiểu hồng hoang chỗ sâu trong có chân chính hồng hoang thời đại lưu lại tới cường đại chủng tộc, bọn họ mới là hỗn loạn tiên vực chân chính trúc chúa tể sinh linh. Có rất nhiều người đi qua, nhưng không có người ra tới quá, dần già liền không có ở đi phía đông cuối, lực lượng hạng người chỉ đi phía tây cuối nguyền rủa nơi. Bởi vì nguyền rủa nơi tương đối an toàn, càng có hồng hoang văn minh tồn tại, thiên tài địa bảo số tự nhiên không thắng số, có thể ở nguyền rủa nơi tìm kiếm một phần cơ duyên, tất có đại thu hoạch, cường đại pháp khí, vạn năm tiên dược từ từ đều ở nguyền rủa nơi tồn tại. Kỳ thật ra đối ta nói chuyện. Nguyền rủa nơi chính là tiểu hồng hoang chung một chỗ phong bế nơi, từng có nghe đồn là có người từ nguyền rủa nơi tìm được rồi một cái lộ, tiến vào lúc sau chính là tiểu hồng hoang chỗ sâu trong, ở nơi nào nhìn thấy quá hồng hoang thời đại cường đại trong tộc, tập được vô thượng thần thông, có được cường đại hồng hoang chi lực, do đó trở thành tiên giới một thế hệ bá chủ. Ở Phương Đông người sắt nói chuyện bên trong, năm người rốt cuộc đi tới thiên trảm bên cạnh. Lúc này Dương Nghị Vân hướng về phía dưới nhìn lại, quả thật là vực sâu. Phía dưới đen nhánh một mảnh, căn bản nhìn không tới đế. Hơn nữa ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm tiếng động. Dương Nghị Vân người nhìn không được hỏi, cái này mặt có tiếng sấm tồn tại. Không phải tiếng sấm, mà là cơn lốc, nghe lão gia tử nói qua, là ngầm hình thành thiên nhiên cơn lốc đại trận, thổi bay tới nghe giống như là tiếng sấm chi thân, nhưng là không cần lôi đình uy lực kém, phía dưới cơn lốc không có lúc nào là ở gợi lên, chúng ta đi xuống thời điểm, đệ nhất phải cẩn thận chính là cơn lốc. Một khi bị cuốn vào trong đó, liền tiên vương tiên yến thành có thể bị cơn lốc rảo vỡ thành bột phấn. Trừ bỏ cơn lốc ở ngoài, cái này mặt còn có một loại hồng hoang mãnh thú, là một loại răng cưa điểu, các nàng xào huyệt liền tại hạ phương vực sâu huyền nhai hai sườn, một loại nghé con thật lớn răng cưa điểu, hung mãnh vô cùng, bị quấn lên chính là tử lộ một cái, kinh động một hai chỉ, chính là kinh động vô số xào huyệt, thực khủng bố. Còn có nơi này có thật lớn hút xả chi lực có cơn lốc tồn tại nguyên nhân. Chúng ta căn bản không thể sử dụng năng lực phi hành, yêu cầu theo huyền nhai nằm sấp xuống đi, bò đến vạn mét nơi mới có thể đến đáy cốc, ở lúc sau mới có thể nghĩ Phương Đông đi đến cuối, mới có thể đến nguyền rủa nơi. Phương Đông người sắt lời nói này đó tất cả đều là đã làm công khóa, từ Phương Đông hạo ông trời từ nơi nào nghe tới, hiện tại cấp Dương Nghị Vân mấy người giảng thuật, làm mọi người đều nhớ kỹ. Mà đối Dương Nghị Vân mấy cái tới nói, cũng là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này. Một đám đều gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Bất quá có cái vấn đề là Dương Nghị Vân muốn hỏi. Liền đối với Phương Đông người sắt nói, tới rồi vạn mét lúc sau, đi bao xa mới có thể đến nguyền rủa nơi. Nghe lão gia tử nói, ước chừng 3 tháng thời gian đi, cụ thể dài hơn, không có người tính toán quá, chỉ có thể biết thời gian. Phương Đông người sắt bất đắc dĩ nói. Dương Nghị Vân hỏi lại, còn có một vấn đề, nghe người ý tứ. Nguyền rủa nơi còn sẽ có tiên giới địa phương khác người tiến đến. Phương Đông người sắt nói, tất nhiên có, nguyền rủa nơi thần bí nguy hiểm, nhưng lại là cái rèn luyện hảo địa phương, phàm là có thể bước vào tiên quân chi cảnh tiên nhân đa số đều sẽ tới nơi này tìm kiếm một phần cơ duyên, thậm chí còn có một ít thế lực lớn đại gia tộc người mang theo đệ tử môn nhân tiến đến rèn luyện. Này đó đệ tử chung có lẽ còn sẽ có đại la, hỗn nguyên cấp bậc tu vi người, nói không chừng chúng ta hiện tại đi xuống lúc sau. Tại đây điều thiên chém xuống mặt là có thể đụng tới người, nói lên cái này mọi người đều nhớ kỹ, đi xuống thời điểm nhất định đề cao cảnh giác, đều phải tiểu tâm những người khác, nghe nói chuyên môn có chút tà ác hạng người, sinh tồn ở thiên chém chúng, làm một ít giết người cướp của sự tình.
Hiểu biết không sai biệt lắm sau, Dương Nghị Vân cùng Tuyết Hương cùng cảnh sán Lạc Dương dặn dò một tiếng, đại gia lúc này mới hạ thiên trảm. Bọn họ xuất hiện địa phương chính là mỗi cái tu sĩ sinh linh tưởng tiến vào nguyền rủa nơi nhập khẩu nơi, kỳ thật ở thiên trảm nhất trung tâm điểm thượng, chẳng qua đi xuống lúc sau sẽ theo phía tây đi đến cuối mà thôi. Nói không lộ đi, kỳ thật cũng một cái. Là lịch đại tiền bối người ngạnh sinh sinh sáng lập ra tới một cái lộ. Ở gần như trang chính là đối vuông góc trên vách núi có một cái nửa thước độ rộng lộ, liền dựa vào con đường này dẫm lên đi chậm rãi đi xuống. Thiên trảm huyền nhai không biết là cái gì tài chất, dù sao là một loại phi thường cứng rắn thạch tài, liền tính là cường đại như tiên vương tiên đế một trưởng đánh tiếp, cũng chỉ là xuất hiện một cái vết rách mà thôi. Thực gian nan một cái lộ. Bất quá cũng may phương đông người sắt nói, căn cứ lão gia tử cách nói, 1000 mét lúc sau sẽ có một cái to rộng lộ xuất hiện, phía dưới huyền nhai đem không phải là vuông góc cái loại này. Nhưng từ cây số lúc sau bắt đầu, cũng sẽ có răng cưa điểu xuất hiện, dù sao không có như vậy hảo tẩu. Ngay từ đầu lộ tuy rằng khó đi, nhưng chung quy bọn họ đều là tiên nhân tu sĩ, chỉ dựa vào tự thân lực lượng, không cần pháp lực cũng có thể theo huyền nhai vách đá đi xuống 1000 mét, cũng không tính cái gì việc khó. Như cũ là phương đông người sắt xung phong, Lạc Dương đệ nhị, Tuyết Hương đệ tam, cảnh sán đệ tứ, Dương Nghị Vân cuối cùng áp trận. Ước chừng một canh giờ sau, năm người rốt cuộc đi theo vách đá xuống dưới, đi xong rồi này 1000 mét. Giờ phút này dừng ở một chỗ kéo dài ra tới ngôi cao thượng, ước chừng hơn 30 mễ đường kính ngôi cao, như là một cái đại cái muỗng. Một mặt treo không, một mặt kéo dài ở sơn thể chung. Dương Nghị Vân nhìn đến huyền phù ở sơn thể một mặt, lại là có sơn động tồn tại, 3 mét cao khoan sơn động, hẳn là chính là phương đông người sắt theo như lời hảo tẩu một đoạn đường. Tuy rằng hoàn cảnh tối tăm nhưng đối bọn họ tới nói như cũ có thể xem thấy vị trí hoàn cảnh. Dương Nghị Vân nhìn đến con đường này là xuyên qua sơn thể xoay quanh mà xuống một cái lộ, có chút địa phương còn đến huyền nhai mặt ngoài kéo dài đi xuống. Mà ở giờ phút này vang lên hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm. Hô hô, cuồng phong tiếng động từ phía dưới truyền đến, đinh tai nhức óc, như là tiếng sấm. Qua, liên tiếp quả đen gầm rú chi thân, phi thường bén nhọn, có đâm thủng màng tai thanh âm. Hẳn là chính là răng cưa điểu. Quả nhiên Dương Nghị Vân nhìn chung quanh mà xem, ở vực sâu vách đá nơi có một đầu đầu nghé con lớn nhỏ chim khổng lồ, thét dài phi hành, đứng ở phía dưới nhìn lại, tầng tầng lớp lớp sơn thể thượng, có một đám phòng ốc thật lớn tổ chim tồn tại, giống nhau nhìn lại rậm rạp đếm không hết. Này đó răng cưa điểu há mồm thét dài thời điểm, có thể nhìn đến chúng nó trên dưới hai bài bén nhọn hàm răng còn có nhọn nhọn như mũi tên nhọn giống nhau miệng, nhìn đều vô cùng sắc bén. Chợt vừa thấy thật đúng là làm người da đầu tê dại. Đích xác nếu trêu chọc này đó răng cưa điểu, nhất định sẽ là đại phiền toái thực khủng bố. Vân tử đi mau, bị này đó răng cưa điểu nhìn đến truy lại đây sẽ thực phiền toái. Bên kia phương đông người sắt vội vàng tiếp đón. Dương Nghị Vân rời đi huyền nhai biên, hướng về phương đông người sắt bên kia chạy tới. Năm người trước sau tiến vào trong sơn động, cuối cùng là cảm giác an toàn một chút. Bất quá tiến vào đen nhánh sơn động lúc sau, đi rồi một đoạn đường. Lúc này mới phát hiện con đường này chính là kẻ sát huyền nhai sơn thể kiến tạo, đi một đoạn đường sơn động liền không tồn tại, tương đương đi ở huyền nhai bên cạnh, phía dưới là vực sâu nhìn đầu choáng váng. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến ở bên cạnh có tổ chim xuất hiện, liền cách gần 10 mét, có thể nhìn đến trong đó dưa hấu thật lớn trứng chim, nhan sắc là thuần trắng sắc, trong bóng đêm lấp lánh sáng lên, còn chiếu sáng một ít không gian. Này đó trứng chim cùng răng cưa điểu màu xanh lá bất đồng, thực trắng tinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng đây là răng cưa điểu trứng chim. Liếc mắt một cái xem qua đi, trong bóng đêm, phía dưới như thông điểm điểm tinh quang, tán đầy huyền nhai vách đá, nhưng đêm này đó trứng chim số lượng nhiều. Mỗ một khắc phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Ầm vang. Ngay sau đó liền nghe được phương đông người sắt gầm lên giận dữ, người nào làm càn. Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng, tại đây đều không đủ 3 mét trên đường nhỏ. Căn bản nhìn không tới phía trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết nhất định là đã chịu người nào tập kích. Hẹp hòi trên đường nhỏ phía trước bị người tập kích hoặc là nói đánh lén, Dương Nghị Vân ở phía sau lo lắng xuông, một chốc không qua được. Rầm rầm, lại là hai tiếng nặng nề rung động tiếng vang lên. Khoảnh khắc chi gian phương đông người sắt bị đối phương đánh lén hai lần, khí oa oa kêu to. Cũng may Lạc Dương đi theo phương đông người sắt phía sau.
hai người đều là tiên vương cảnh giới còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, đảo cũng sẽ không ra vấn đề lớn. Dương Nghị Vân lắc mình tiến lên thời điểm, tùy tay lòng bàn tay bên trong đốt sáng lên tiên hỏa, nương ánh sáng hắn thấy được phương đông người sắt khóe miệng có vết máu, nhưng không có nhìn đến bất luận cái gì địch nhân. Lạc Dương tắc nháy mắt nhằm phía trước. Ngươi như thế nào mắt? Sao lại thế này? Là người nào đánh lén? Dương Nghị Vân hỏi phương đông người sắt. Phương đông người sắt đè nặng hàm răng nói, ta không có việc gì, chỉ là nhìn đến một bóng người, cũng không có thấy rõ ràng, là nhân tộc không thể nghi ngờ. Tiểu sư thúc không có phát hiện, lúc này Lạc Dương trở về nói chuyện. Ăn một cái tiểu mệt a, đều không có bắt được người, thậm chí là không thấy rõ là người nào, đã bị người đánh lén hai lần. Cũng khó trách phương đông người sắt tức giận đến oa oa kêu to. Bất quá này cũng về tình cảm có thể tha thứ, đối phương hiển nhiên là có ý định đánh lén, đắc thủ lúc sau nhanh chóng lui lại, Lạc Dương đuổi theo đều không có phát hiện. Vân tử tắt ngọn lửa đi, sẽ đưa tới răng cưa điểu. Phương đông người sắt lau khóe miệng vết máu nói. Dương Nghị Vân cười khổ dập tắt trong tay ngọn lửa nói, hiện tại xem ra đối phương chính là cố ý như thế a, hiển nhiên đối phương đánh lén là hướng làm xuất động tính tới, sau đó hấp dẫn tới răng cưa điểu công kích chúng ta, các ngươi nhìn xem đã có răng cưa điểu xoay quanh mà đến, nhanh hơn tốc độ đi. Dương Nghị Vân nói chuyện chung đi ở phía trước, phương đông người sắt ăn một mệt bị thương, hắn xông vào phía trước. Làm lão tử bắt được chắc chắn hắn nghiền xương thành cho phương đông người sắt khí mắng không thôi. Thực mau năm người nhanh hơn bước chân. Hoa hoa hoa. Lúc này từng tiếng tràn ngập bạo động gầm rú vang lên, lại là mười mấy đầu răng cưa điểu hướng về bọn họ mà đến. Huyền nhai bên cạnh này tiểu đạo, đều không phải là đều là giấu ở sơn thể trong vòng, có rất dài một đoạn đều là bại lộ ở bên ngoài, không có chút nào phòng hộ, phía dưới chính là vực sâu cùng xoay quanh răng cưa điểu. Có thể nghĩ một khi rơi xuống đi xuống hậu quả. Chỉ cần rơi xuống đi xuống đảo cũng không có gì, đáng sợ chính là, phía dưới có vô số răng cưa điểu cùng cơn lốc tồn tại, đây mới là nguy hiểm. Cho nên kiên quyết không thể rơi xuống mà xuống, đi ở này trên đường nhỏ là tương đối an toàn. Nhưng mà hiện tại lại là bất đồng, bị người mạc danh đánh lén một chút, đưa tới răng cưa điểu. Nếu không nói đối phương âm hiểm. Hơn nữa Dương Nghị Vân biết đối mặt răng cưa điểu công kích. Còn không thể công kích, nếu là một khi có chém giết có huyết tinh xuất hiện, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới càng nhiều răng cưa điểu công kích, kia mới là chuyện phiền toái tình. Nhưng là răng cưa điểu công kích không đánh trả, cũng là không được, đây là cái tử cục, bọn họ đối mặt đạo thứ nhất cửa ải khó khăn xuất hiện. Đối phương thật là âm hiểm, từ điểm này thượng xem, Dương Nghị Vân phân tích, hẳn là lại là hướng về phía hắn tới, bởi vì thực rõ ràng đối phương xuất hiện ở chỗ này là sớm đã có dự mưu. Về phương diện khác tới xem, người đánh lén đối nơi đây địa hình hoàn cảnh còn rất quen thuộc, cho nên mới sẽ nhiều phương đông người sắt đánh lén một chút không chút nào ướt át bẩn thỉu bỏ chạy, Lạc Dương cũng chưa đuổi theo, phương đông người sắt càng là không có nhìn đến đối phương bộ dáng. Còn nữa có thể đánh lén phương đông người sắt vị này tiên vương tu vi người, đối phương tu vi sẽ không kém, ít nhất cũng là tiên vương cấp bậc, có tâm kế có lòng dạ. Người đánh lén hẳn là hiểu biết chỉ cần như vậy một nháo đưa tới răng cưa điểu công kích. Liền đủ bọn họ mấy cái uống một hồ, căn bản không cần thiết liều mạng. Thật sự đáng giận. Dương Nghị Vân trong lòng cũng nghẹn hỏa, trong lòng nghĩ sẽ là người nào âm bọn họ. Ngẫm lại lời nói thật khó mà nói, hắn giết Phu Thiên Tôn một tử, Phu Tôn thế lực thả ra lời nói treo giải thưởng giết hắn, từ tam vạn thượng phẩm tiên thạch đã đạt tới 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, như thế thật lớn tiên thạch số lượng hạ, hỗn loạn tiên vực vô pháp hạng người, sẽ càng ngày càng nhiều. 10 vạn thượng phẩm tiên thạch đối tiên nhân tới nói là thật lớn dụ hoặc, ai đều kém tu luyện tài nguyên, 10 vạn thượng phẩm tiên thạch chính là một bút đại tài nguyên. Hiện có 10 hình ác nhân, lại có chướng khí lão tổ, tiến đến tìm kiếm hắn phiền toái càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khó triền. Điểm này làm Dương Nghị Vân trong lòng cũng buồn bực. Càng đừng nói còn có mặt khác một ít thế lực lớn đối hắn như hổ rình mồi, Tây Môn gia tộc xem như bị hắn diệt trừ, chính là còn có một cái Độc Cô gia tộc. Độc Cô gia vẫn là một sát thủ gia tộc, ngày đó từ trong thành ra tới, hắn chính là chém giết Độc Cô gia hai vị tiên vương cao thủ, hắn không tin Độc Cô gia tộc có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đối với tiên giới này đó thế lực gia tộc Dương Nghị Vân vẫn là hiểu biết một ít, chỉ cần có thực lực, liền sẽ không thiện bãi cam hưu, cùng phố phường lưu manh không có gì khác nhau. Bất quá nói lời nói tới, hắn hiện tại ngẫm lại nhất hẳn là kiêng kỵ phòng bị vẫn là Vu Tôn thế lực. Có thể tưởng tượng 10 vạn thượng phẩm tiên thạch thả ra một câu treo giải thưởng liền có tiên vương cấp bậc cao thủ bán mạng.
Từ điểm này thượng xem, phụ tôn thế lực lực ảnh hưởng có bao nhiêu khủng bố, có tài lực có thế lực có thực lực. Nếu không phải hỗn loạn tiên vực có một ít cổ xưa sinh linh chủng tộc tồn tại, có ngoại giới tiên đế không dám dễ dàng làm càn quy củ, sợ là đã sẽ có tiên đế cấp bậc cao thủ tới giết hắn. Phụ tôn. Dương Nghị Vân trong lòng hung hăng mặc niệm tên này, hắn biết muốn hoàn toàn giải quyết treo giải thưởng đuổi giết, chung quy còn hứa từ căn tử thượng tướng việc này xử lý rớt. Đương nhiên hắn cũng biết, lấy hắn hiện tại thực lực, đi trêu chọc phu tôn chính là kiến càng hám thụ, trứng gà chạm vào núi lớn, căn bản không có khả năng. Nhưng, hắn có tin tưởng, có rất nhiều thời gian, một ngày nào đó hắn sẽ sát thượng vu tôn thế lực đi, đem cái gọi là vu tôn cấp xử lý. Bất quá hiện tại cái này ý niệm cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, thật muốn đi làm, khác nhau như trời với đất, quá mức xa xôi. Trước mắt hắn có khả năng làm, chính là tương lai phạm chi địch, nhất nhất chém giết, giết sạch sát sợ, làm cho bọn họ nhắc tới hắn Dương Nghị Vân tên liền nói chi biến sắc. Không ngừng đi tăng lên thực lực của chính mình, đây mới là chính thức sự. Chỉ có tự thân cường đại, mới có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Sát thượng cửu trọng thiên đi xử lý vu tôn, đều yêu cầu thực lực. Còn muốn đi giúp lão nhân. Từ từ việc, vĩnh viễn đều là hai chữ, thực lực. Hiện giờ hắn tiên quân lúc đầu tu vi, còn kém xa, xa xa không đủ, trong lòng kỳ thật thực bức thiết thực bức thiết. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ sự tình, nhưng đôi mắt nhưng không rảnh rỗi, hắn vận chuyển càn khôn chi mắt, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, tùy thời chuẩn bị ứng đối sắp phát sinh chiến đấu. Bọn họ chạy thực mau, nhưng mười mấy chỉ răng cưa điểu là bản thổ sinh vật phi đến càng mau. Vài phút sau, chung quy bị răng cưa điểu đuổi theo. Chuẩn bị giết đi, không giết cũng không có biện pháp. Dương Nghị Vân giống lớn một tiếng, trực tiếp ngự kiếm mà đi. Ầm ầm ầm, oa oa oa. Răng cưa điểu nhìn như hình thể khổng lồ, nhưng lại cũng không là trí tuệ sinh linh. Ở Dương Nghị Vân ngự kiếm mà ra lúc sau, khoảnh khắc liền đem 13 đầu răng cưa điểu chém giết hầu như không còn. Rơi xuống hạ vực sâu mà đi. Tuy rằng giết, giết thực nhẹ nhàng, chính là hắn biết kế tiếp chính là càng thêm điên cuồng răng cưa điểu công kích. Bởi vì mùi máu tươi tản mở ra sau, sẽ đưa tới càng nhiều răng cưa điểu công kích, bọn họ hiện tại chính là cùng thời gian thi chạy, chỉ cần tiến vào đến vực sâu cái đáy, tự nhiên là có thể nhiều khai này đó răng cưa điểu. Oa! Một tiếng thét dài dựng lên. Bén nhọn vô cùng, đâm thủng màng tai. Oa 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 oa! Ngay sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng phẫn nộ lúc sau liên tiếp vang vọng lại thiên trảm vực sâu chung thật lâu không tiêu tan. Dương Nghị Vân biết huyết tinh sẽ làm này đó răng cưa điểu càng thêm điên cuồng, đối với này đó không có mở ra linh trí sinh vật tới nói, mùi máu tươi chính là thuốc kích thích. Hắn biết đâm thủng ong vò vẽ oa, nhưng là lại không có biện pháp, bởi vì đây là người đánh lén Dương Mưu. Mặc kệ ra không ra tay chém giết răng cưa điểu, này đó nghiệt xúc đều đã bị kinh động. Đều sẽ công kích bọn họ. Quả nhiên, rậm rạp răng cưa điểu dốc toàn bộ lực lượng, hướng về bọn họ năm cái phi pháp mà đến, nhìn đầu làm người ra đầu tê dại. Lạc Dương Phương Đông các người bốn cái đi trước, bằng mau tốc độ nhằm phía vực sâu cái đáy, ta tới cản phía sau. Dương Nghị Vân nói chuyện chung thúc dục đồ long kiếm, trực tiếp hóa kiếm ngàn vạn đi ngăn cản che trời răng cưa điểu, một bên đối với Lạc Dương bốn người hô to. Lạc Dương bốn người cũng thấy được Dương Nghị Vân ngự kiếm chi uy. Đích xác không giống bình thường, có thể viễn trình công kích, thật là lúc này tốt nhất cản phía sau giả, lại nói Dương Nghị Vân đã ra tay, cũng không kịp làm ra vẻ vội vàng nghĩ phía trước phóng đi. Vân tử ta lưu lại giúp ngươi. Phương Đông người sắt lại là hô một câu. Đừng vô nghĩa kẻ hèn một ít bẹp mau xúc sinh, ta ứng phó được, ngươi tốc tốc dẫn bọn hắn hạ vực sâu cái đáy chờ ta. Dương Nghị Vân lớn tiếng gầm lên. Phương Đông người sắt cắn răng một cái cũng không ở nhiều lời chỉ là nói. Vậy ngươi tiểu tâm. Dứt lời cùng Lạc Dương cảnh sán, Tuyết Hương bốn người biến mất ở trong sơn động. Toàn bộ con đường là nửa thanh sơn động nửa thanh lộ thiên hoàn cảnh, lúc này Dương Nghị Vân chặn mênh mông răng cưa điểu, bọn họ bốn cái vừa lúc vào sơn động xem như né tránh răng cưa điểu công kích đuổi theo. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, cũng là không thành vấn đề có thể ném ra. Đương nhiên tiền đề là Dương Nghị Vân cho bọn hắn chặn răng cưa điểu truy kích. Dương Nghị Vân đứng ở lộ thiên tiểu đạo bên cạnh, hoặc là nói chính là huyền nhai bên cạnh, ngự kiếm lúc sau chợt quát một tiếng, bay ra đi đồ long kiếm ở phong vân vỏ kiếm phụ trợ dưới hóa ra muôn vàn kiếm khí, bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm ầm, oa oa oa, từng tiếng kiếm khí công kích như sấm sét hỗn loạn răng cưa điểu tiếng kêu thảm thiết.
Dương Nghị Vân trong tầm mắt nhìn lại, một đầu đầu ngé con đại răng cưa điểu rơi xuống mà xuống, có chút bị kiếm khí chạm thành thịt nát, còn có càng nhiều chỉ là bị thương cũng không có tử vong. Rốt cuộc kiếm khí công kích là vô khác nhau công kích, hơn nữa ngự kiếm dưới sắc bén ra chính là muôn vàn kiếm khí uy lực muốn so nhất kiếm mà ngự nhược thượng rất nhiều. Bất quá này một kích Dương Nghị Vân cảm giác đã có mấy vạn đầu răng cưa điểu bị hắn cấp chém giết, càng là chặn răng cưa điểu nện bước, còn tính không tồi. Chính là tại hạ một khắc hắn sắc mặt liền thay đổi. Bốn phương tám hướng, ngay cả hắn sở lập nơi bên dưới vực sâu đều toát ra rất nhiều răng cưa điểu, một hơi ngự kiếm ngàn vạn tổng hội có một cái để thở thời gian, liền cái này điểm thời gian trên người hắn đã bị công kích. Nếu không phải bỗng nhiên thúc giục chuông Đông Hoàng ra tới, hắn sẽ bị vùi lấp ở này đó xúc sinh công kích hạ. Đông! Chuông Đông Hoàng vang lên thời điểm, Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy trên mặt sáng ngời, lại là phát hiện bị răng cưa điểu lợi chảo cắt qua một đạo vết máu tử. Tức khắc trong lòng giận dữ, nghiệt xúc. Trong lòng một hoành, Dương Nghị Vân trực tiếp phi thăng dựng lên, dù sao trên người có chuông Đông Hoàng phòng ngự, một chốc còn phá không được hắn phòng ngự, kế tiếp hắn chuẩn bị thi triển pháp tắc khí tràng, đối này đó răng cưa điểu triển khai tàn sát. Có bao nhiêu hắn liền sát nhiều ít. Ngay từ đầu còn tưởng rằng này đó răng cưa điểu có bao nhiêu cường đại, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Hơn nữa trọng điểm là tôi không kịp phòng hạ, cư nhiên đem hắn mặt cấp chảo phá, thật sự là buồn cười. Mặt phá, Dương Mỗ Nhân thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Không cho này đó bẹp mau xúc sinh một chút giáo huấn khó tiêu này khó chịu khí. Một chút phi khí, huyền phù ở trên hư không trung, nhìn như có chút mạo hiểm, nhưng hắn cũng không sợ. Vực sâu trung cơn lốc cũng không phải thời thời khắc khắc đều xuất hiện, sẽ không đem hắn lôi kéo đi xuống. Liền tính là lôi kéo đi xuống, chỉ cần không tiến vào cơn lốc chi mắt, liền không có việc gì. Huống hồ Dương Nghị Vân trên người còn có chuông Đông Hoàng tồn tại, có thể phòng ngự trụ một vài. Mặt khác hắn phát hiện một vấn đề là, này đó răng cưa điểu tựa hồ không sợ vực sâu trung cơn lốc tồn tại, như cũng tự do tự tại ở bay lượt, hoặc là nói này đó răng cưa điểu đối cơn lốc là miễn dịch. Như thế dưới tình huống, Dương Nghị Vân có cái ý tưởng là, chảo một đầu răng cưa điểu làm lâm thời tỏa giá không biết có thể tin không thể tin. Nếu có thể, không phải giải quyết cơn lốc ảnh hưởng sao? Đến lúc đó hắn trực tiếp có thể khống chế răng cưa điểu hạ đến vực sâu cái đáy đi không phải. Trong lòng nghĩ trong tay nhưng không nhàn rỗi. Giờ phút này hắn bay vọt đi ra ngoài, lại là bị vô số răng cưa điểu vùi lấp. Thịch thịch thịch, ầm ầm ầm. Thúc giục chuông Đông Hoàng phòng ngự chi lực sau, chuông Đông Hoàng phát ra nổ vang tiếng động, kim sắc phủ văn lưu chuyển không thôi. Mà bên ngoài còn lại là bị vô số răng cưa điểu mãnh liệt công kích, chuông Đông Hoàng kịch liệt chấn động, nhưng lực phòng ngự còn ở. Dương Nghị Vân trong lòng dự toán quá, ít nhất có thể kiên trì 10 phút. Nói cách khác, này đó răng cưa điểu công kích cũng vô cùng cường đại, hắn hiện tại là tiên quân tu vi thúc giục chuông Đông Hoàng, lẽ ra lực phòng ngự đã cùng hỗn nguyên cấp bậc thời điểm cường đại rồi không biết nhiều ít lần, nhưng như cũng bị này đó răng cưa điểu cấp lay động. Quan trọng nguyên nhân vẫn là răng cưa điểu số lượng quá nhiều. Muốn nói không lực công kích, đó là giả, là đối Dương Mỗ Nhân tới nói lực công kích thiếu chút nữa. Dù sao dựa theo công kích hắn chuông Đông Hoàng lực đánh vào tới xem, thực sự không nhỏ. Hắn căng chết cũng liền kiên trì 10 phút mà thôi, có lẽ 10 phút đều còn không đủ. Dưới tình huống như thế Dương Nghị Vân tưởng chính là tốc chiến tốc thắng, sau đó đuổi theo phương đông người sát bọn họ. Trong lòng vừa động pháp tắc khí chàng điều động dựng lên. Mặc niệm một tiếng, đổi chiều biển sao. Hạ đôi tay làm ra thác thiên chi thế, trong cơ thể pháp lực nháy mắt bị rút cạn một nửa, bốn phía thiên địa cũng rung chuyển dựng lên, hội tụ ở đôi tay phía trên. Lại một lần cảm nhận được cái loại này đang ở thiên địa chi gian, sau lưng có thiên địa làm chỗ dựa cảm giác. Ngay sau đó Dương Nghị Vân bỗng nhiên đối với hư không ấn xuống. Ong, oanh, toàn bộ thiên địa chi gian đều vì này một chỉnh. Thời gian phóng Phật tại đây một khắc đều có chút yên lặng xuống dưới. Theo sau, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi lực dung chuyển. Ngay sau đó hắn tầm mắt rõ ràng, lại là thấy được công kích chuông Đông Hoàng. Hoàn toàn thiếu hắn vùi lấp ở bên trong răng cưa điểu giờ phút này lấy mắt thường thấy được tốc độ ở tiêu tán, giống như là gió thổi động ngốc tử giống nhau ở mau theo tiêu tán. Chỉ chớp mắt cái này tốc độ khuếch tán đi ra ngoài, 100 mét, 200 mễ, 300 mễ, 1000 mét, 2000 mễ, 3000 mễ, không ngừng khuếch tán mà đi. Dù sao tầm mắt có thể đạt được trong vòng răng cưa điểu đếm không hết,
nhưng cũng tại đây một khắc biến mất vô tung vô ảnh. Hoàn toàn bị hắn nhất chiêu đổi chiều biển sao hóa thành bột phấn, thậm chí nói là bốc hơi. Ánh mắt có thể xem rất xa, là có thể biến mất có bao xa. Toàn bộ thiên trảm vực sâu trong vòng, đều yên tĩnh. Hắn tầm mắt trong vòng rốt cuộc nhìn không tới một con răng cưa điều tồn tại. T. Dương Nghị Vân lần này chính mình đều hít hà một hơi, pháp tắc khí chàng chịu y, quả thực chính là sát chiêu. Lần trước ở thâm mương hẻm núi tuy rằng cũng thử một chút uy lực, nhưng chung quy là đối với hoàn cảnh vật chết, mà hiện tại nhưng hắn đối tượng đổi thành đếm không hết răng cưa điều lúc sau, cái này hình ảnh mới xem như chân chính chấn động nhân tâm. Chính hắn đều bị chấn động tới rồi. Này chờ tình huống dưới, Dương Nghị Vân nội tâm đột nhiên vươn hào hùng vạn trượng chiến ý. Có này chờ đại chiêu trong người, thế gian còn có cái gì địch nhân là hắn Dương Nghị Vân chiến thắng không được. Giết không được, không dám chiến. Cái gì vô tôn thiên tôn cửu trọng thiên. Chỉ cần hắn đem pháp tắc khí chàng chịu y tu luyện hảo, gì sầu không thể chiến chi. Hắn hiện tại còn chỉ là bước đầu tiến vào pháp tắc khí chàng ngạch cửa mà thôi. Cũng đã có như vậy chi uy, ngày sau theo tu vi tăng lên, chờ hắn tiến vào tiên vương thậm chí tiên đế chi cảnh, có khả năng phát huy ra tới, hoặc là nói có thể mượn đến thiên địa chi uy sẽ càng ngày càng cường đại. Pháp tắc khí chàng chính là mở ra thiên địa lực lượng chìa khóa, rất nhiều người suốt cuộc đời đều không thể nắm giữ, không đúng, hoặc là nói tu sĩ hạng người cả đời theo đuổi đều là ở thăm dò như thế nào đi khống chế thiên địa lực lượng này đem chìa khóa, chẳng qua rất nhiều người là chạm đến bên cạnh. Mà hắn còn lại là vừa lên tay liền đem này đem chìa khóa chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong, hơn nữa mở ra một phiến vô cùng cường đại đại môn, từ này phiến đại môn lấy ra một gáo chi lực. Toàn bộ thiên địa toàn bộ vũ trụ thế gian vạn vật đều là bực này khí chàng chi lực, chờ hắn đi đánh cắp, sở bất đồng chính là có thể đạt được nhiều ít, yêu cầu hiểu được, cái này hiểu được chính là tìm kiếm kỹ xảo như thế nào dùng đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp đạt được càng nhiều lực lượng. Hắn hiện tại chỉ là có thể thu hoạch đến như vậy một muỗng nhỏ tử chỉ thế mà thôi. Đương liền tính như thế đã có trước mắt như thế uy lực. Cho nên Dương Nghị Vân đối tương lai tu luyện chi lộ, đột nhiên tràn ngập 10 phần tin tưởng. Sinh ra một loại trên trời dưới đất suy ngã độc tôn tâm niệm tới. Này sợi tâm niệm giống như là một cái hạt giống giống nhau, vào giờ phút này nảy mầm mọc rễ. Giống. Đối mặt tầm mắt trong vòng giống tuyết cảnh tượng. Dương Nghị Vân nhìn không được phát ra một tiếng thét dài. Ha 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 ha, tiện đà điên cuồng cười to. Đếm không hết che trời răng cưa điều bị hắn một chút tiêu diệt sạch sẽ. Bực này nội tâm vui sướng thật sự không thể miêu tả, chỉ có thể dùng một tiếng thét dài tới biểu đạt. Cho tới nay hắn lộ kỳ thật đều là đi chính mình sờ soạng, khái khái mong mong, đi có chút nghẹn khuất, bao gồm lão nhân ở thời điểm, chết lão nhân bản thân chính là tàn hồn trạng thái ở càn khôn hồ nội. Không thể ra tới thân truyền giáo thụ chỉ đạo hắn tu hành, phương pháp chính là nuôi thả hình thức, tùy ý chính hắn trưởng thành, mỹ rằng kỳ danh, có thể đi xa hơn. Hiện tại ngẫm lại, Dương Nghị Vân biết đó là chết lão nhân bất đắc dĩ cách nói, bởi vì chính hắn từ càn khôn hồ ra không được, chỉ có thể dùng cái này lý do tới qua loa lấy lệ hắn. Tán tiên đảo lúc sau lão nhân có vội vàng rời đi, cũng không có chính thức thân truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, dẫn tới kết quả chính là tiếp tục nuôi thả trưởng thành. Cho nên nói hắn cứ việc trong tay pháp khí như bức, tu luyện công pháp như bức, kỳ ngộ khí vận lại nói tiếp cùng nghịch thiên, nhưng gặp phải địch nhân đa số là có chút nghẹn khuất. Đó là bởi vì hắn người mang bảo khố, nhưng lại mở không ra bảo khố, không biết như thế nào sử dụng chính mình bảo khố, mỗi một lần có địch nhân xuất hiện cường đại hạng người đều là khảo người khác hỗ trợ, mà chính hắn đâu, tổng cảm giác ở tránh né, ở đương rùa đen rút đầu. Hiện tại đâu? Từ hắn nắm giữ pháp tắc khí chàng lúc sau. Hắn liền biết về sau lộ, rốt cuộc đi ra. Hắn không bao giờ sẽ như vậy nghẹn khuất, giết địch không né, chính diện chém giết, bất luận cái gì địch nhân có gan khiêu chiến, dám đi vặn cổ tay, đây mới là hắn chân chính muốn. Liền như hắn kết bái đại ca Lục Nhĩ Mi Hầu giống nhau, kia mới là hắn sở cầu mục tiêu. Lục Nhĩ Mi Hầu chính là cái loại này lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, rõ ràng cùng địch nhân kém rất nhiều tu vi cảnh giới, lại như cũng có chiến đấu thiên địa chiến ý tồn tại. Hơn nữa thường thường còn có thể thắng. Này không phải tự đại, mà là tự tin, mà là có cường đại chiến đấu tín niệm. Dương Nghị Vân ngẫm lại hắn kỳ thật kém chính là này sợi tín niệm. Lục Nhĩ tình huống kỳ thật Dương Nghị Vân ẩn ẩn đoán được, đều không phải là Lục Nhĩ có bao nhiêu cuồng ngạo, ngược lại cùng chính hắn thực tương tự. Lục Nhĩ Mi Hầu là siêu việt tam giới ngũ hành dị chủng hỗn thế bốn hầu chi nhất, cho nên bản thân cũng là người mang bảo khố người,
cho nên rõ ràng đối mặt so với hắn cường đại địch nhân, Lục Nhĩ như cũ dám đi coi rẻ, dám đi chiến đấu, chiến chi mà thắng, hiện tại nghĩ đến là Lục Nhĩ chính mình có thể khống chế, có thể mở ra tự thân bảo khố, có nắm chắc ở. Hắn vừa lúc tương phản, hắn cũng có tự thân bảo khố tiềm lực, chính là mở không ra, nắm giữ không được. Nhưng hiện tại hắn biết chính mình bắt đầu nắm giữ hơn nữa mở ra tự thân bảo khố, hơn nữa từ đây lúc sau sẽ từng bước đi lợi dụng dựa tự thân hết thảy tài nguyên, dùng hảo hắn tự thân bảo khố. Kỳ thật cẩn thận tính lên, trên người hắn lão nhân truyền cho đồ vật của hắn thật không ít, hơn nữa đều là cao giai thần thông phương pháp, chẳng qua hắn đem có chút đồ vật cấp có ý thức quên đi. Tỷ như bát bộ thiên long kinh, thuần dương mặt trời chói chang chú này hai dạng chú pháp kinh văn nhưng đều là đến không được đồ vật. Năm đó hắn đều là tự mình thể hội quá, ở lão nhân trên tay có thể phát huy ra cường đại uy lực, nhưng ở trong tay hắn lại là có chút ngây thơ, liền như vậy hồi sự, hiện tại có chút minh bạch thế gian vạn pháp đều yêu cầu một thứ đi làm môi giới, đó chính là khí chàng. Pháp tắc khí chàng nói đến, lão nhân năm đó kỳ thật cũng giảng quá pháp tắc việc, chẳng qua khi đó hắn đi hỏi, chết lão nhân tổng nói ngươi cũng không rõ, không cần hỏi, ngày sau lại nói. Hiện tại ngẫm lại cũng là... Tu vi không đến trình độ nhất định, giảng thuật cũng là bạch giảng, căn bản lý giải không được. Biết hiện tại hắn mới hiểu được, có chút pháp chú A thần thông trong vòng đích xác yêu cầu tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc sau mới có thể đi lý giải. Lần này pháp tắc khí chàng thành công hơn nữa lần trước tu vi đạt tới tiên quân chi cảnh sau, có rất nhiều đồ vật liền tự nhiên mà vậy minh bạch. Theo hai lần thi triển pháp tắc khí chàng chi uy thi triển, hắn càng thêm minh bạch trong đó chân ý, có chút đồ vật kỳ thật thật đúng là chính là. Không thể ngôn truyền, chỉ có thể hiểu ngầm. Mấy thứ này ở hôm nay hắn ý niệm hiểu rõ lúc sau, có tới cường quốc cảm giác. Trừ bỏ tám bước thiên long kinh cùng thuần dương mặt trời chói chang chú ở ngoài, bao gồm hoa sen đen truyền cho hắn ngự kiếm chi đạo, kỳ thật hắn trước mắt cũng chỉ có thể thi triển ra hai chiêu, đoạn thủy cùng phách mà, mặt sau còn có khai thiên cùng đồ thần đều không có lĩnh ngộ quá, hơn nữa lão nhân 12 chí tôn thần thông, như cũ có hơn phân nửa chờ hắn đi hiểu được tu luyện. Càn có càn khôn hồ cái này át chủ bài ở. Càn khôn hồ nội lực lượng lớn nhất càn khôn thần điện chi lực, là vũ khí hạt nhân cấp bậc, hắn không dám dễ dàng sử dụng, không ngừng là đối địch nhân là vũ khí hạt nhân cấp bậc, đối chính hắn cũng là. Này ngoạn ý lần trước thiếu chút nữa liền phải mệnh, hiện tại càng không dám. Bất quá sinh mệnh chi thủy, ngũ lôi tím lá cây, hơn nữa tân xuất hiện dưa hấu lôi, đều là hắn chí bảo, mấy thứ này mỗi loại lợi dụng hảo. Đều là cường đại vô cùng, có thể xoay chuyển đại cục chí bảo. Cho nên Dương Nghị Vân ngẫm lại, thật đúng là đáng giá này một tiếng thét dài. Pháp tắc khí chàng chỉ là bắt đầu. Trong lòng nghĩ này đó, phát ra một tiếng thét dài lúc sau, hắn là vui sướng. Chính là tại hạ một khắc, lại là vực sâu dưới truyền đến tiếng rít. Tiếng sấm tiếng rít chung, hỗn loạn gầm lên giận dữ. Hô hô, giống. Lần này Dương Nghị Vân nghe được rõ ràng. Cường giả là cơn lốc thanh, người sau còn lại là nào đó sinh linh. Nghe tới không giống như là răng cưa điểu gầm rú. Ngay sau đó hắn nhìn đến vực sâu phía dưới một chút sáng ngời bay nhanh mà đến, là đạm lục sắc như là một đóa tiểu ngọn lửa. Nhìn lại là ở trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Là cái gì sinh linh bay vọt mà đến? Dương Nghị Vân ở nghi hoặc chung cũng làm hảo chuẩn bị. Giờ phút này hắn trong tầm mắt một chút xanh sẫm từ vực sâu bay tới, càng ngày càng gần. Khoảng cách 8 đến 90 mét thời điểm rốt cuộc thấy rõ ràng là thứ gì. Lại là thấy được một đầu lớn hơn nữa răng cưa điểu, là tầm thường răng cưa điểu tam ly, chiều cao 3-4 mễ, hai cánh mở ra thời điểm đều có 3 mét bộ dáng, thực thật lớn. Đỉnh đầu phía trên có một bó lóe xoát xanh biếc lông chim, nhìn như là vương miện giống nhau. Hơn nữa toàn thân lông chim lục nhạt chung đến này đạo đạo văn lạc. Răng cưa vương. Dương Nghị Vân trong óc toát ra cái này từ ngữ. Có chút sững sờ, nhưng ngẫm lại cũng bình thường, nơi này bản thân chính là răng cưa điểu quần cư xào huyệt, vô số răng cưa điểu tồn tại chung ra đời một cái vương giả cũng là bình thường, không đúng sự thật mới không bình thường. Hơi thở rất cường đại, như là một chi mũi tên nhọn hướng về hắn nổ bắn ra mà đến. Hiển nhiên là hắn chém giết như vậy nhiều răng cưa điểu sau, kinh động này chỉ điểu vương. Giống. Hơn 30 mễ thời điểm. Lại thấy này chỉ răng cưa điểu vương lại phát ra gầm lên giận dữ. Lại là một đạo lục quang hóa thành một đạo du xà tia chớp từ điểu vương trong miệng bùng nổ mà ra. Bất quá nháy mắt phun ra này nói quang mang liền biến mất không thấy. Lần này Dương Nghị Vân đồng tử bỗng nhiên co rút lại.
điểu vương này nói chùm tia sáng biến mất ở trong tầm mắt, cảm thụ không đến. Ầm vang. Ngay sau đó Dương Nghị Vân chỉ cảm thấy chuông Đông Hoàng chấn động, răng rắc một chút rách nát. Thẳng đến bị công kích trong người một khắc, Dương Nghị Vân lúc này mới nhìn đến đúng là kia thúc vầng sáng đánh trúng hắn chuông Đông Hoàng. Khủng bố chính là trực tiếp phá hắn chuông Đông Hoàng phòng ngự. Đương nhiên đây cũng là bởi vì chuông Đông Hoàng phía trước kháng hạ như vậy nhiều răng cưa điểu công kích bản thân phòng ngự liền ít đi một chút, hiện tại bị phá cũng coi như là bình thường. Làm Dương Nghị Vân cảm nhận được khủng bố chính là, điểu vương trong miệng phun ra chùm tia sáng, sẽ ở ngay lập tức chi gian biến mất không thấy, cảm thụ không đến hơi thở, chờ đến thấy thời điểm đã công kích ở trên người. Đây là cái gì quái chiêu? Hiển nhiên là điểu vương độc đáo thiên phú thần thông. Ở tu sĩ thế giới, xuất hiện bất luận cái gì chuyện ly kỳ quái lạ, đảo cũng đều bình thường. Cũng không có gì kỳ quái. Trọng điểm là Dương Nghị Vân hoàn toàn không có bắt giữ đến quỹ đạo, này chờ công kích tới thật quỷ dị. Hơn nữa có thể một chút đem hắn chuông Đông Hoàng phòng ngự phá rớt, bản thân đã nói lên này đầu điểu vương cường đại. Không thể không phòng. Liền ở Dương Nghị Vân kinh ngạc chung, điểu vương lại là một tiếng thét dài dựng lên. Ngay sau đó tại hạ một khắc, lại là một đạo lục quang đột kích. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, đồ long kiếm vèo một chút ra tới, thúc dục dưới trực tiếp chắn trước người, trong người trước kiếm khí đại tác phẩm. Ầm vang. Đồ long kiếm phát ra ong một tiếng. Ngăn cản ở lần này công kích. Nhiệt xúc, còn nghĩ đến, hư, đoạn thủy. Trong lòng ý niệm vừa động ngự kiếm trực tiếp chém tới. Giống. Điểu vương phát ra một tiếng gào giống, toàn thân quang mang đại tác, lại hảo há mồm phun ra chùm tia sáng, hơn nữa đỉnh đầu kia một bó vương miện lông chim bay vọt vầng sáng khuếch tán, tức khắc hình thành một cái dạng xòe ô đem nó toàn thân hoàn toàn bao vây ở trong đó. Giờ phút này đồ long kiếm ngự kiếm một chạm, tốc độ cũng nhanh như tia chớp. Nhưng lại thế nhưng bị điểu vương trong miệng thốt ra quỷ dị ánh sáng oanh kích ở thân kiếm, bất quá đối với đồ long kiếm tới nói, lần này không hề có ảnh hưởng. Có phong vân vỏ kiếm phụ trợ, điểu vương này một kích gần là làm đồ long kiếm run rẩy một chút, tuy rằng quỷ dị vô cùng, nhưng cũng không có ngăn cản đồ long kiếm công kích. Nhất kiếm chém xuống như cũ dừng ở điểu vương trên người. Ầm vang, nặng nề rung động dưới, đồ long kiếm chém xuống ở điểu vương trên người. Ngay sau đó điểu vương gầm lên giận dữ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến điểu vương dạng xòe ô phòng ngự bị nhất kiếm chảm phá. Lục vầng sáng chớp động, lại là tại hạ một khắc trực tiếp biến mất không thấy. Lần này giống nhau thật đúng là kinh ngạc. Sẽ không như vậy nhất kiếm liền trực tiếp biến mất bị giết đi. Quỷ dị điểu vương, cư nhiên sẽ không cứ như vậy bị chính mình nhất kiếm cấp chém giết, thi thể đều không có lưu lại, này căn bản không có khả năng, chỉ có thể thuyết minh điểu vương có hậu tay. Chẳng qua là hư không tiêu thất không thấy. Có trí tuệ sinh linh. Đây là Dương Nghị Vân giờ khắc này cấp điểu vương định nghĩa. Bình thường răng cưa điểu đều là không có khai linh trí tuệ, nhưng thân là điểu vương hiển nhiên cụ bị trí tuệ, này cũng bình thường. Không bình thường chính là bị hắn nhất kiếm chém xuống lúc sau, trực tiếp biến mất. Dương Nghị Vân biết không thích hợp, có trí tuệ răng cưa điểu vương, tất nhiên khó đối phó. Nhưng hắn cũng không có quá mức khẩn trương. Điểu vương tuy rằng có đặc thù thiên phú, nhưng hắn chẳng lẽ liền không có sao? Mắt thấy điểu vương biến mất không thấy, Dương Nghị Vân lẩm bẩm, có điểm ý tứ, nhưng tưởng ngầm âm nhân, tiểu gia sẽ làm ngươi hối hận. Dứt lời Dương Nghị Vân nhắm mắt, trong lòng mặc niệm một tiếng, đổi chiều biển sao. Hắn mở ra hai tay, vận dụng khí tràng. Ở pháp tắc khí tràng chung bất luận cái gì sự vật đều đừng nghĩ đối hắn tránh né. Khí tràng uy lực nhưng không đơn giản là mượn thiên địa chi lực công kích, trong thân thể hắn có pháp tắc khí tràng, hắn chính là khí tràng trung tâm, ở hắn phóng xuất ra khí tràng lúc sau, hắn sẽ dung nhập ở thiên địa chi gian khí tràng chung. Cảm giác chỉ là cơ bản nhất hạng nhất năng lực, hắn tin tưởng điểu vương che giấu biến mất, nhất định là tránh ở âm thầm tưởng xuống tay, hắn tự nhiên sẽ không làm điểu vương như nguyện. Thiết thiên chi lực, mượn thiên địa chi lực, nhưng bao gồm thiên địa hết thảy. Đổi chiều biển sao khí tràng xuất hiện, Dương Nghị Vân nhắm mắt dưới, bốn phương tám hướng chính là thiên địa chi thế, cảm giác một chút, thao tác hết thảy, chẳng qua hắn hiện giờ có thể mượn dùng thiên địa chi lực cùng khí thế, phạm vi dự đánh giá dưới chỉ có cây số phạm vi. Lấy hắn vì trung tâm bốn phương tám hướng cây số đều ở khí tràng trong vòng, nói cách khác ở cây số trong vòng hết thảy sự vật đều ở hắn công kích trong phạm vi, cảm giác hết thảy, thao tác lấy hắn vì trung tâm cây số phạm vi hết thảy. Hắn biết điểu vương có trí tuệ,
phải cho chính mình hạ ám chiêu, càng là có trong miệng phun ra quỷ dị chùm tia sáng, hiện tại cư nhiên còn ẩn thân. Nói thật, Dương Nghị Vân thật đúng là có chút đối này chỉ điểu vương lau mắt mà nhìn. Bất quá! Này lại như thế nào? Trung quy hắn có thể phiên tay chấn áp, đây là khí chàng, thiên địa to lớn thế lực lượng. Quả nhiên Dương Nghị Vân khí chàng buông ra một khắc, trước tiên phát hiện điểu vương tồn tại. Lại cũng đem chính hắn khiếp sợ. Bởi vì hắn khí chàng cảm giác trung điểu vương cư nhiên chính là hắn đỉnh đầu 10 mét chỗ, trực tiếp đối với hắn công kích mà, vô thanh vô tức không hề dao động. Làm Dương Nghị Vân trong lòng run sợ, nếu không phải mở ra khí chàng phát hiện sớm, lần này hắn sợ là sẽ ở điểu vương trên tay thiệt thòi lớn. Bởi vì này nhiệt xúc cư nhiên vô thanh vô tức giấu ở hắc ám, hoàn toàn là ẩn thân, hoặc là nói là so ẩn thân càng thêm cao cấp một loại trạng thái, phi thường nghiêu. Nghĩ đến hẳn là nào đó đặc thù năng lực, càng như là đem thân thể dung nhập ở thiên địa cái loại này. Lại còn có không có bất luận cái gì dao động xuất hiện, bực này năng lực thật sự cũng nghịch thiên. Dựa theo phương đông người sắt nói, răng cửa điểu đều là hồng hoang hung thú, sẽ không có trí tuệ, nhưng hiện tại xem ra, ở tiên giới bực này thiên địa nguyên tố sung túc địa phương, liền tính là hung thú chờ tiến hóa thời gian một hồi, cũng là có thể sinh ra chỉ biết, thậm chí là sẽ tiến hóa ra thiên phú. Hôm nay nếu không phải hắn có pháp tắc khí chàng tồn tại, còn thật có khả năng thiệt thòi lớn. Cũng lý giải chúng ta nói lên nguyền rủa nơi thời điểm phương đông hạo ông trời tử trước khi đi thời điểm lặp lại dặn dò muốn vạn sự tiểu tâm đối đãi. Nguyền rủa nơi sở dĩ xưng là nguyền rủa, ở phương đông hạo ông trời tử trong miệng chính là bị thiên đạo nguyền rủa nơi, nguyền rủa chính là nơi này sinh linh vạn vật biến thái. Kia lấy này đầu điểu vương tới nói, có thể vô thanh vô tức dung nhập thiên địa, đánh lén hắn điểm này, cũng đã là siêu việt rất nhiều yêu tu tồn tại năng lực. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân bỗng nhiên phất tay mà ra. Pháp tắc khí chàng bỗng nhiên mà động, hướng về này đầu răng cưa điểu vương mà đi. Oanh! Cường đại thiên địa chi lực hạ, một tiếng ầm vang mà động, răng cưa điểu vương trực tiếp bị hắn một kích trong người, vốn dĩ sắp dừng ở trên người công kích, cái này ngược lại bị hắn một kích đánh vào trên người. Giống! Kêu thảm thiết một tiếng, điểu vương trực tiếp hiện hình mà ra. Mất đi che giấu năng lực, toàn thân lông chim mãn bay xuống, huyết sái vực sâu, nghĩ phía dưới rơi xuống. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn thấy được hạ trụy lạc vài trăm thước sau, điểu vương trên người lục nhạt dựng lên, lại là chợt lóe theo huyền nhai vách đá biến mất. Ha ha, tiểu gia không hạ sát thủ, liền biết ngươi không chết được. Dương mỗ nhân tự nói một tiếng, kế tiếp hắn bay đến huyền nhai trên vách đá, cũng thuận thế mà xuống đuổi theo. Vừa rồi ra tay hắn cũng không có đối này chỉ điểu vương xuất toàn lực, tự nhiên là lưu nó một mạng, nhưng lưu lại một mạng nguyên nhân là Dương mẫu nhân nhìn chúng răng cưa điểu. Có ba cái lý do. Đệ nhất, răng cưa điểu thực rõ ràng là một loại thiên phú dị bẩm hồng hoang hung điểu, chiến đấu nói thật không tồi, hơn nữa xem mỗi một chỗ xảo huyệt chung đều có ít nhất tam cái trứng chim, sức sinh sản cường thịnh. Hắn nghĩ càn khôn hồ hiện tại diện tích không nhỏ, hẳn là có điểm sinh linh ở bên trong đi, đồ cái náo nhiệt. Còn nữa nếu có này đó sức sinh sản cường thịnh hung điểu, tiếp theo đối địch cũng là một cổ lực lượng, người khác không có biện pháp thu phục này đó hung điểu, nhưng hắn có. Nếu xuất hiện một đầu điểu vương, như vậy liền thu phục này đầu điểu vương, cướp đoạt huyền nhai trên vách đá này đó trứng chim, ở đi bắt giữ một đám tiến vào càn khôn hồ, tin tưởng không dùng được bao nhiêu thời gian, là có thể có vô số răng cưa điểu vì hắn sử dụng. Chỉ cần khống chế răng cưa điểu vương, chẳng khác nào khống chế vô số răng cưa điểu. Mặt khác hắn càn khôn hồ sinh cơ lúc sau, sinh mệnh chi thủy hiệu quả tất nhiên cũng đề cao. Sinh mệnh chi thủy bản thân là có thể khống chế yêu tộc, xác thật không biết đối hồng hoang hung thú có tác dụng hay không, hắn muốn thử xem. Cho nên ở vừa rồi công kích răng cưa điểu vương thời điểm, hắn cũng không có đối điểu vương hạ sát thủ, chỉ là đem hắn bị thương nặng, quả nhiên rơi xuống đi xuống thời điểm nhìn đến răng cưa điểu vương lập lòe một chút bay đi. Một khi đã như vậy Dương Nghị Vân rơi xuống đi. Tìm được này chỉ điểu vương, cho hắn sinh mệnh chi thủy thử xem, hoặc là mạnh mẽ thu phục, dù sao hắn hiện tại muốn lợi dụng tự thân hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, tới tăng cường thực lực của chính mình. Tương lai thượng cửu trọng thiên đi, sát phù tôn. Ở tu giả giới thời điểm, hắn có thể thu phục rất nhiều yêu tu, như vậy ở tiên giới hắn là có thể thu phục hồng hoang hung thú. Chế tạo một chi hồng hoang hung thú đại quân cũng chưa chắc không thể. Đi xuống phi lạc thời điểm, Dương Nghị Vân đôi tay múa may. Một đám phòng ốc lớn nhỏ tổ chim chung một muội muội dưa hấu lớn nhỏ răng cưa trứng chim,
tất cả đều bị hắn thu vào càn khôn hồ không gian chung. Theo huyền nhai vách đá phi lạc mà xuống, thẳng hạ cây số thời điểm, Dương Nghị Vân trong tầm mắt thấy được một cái thật lớn huyệt động, mà vừa rồi răng cưa điểu vương hơi thở liền cái này thật lớn huyệt động chung. Nhếch miệng Dương Mẫu Nhân lắc mình tiến vào huyệt động chung, hôm nay một hai phải đem này đầu răng cưa điểu vương bắt lấy không thể. Huyệt động rất lớn, nhưng không tính quá sâu. Dương Nghị Vân đi vào thời điểm, lại cảm giác không có nhiều ít ẩm thấp. Toàn bộ huyệt động chung cao khoan không đồng nhất, nhưng ít nhất đều ở mười mấy mét, cũng không có trong tưởng tượng hắc ám, ngược lại như là đi vào một địa cầu nào đó du lịch cảnh khu thạch nhũ độc, hình thù kỳ quái thạch nhũ đếm không hết, lập lòe nhàn nhạt vầng sáng. Dùng mắt thường đều có thể nhìn đến bốn phía hoàn cảnh. Ở Dương Nghị Vân trong mắt nơi này tựa hồ có tiên nhân kiến tạo dấu vết, nhưng cũng không giống một cái hung thú huyệt động. Nhìn như thiên nhiên hỗn loạn chung mang theo gọn gàng ngăn nắp, cũng không phải thật loạn từng cây thạch nhũ hoặc là đổi chiều đỉnh chóp sẽ là đột ngột từ mặt đất mọc lên dựng đứng ở huyệt động chung, thiên kỳ bách quái lại cũng bị có một phen cảnh sắc. Dương Nghị Vân mang theo cẩn thận vô thanh vô tức hướng về huyệt động bên trong đi đến, càng là thâm nhập liền càng là có thể cảm nhận được răng cưa điểu vương hơi thở, càng ngày càng gần. Hành đến 500 mễ sau, một cái 300 nhiều bình phương không gian xuất hiện, liếc mắt một cái Dương Nghị Vân liền thấy được nằm ở không gian một khối trên giường đá răng cưa điểu vương. Chính xác không gian có giường đá, có bàn đá ghế đá từ, chế tạo ra hoàn toàn là một cái tu sĩ tu luyện nơi. Lúc này Dương Nghị Vân lại là trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì hắn trước tiên nghĩ tới một vấn đề. Nơi này, hoặc là nói răng cưa điểu có thể hay không là có người chăn nuôi. Nếu không nơi này như thế nào sẽ có bàn đá giường đá xuất hiện, mà răng cưa điểu vương xuất hiện ở chỗ này, vô cùng có khả năng là người khác chăn nuôi. Giống giống. Dương Nghị Vân đi vào, đã bị răng cưa điểu vương phát hiện phát ra bất an gào giống thanh. Một chút từ trên giường đá lên, đối với Dương Nghị Vân giống giận liên tục, trong thanh âm tràn đầy bất an. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm răng cưa điểu vương thời điểm, cũng buông ra tiên thức cảnh giác, vạn nhất nếu là thực sự có người tồn tại đâu. Thực sự có nói, sợ là cường đại hạng người. Có thể chăn nuôi răng cưa điểu người, há có thể là hời hợt hạng người. Hắn toàn thân căng chặt cảnh giác. Nửa ngày lúc sau, lại là cũng không có phát hiện người nào xuất hiện. Chỉ có răng cưa điểu vương đối với hắn không ngừng phát ra giống giận, không đủ này xúc sinh có lẽ là phía trước bị hắn đánh sợ, chỉ là hướng về phía hắn gầm rú, nhưng lại không có công kích hắn. Dương Nghị Vân không lý do trong lòng buông lỏng, nếu không có người tồn tại vậy là tốt rồi làm. Nghĩ đến cũng có một loại khả năng là, nơi đây nguyên lai là tồn tại quá tu sĩ hạng người. Chính là sau lại vì cái gì nguyên nhân rời đi bị răng cưa vương bá chiếm động phủ, cũng có khả năng là giết chết nguyên chủ nhân bá chiếm nơi này. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần nơi này không ai là được, hắn mục tiêu chính là thu phục này đầu răng cưa điểu vương. Nghĩ đến đây sau Dương Nghị Vân phóng xuất ra toàn thân khí tràng, đi bước một hướng về răng cưa điểu vương đi đến, một bên mở miệng nói, nghiệt xúc tiểu gia vừa rồi là cố ý lưu ngươi một mạng, hiện tại thần phục, cho ngươi một cái đường đi. Nếu không lại lần nữa đánh, cũng có thể đem ngươi trần áp xuống dưới, đánh tới ngươi thần phục. Giống giống. Răng cưa điểu vương nghe Dương Nghị Vân nói chuyện, càng thêm bất an tới lên, không ngừng trước sau thối lui, toàn thân lập lòe dựng lên đạm lục sắc vầng sáng, nhìn qua muốn nhào lên tới nhưng lại không dám bộ dáng. Hừ. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, nâng lên một bàn tay, pháp tắc khí chàng hội tụ ở một tay thượng liền phải bạo lực trần áp qua đi. Giống. Giờ phút này răng cưa điểu vương lại là phát ra một tiếng than khóc, ngay sau đó lại là đối với Dương Nghị Vân uốn lượn cường hữu lực thả sắc bén một đôi đùi, chớp động một chút cánh cúi đầu quỳ xuống. Giống giống giống. Từng tiếng gào giống vang lên, có than khóc rất thấp trầm. Thần phục. Dương Nghị Vân nâng lên tay dừng lại, nở nụ cười, vung tay lên một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện, mệnh lệnh nói, mở ra miệng nuốt vào. Hắn biết này đầu răng cưa điểu vương tuy rằng sẽ không miệng phun nhân ngôn. Nhưng nếu là chỉ biết sinh linh liền nhất định có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Thần phục là thần phục, nhưng chung quy ở hắn xem ra là hồng hoang hung thú, không có sinh mệnh chi thủy khống chế hắn chung quy không yên tâm, huống hồ hắn là muốn thử xem sinh mệnh chi thủy hiện tại hiệu quả rốt cuộc thế nào. Càn khôn hồ sinh cơ lúc sau, sinh mệnh thủy số lượng tuy rằng vẫn là tam tích, nhưng ánh mắt lại là càng thêm thâm một ít. Nghĩ đến công hiệu sẽ càng cường. Chỉ là không biết đối hồng hoang hung thú có tác dụng hay không. Trước kia sinh mệnh chi thủy đối yêu tu là phi thường dùng được, hiện tại chính là không biết đối hồng hoang hung thú như thế nào.
Yêu tu cùng hồng hoang hung thú là có khác nhau. Yêu tu là trí tuệ sinh linh, mà hồng hoang hung thú còn lại là không có trí tuệ, hoặc là nói rất khó ra đời trí tuệ, nhiều nhất thời điểm là hung ác bản năng phản ứng, là động vật ý thức. Liên tính là có thể ra đời trí tuệ kia cũng là muôn vàn chi nhất, liên tỷ như nơi này có vô số răng cưa điểu tồn tại, nhưng lại chỉ có trước mắt này đầu răng cưa điểu vương ra đời tới trí tuệ khai linh trí, hơn nữa liên tính là mở ra linh trí hung thú cũng là không có hóa hình, thậm chí không có khả năng hóa hình. Đã lâu duy trì hung thú bản năng, sở không ủng hộ chính là, khả năng so với tầm thường hung thú hiểu được phun ra nuốt vào thiên địa chi lực tới tiến hóa tự thân. Đơn giản đối thoại không tồn tại, nhưng Dương Nghị Vân biết răng cưa điểu vương là có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện. Một giọt sinh mệnh chi thủy cấp răng cưa điểu vương cũng là một loại cơ duyên, càng là muốn nhìn một chút sinh mệnh chi thủy hiện tại hiệu quả. Giống, ở Dương Nghị Vân một giọt sinh mệnh chi thủy xuất hiện lúc sau, răng cưa điểu vương phản ứng làm hắn mắt sáng rực lên. Về sau thét dài lại là cướp đoạt giống nhau một ngụm nuốt vào sinh mệnh chi thủy. Dương Nghị Vân không cho rằng đây là hắn cưỡng bức kết quả, chỉ có thể là nói răng cưa điểu vương bản năng kết quả, nó khả năng biết này một giọt sinh mệnh chi thủy là thứ tốt. Có đôi khi động vật cảm giác thật là so nhân loại cường đại, có lẽ chính là răng cưa điểu vương bản năng cảm giác đến sinh mệnh chi thủy đối nó có chỗ lợi, bay nhanh một ngụm nuốt đi xuống. Giống 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 giống. Kết quả lại là răng cưa điểu vương từng tiếng thét dài không ngừng vang lên. Ở nuốt vào lúc sau, chỉ thấy răng cưa điểu vương toàn thân vầng sáng đại tác phẩm, trên đỉnh đầu một tòa màu xanh lục như vương miện giống nhau lông chim, càng là phát ra một tầng thâm màu xanh lục vòng sáng đem nó toàn thân bao vây lên. Khoảnh khắc liền nhìn không tới răng cưa điểu vương, hoàn toàn hóa thành một cái thâm màu xanh lục vầng sáng bao vây thật lớn chi kén. Dương Nghị Vân đối cảnh tượng như vậy rất quen thuộc, hắn biết đây là tiến hóa. Trong lòng cao hứng lên, hắn biết sinh mệnh chi thủy đối này đó hồng hoang hung thú là có hiệu quả, hơn nữa nhìn qua hiệu quả là phi thường không tồi. Hắn không nhúc nhích, cứ như vậy đứng ở răng cưa điểu vương bên người nhìn, trong tầm mắt răng cưa điểu vương thật lớn kén thượng có ẩn ẩn phù văn lưu chuyển dựng lên, bắt đầu rồi tiến hóa chi lộ. Nói chung là huyết mạch tiến hóa chi lộ, chung quy như thế nào lại là không biết. Đối này Dương Nghị Vân thực chờ mong răng cưa điểu vương tiến hóa chi lộ. Ở hắn cảm ứng chung, hắn cảm giác được thời gian này sẽ không liên tục lâu lắm. Quả nhiên không đến 10 phút thời điểm sau, răng cưa điểu vương trên người vầng sáng chói mắt bạo phát một chút, Dương Nghị Vân nhìn theo bản năng đôi mắt một bế. Xác thật là vào lúc này nghe được một tiếng thét dài, giống. Hiu, cư nhiên ẩn ẩn chung có phượng minh vài phần hương vị. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm giác nói quang mang chói mắt tan đi, hắn mở hai mắt nhìn lại. Lại là phát hiện kén khổng lồ tiêu tán không thấy. Mà trước mắt răng cưa điểu vương cũng phát hiện ngoại hình thượng biến hóa. Đầu tiên là hình thể cư nhiên rút nhỏ tới rồi 3 mét chiều dài, dương cánh mở ra 2 mét, một thân lông chim từ màu xanh nhạt tiến hóa tới rồi màu xanh lá đậm, mỗi một mảnh lông chim thượng nhìn qua càng thêm có khuynh hướng cảm xúc. Toàn thân có văn lạc lấp lánh sáng lên lưu chuyển không tiếc, trên đỉnh đầu vương miện biến thành xích hồng sắc, nhọn nhọn miệng càng thêm dài quá một chút. Càng thêm bén nhọn sắc bén, mở ra miệng rộng kêu to thời điểm từng hàng hàm răng như là gai ngược, có hàn ý cảm. Toàn thân tản mát ra hơi thở cư nhiên có tang thương dày nặng hồng hoang hơi thở. Dương Nghị Vân biết đây là thuộc về hồng hoang hung thú độc đáo lực lượng hơi thở, chân chính lại nói tiếp, hỗn loạn thiên vực nơi này hung thú không xem như chân chính hồng hoang hung thú, nhưng cũng tuyệt đối là hồng hoang hệ thống, là hậu duệ. Phát ra lực lượng hơi thở là hồng hoang hơi thở thực bình thường. Ngay sau đó răng cưa điểu vương cúi đầu ở Dương Nghị Vân trên người không ngừng cọ tới cọ đi biểu đạt thân thiết. Dương Nghị Vân cười cười nói, được rồi, cho ngươi một cái nhiệm vụ đi đem toàn bộ thiên trảm vực sâu dư lại sở hữu răng cưa điểu tất cả đều tập trung lên, mang lên trứng chim, ta cho các ngươi tìm một cái tân gia. Giống giống, răng cưa điểu vương trong miệng phát ra tê tê chi thân, liên tục gật đầu tỏ vẻ biết, ngay sau đó chớp động cánh chim trực tiếp hướng về ngoài động bay đi ra ngoài. Dương Nghị Vân biết toàn bộ thiên trảm vực sâu vô cùng rộng lớn, hắn nhất chiêu pháp tắc khí chàng là căn bản là không có khả năng tiêu diệt sở hữu răng cưa điểu, hiện tại thu phục răng cưa điểu vương, làm điểu vương đi thu nạp còn thừa răng cưa điểu, nhất thích hợp bất quá. Hơn nữa Dương mẫu nhân lời này tương đương là đem răng cưa điểu liền oa đoan rớt, đương nhiên không phải xử lý, mà là toàn bộ đem răng cưa điểu di chuyển đến càn khôn hồ không gian chung đi bồi dưỡng, cho hắn bồi dưỡng hung thú đại quân, lấy bị ngày nào đó chi dùng. Có răng cưa điểu vương hắn căn bản là không cần đi quản mặt khác răng cưa điểu,
chỉ cần khống chế tốt răng cưa điểu vương liền có thể. Hơn nữa dùng quá sinh mệnh chi thủy răng cưa điểu vương ở Dương Nghị Vân cảm giác chung, hắn chính là có tuyệt đối khống chế lực, một chút đều không cần lo lắng trung thành độ. Một ý niệm là có thể thao tác sinh tử, sinh mệnh chi thủy công hiệu quả nhiên so trước kia càng cường đại hơn. Này nói cách khác ngày sau hắn chế tạo hung thú đại quân kế hoạch, là hoàn toàn có khả năng. Nói thật, Dương Mỗ Nhân trong lòng vô cùng hưng phấn. Từ lĩnh ngộ pháp tắc khí tràng, hoặc là nói từ tu vi bước vào tiên quân cảnh giới lúc sau, hắn liền có một pháp thông vạn pháp toàn thông ý niệm tâm cảnh. Chân chính cảm giác chính mình mở ra cường giả chi lộ. Lần này nguyền rủa nơi hành trình, chính là thực tốt bắt đầu. Thu hồi có chút phập phồng kích động tâm tình sau, Dương Nghị Vân chuẩn bị rời đi, đã có thể ở hắn xoay người nháy mắt, xác thật khóe mắt đột nhiên nhìn đến, răng cưa điểu vương đãi quá giường đá tựa hồ có chút bất đồng. Giống như có một ít phù văn xuất hiện ở mặt trên. Ngay sau đó xoay người đi hướng giường đá trước. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm, dài chừng 9 mét, bề rộng chừng 3 mét trên giường đá có cái gì. Thật sự là phù văn hoặc là nói là thượng cổ phù văn, đây là nhân tộc cổ tu phù văn, lão nhân đã dạy hắn, hắn tự nhiên nhận được. Nhảy nhảy ở trên giường đá nhìn lại, Dương Nghị Vân cả người đều là chấn động. Này đó phù văn như là một tờ khắc họa ở văn bản bút ký. Rậm rạp ký lục rất nhiều tự phù, chia làm hai bộ phận, một khác bộ phận là một cái huyền ảo phức tạp đồ án. Bất quá Dương Nghị Vân theo đệ nhất hành nhìn lại là đầu tiên thấy được bốn cái chữ to. Kể trên, sinh tử phù kinh. Sinh tử phù kinh. Dương Nghị Vân nhẹ giọng niệm ra tới. Lần này làm hắn nghĩ tới quê nhà mỗ bộ thơ ấu xem qua điện ảnh. Khi còn nhỏ ký ức một chút hiện lên trong óc, khi còn nhỏ vì xem kia bộ điện ảnh trốn học còn bị nãi nãi ngoan tấu quá. Nhưng như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Thiên Sơn Đồng Mỗ độc môn tuyệt kỹ, sinh tử phù. Khống chế 72 lộ động chủ sinh tử vô thượng tuyệt học sinh tử phù, chẳng qua đó là một môn công pháp. Nhưng ở chỗ này tựa hồ là phù văn kinh pháp, đều không phải là công pháp. Dương Nghị Vân nhìn kỹ đi xuống, hắn đầu tiên là xem văn tự bộ phận. Một chút xem đi xuống, đầu tiên ghi lại đều không phải là phù chú phương pháp, mà là cá nhân tự thuật, càng như là lâm chung di ngôn. Hơn nữa nhìn đến đệ nhất hành thời điểm khiến cho Dương Nghị Vân trong lòng một đại chấn. Lại thấy kể trên, ngô nãi thượng cổ phong hào phù kinh tiên đế chắc bất phàm. Gần này một câu khiến cho Dương Nghị Vân cả người đại chấn. Không nghĩ tới cư nhiên này đây vì thượng cổ phong hào tiên đế lưu lại phù văn ghi lại. Là phong hào, vẫn là tiên đế, càng là thượng cổ phong hào tiên đế, được xưng phù kinh. Hiển nhiên đây là một vị tuyệt đối cường giả, chỉ là Dương Nghị Vân không rõ như thế nào lại ở chỗ này lưu tại này đó ghi lại. Phù kinh tiên đế xuất hiện ở chỗ này rốt cuộc là làm cái gì? Vì cái gì sẽ xuất hiện nguyền rủa nơi thiên trảm vực sâu chung, mà nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện răng cưa điểu? Đối Dương Nghị Vân tới nói đều là một điều bí ẩn, hắn tiếp tục nhìn đi xuống, đã có ghi lại, vậy có nguyên nhân, cũng không biết cái này phù kinh tiên đế còn ở đây không? Vài phút sau Dương Nghị Vân xem xong rồi tự thuật ghi lại. Dương Nghị Vân có chút hư than, hiện tại có thể xác định, phù kinh tiên đế đã không còn. Nơi này hẳn là chính là một tòa đại mộ, là phù kinh tiên đế cho chính mình chế tạo một tòa đại mộ, mà răng cưa điểu bực này hồng hoang sinh vật còn lại là phù kinh tiên đế từ bờ bên kia tiểu hồng hoang chỗ sâu trong mang ra tới một loại hung thú, chính là chuyên môn dùng để cho hắn thủ mộ hung thú. Tự thuật chung ghi lại, phong hào phù kinh tiên đế tiến vào tiểu hồng hoang chỗ sâu trong, vì chính là tìm kiếm đột phá tiên tôn phương pháp, nhưng ở tiểu hồng hoang chỗ sâu trong còn lại bị hồng hoang chỗ sâu trong nào đó cường đại sinh linh bị thương nặng. Một hồi đại chiến phù kinh tiên đế trọng thương, từ nhỏ hồng hoang chỗ sâu trong rốt cuộc ra tới rồi thiên trảm vực sâu, hắn biết chính mình đại nạn, lúc ấy mang ra tới hai đầu răng cưa điểu bảo hộ. Ở chỗ này cho chính mình kiến tạo một cái cuối cùng tọa hóa nơi, hơn nữa đem chính mình suốt đời sợ cần sinh tử phù kinh lưu tại trên giường đá, chờ đợi hậu bối có duyên người. Này nhất đẳng chính là một cái thời đại. Có lẽ phù kinh tiên đế chính mình cũng không biết. Lúc trước từ nhỏ hồng hoang chỗ sâu trong tùy tay chộp tới hai chỉ răng cưa điểu sức sinh sản kinh người, một cái thời đại qua đi, răng cưa điểu sinh sản ra vô số răng cưa điểu, cuối cùng trở thành thiên trảm vực sâu cái chắn chi nhất. Nếu không phải hắn lĩnh ngộ pháp tắc khí chàng cơ duyên dưới tiến vào tới rồi cái này huyệt động, đánh giá lại có một cái thời đại đều sẽ không có người phát hiện nơi này, sẽ không có người phát hiện phù kinh tiên đế lưu lại truyền thừa. Dương Nghị Vân cảm thấy hắn là may mắn.
cư nhiên có thể gặp được một vị phong hào tiên đế truyền thừa, thật sự khó lường. Xem xong rồi phù kinh tiên đế tự thuật, Dương Nghị Vân cũng rất là hư than, đầu tiên đối truyền thừa tinh thần có kính sợ, hoặc là nói vẫn luôn đều có, chỉ là lúc này càng thêm khắc sâu. Đường đường thượng cổ phong hào tiên đế, ở hấp hối hết sức, đầu tiên nghĩ đến chính là hắn bình sinh sở học truyền thừa vấn đề, đây là một loại phụng hiến, càng là một loại đối hậu bối chiếu cố. Càng là nhiều là đem chính mình một tiếng tuyệt học truyền thừa đi xuống, này cũng không phải là trước kia ở địa cầu quê quán nghe được cái gì cổ xưa tay nghề truyền nam bất truyền nữ, truyền nội bất truyền ngoại, nếu không phù hợp điều kiện, tình nguyện mang tiến phần mộ chung đi. Ở tu sĩ thời gian, kia hạng nhất không phải đại pháp đại thần thông, nhưng cuối cùng vẫn là hy vọng phát huy mạnh truyền thừa đi xuống, cũng không phải là mang tiến phần mộ. Đây là một loại đại lòng dạ, Dương Nghị Vân biết hẳn là tôn kính. Hắn một đường đi tới, sở học đụng tới các loại truyền thừa đều là như thế. Tu sĩ hạng người trí tuệ tự cổ chí kim đều là rộng lớn, đều là đáng giá làm người tôn kính. Tuy rằng không phải sư thừa truyền thừa, là cơ duyên truyền thừa, nhưng từ nào đó góc độ tới nói, cũng tương đương với là sư thừa quan hệ. Cho nên Dương Nghị Vân xem xong rồi phù kinh tiên đế lưu tại giường đá tự thuật sau, trước tiên từ là trên giường nhảy xuống, mặt giường đá quỳ xuống, trịnh trọng miệng trắng bệch, tiến hành rồi đại thăm viếng, thực chất thượng cũng đúng thầy trò chi lực, lấy an ủi phù kinh tiên đế trên trời có linh thiêng. Hơn nữa mở miệng nói, phù kinh tiên đế tại thượng, đệ tử Dương Nghị Vân, hôm nay đến tiền bối phù kinh phương pháp, chắc chắn dụng tâm tu luyện, không phụ tiền bối kỳ vọng, đem sinh tử phù kinh tu luyện đại thành, ngày nào đó cũng sẽ đem phù kinh chi đạo tiếp tục truyền thừa đi xuống phát dương quang đại. Đây là một phần đạo tâm, là vận mệnh chú định cơ duyên, là hắn cùng phù kinh tiên đế cách xa nhau một cái thời đại đối thoại. Càng là hứa hẹn. Đứng dậy sau, Dương Nghị Vân lại lần nữa bước lên giường đá, kế tiếp quan khán phù kinh bộ phận. Sinh tử phù kinh chia làm hai bộ tạo thành, một bộ phận là kinh văn, một khác bộ phận là ký hiệu đồ án, hai người chính là chú pháp cùng phù văn đồ án khắc họa tương kết hợp mà thành, mới có thể xưng là hoàn chỉnh sinh tử phù kinh. Sinh tử phù kinh, phân sinh cùng chết, hai loại hoàn toàn bất đồng công hiệu. Pháp chú cùng phù văn khắc họa ngưng tụ thành phù, hoàn toàn là pháp lực cùng nguyên thần lực lượng kết hợp, đây là phù chú tối cao chi đạo, cũng không phải là vật dẫn ở ngọc khối hoặc là gia thú thượng cái loại này. Phù kinh tiên đế truyền thừa đã là Dương Nghị Vân trước mắt tiếp xúc đến tối cao phù chú chi đạo, phi thường cao giai, là có thể tùy tâm cho nên phát huy ra tới cái loại này. Sinh vì thêm vào, lực lượng thượng thêm vào, cấp tự thân cho người khác thêm vào, là có thể y đạo thuộc tính thêm vào, phi thường khó được. Chết vì công kích, có thể muốn mệnh, có thể khống chế công kích, tuy rằng trước mắt Dương Nghị Vân còn không có tu luyện không nếm thử quá, nhưng tuyệt đối có thể tưởng tượng đến trong đó bất phàm. Sinh tử chi gian, toàn ở khống chế. Đương nhiên Dương Nghị Vân sau khi xem xong, mới phát hiện sinh tử phù kinh, đều không phải là chỉ là chính mình tưởng tượng đến cái loại này đơn thuần sinh tử lực lượng, có thể nói có thiên biến vạn hóa phù kinh diễn biến, liền xem chính hắn có thể tìm hiểu ra nhiều ít, có thể sáng tạo ra nhiều ít. Dương Nghị Vân cẩn thận đem này đó pháp chú ghi tạc trong lòng, đem phù văn khắc họa ở trong đầu. Quen thuộc nhớ kỹ lúc sau, hắn đôi tay kết ấn nếm thử một chút chết phù. Đôi tay kết ấn, trong óc khắc họa phù văn đột nhiên, trong lòng mặc niệm, sinh tử chi phù, chú pháp thiên địa, chết phù dựng lên. Ong! Niệm động chi gian, Dương Nghị Vân trước người hiện ra một cái kim sắc phù văn, hiện ra thái cực đồ án, có huyền ảo khắc văn hiện ra lưu chuyển, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo. Rất là thần kỳ. Dương Nghị Vân khóe miệng một chút, đôi tay tan đi. Hắn kết thành đạo thứ nhất phù kinh, trên thực tế đây là nhất cơ sở. Sinh tử hai loại phù đều là có thể kết thành, chẳng qua giờ phút này không có xác minh đối tượng hắn chỉ có thể tan đi. Thực hao phí pháp lực cùng nguyên thần chi lực. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân xoay người rời đi. Chuyến này hắn cảm giác với hắn mà nói, quả thực chính là một lần đại bay vọt thay đổi, vốn dĩ cho rằng tiến đến nguyền rủa nơi một hồi vô cùng gian nan hành trình, càng là như phương đông hạo ông trời tử lời nói ra tới tránh né một ít bị vu tôn thế lực treo giải thưởng quấy dày. Rốt cuộc hắn chỉ là tiên quân tu vi. Không nghĩ tới hắn liên tiếp ở tăng lên thực lực, pháp tắc khí chàng lĩnh ngộ ra tới, hiện tại lại được đến một vị thượng cổ phong hào tiên đế truyền thừa, thật sự là khí vận thêm thân khai quải. Một đường tiêu thăng dựng lên. Dương Nghị Vân không có nhìn đến phù kinh tiên đế thi cốt, hắn biết nếu là thượng cổ thời đại phong hào tiên đế, tất nhiên là sẽ không hủ bại tồn tại, không thấy được không đại biểu không có.
thật lớn giường đá nhìn ra được tới là có vấn đề, phỏng đoán phù kinh tiên đế thi cốt hẳn là liền chôn ở giường đá phía dưới, nhưng hắn không chuẩn bị đi quấy nhiễu. Theo lý thuyết đều sẽ tiên khí từ từ vật bồi táng tồn tại, chính là đối với một vị đi về cõi tiên cường giả, động lòng người ra thi cốt đó là không nên, huống chi hắn còn được đến sinh tử phù kinh truyền thừa. Liền tính là có thần khí chôn cùng hắn cũng sẽ không đi động. Không chỉ như vậy, Dương Nghị Vân còn chuẩn bị đem nơi này bảo vệ lại tới, bằng không người đi quấy rầy. Đi ra ngoài sau, vung tay lên trực tiếp phong huyệt động, khom người thăm viếng tam bái, Dương Nghị Vân lúc này mới lên tiếng thét dài. Ngay sau đó răng cưa điểu thực mau đáp lại hắn. Nơi xa vực sâu mênh mông một tảng lớn răng cưa chim bay tới, chỉ số không rõ, dẫn đầu đúng là răng cưa điểu vạn. Hung thú đại quân có. Dương Mỗ Nhân cười cười tự nói. Chờ răng cưa điểu vương tới rồi bên người sau, Dương Nghị Vân cấp điểu vương hạ lệnh, làm hắn truyền lệnh đi xuống đều không cần phản kháng, chuẩn bị toàn bộ thu vào càn khôn hồ đi. Giống. Răng cưa điểu vương thét dài một tiếng. Ước chừng có 10 vạn tả hữu răng cưa điểu toàn bộ an tĩnh xuống dưới, một đám trong lòng ngực ôm từng người trứng chim. Dương Mỗ Nhân bàn tay vung lên, 10 vạn tả hữu răng cưa điểu toàn bộ bị buộc chặt càn khôn hồ không gian chung. Cấp răng cưa điểu vương hạ lệnh, làm răng cưa điểu đàn đóng quân ở càn khôn hồ không gian một chỗ trong sơn cốc, đến tận đây kết thúc. Cấp rời đi đi tìm phương đông người sát bọn họ, tính tính thời gian có 3 cái nhiều canh giờ, bất quá cũng không tính lâu lắm. Nghĩ đến lúc này, phương đông người sắt cùng Lạc Dương bọn họ mấy cái đã đến vực sâu cái đáy, lại không đi, bọn họ sẽ chờ cấp. Trước khi đi thời điểm Dương Nghị Vân đem răng cưa điểu vương cấp triệu hoán ra tới, có cái tọa kỵ ở chỗ này sẽ phương tiện rất nhiều. Có thể trực tiếp bay vào thiên trảm vực sâu phía dưới đi. Tuy rằng có cơn lốc nhưng Dương Nghị Vân phát hiện răng cưa điểu đối vực sâu phía dưới truyền đến cơn lốc hoàn toàn miễn dịch. Giống giống, ngồi ở răng cưa điểu vương phía sau lưng. Dương Nghị Vân hạ một đạo mệnh lệnh, răng cưa điểu vương gào giống một tiếng, trực tiếp hướng về vực sâu mà xuống. Một đường phi hành đi xuống, Dương Nghị Vân phát hiện một cái thú vị hiện tượng, đó chính là răng cưa điểu vương phi hành quỹ đạo căn bản là không có cơn lốc, hoặc là nói là trước tiên biết trước giống nhau tránh đi cơn lốc. Như vậy vừa thấy, đều không phải là răng cưa điểu đối cơn lốc miễn dịch, mà là có trước tiên biết trước năng lực. Mỗi một lần phi hành mà đi quy củ thượng, Dương Nghị Vân đều có thể rõ ràng cảm nhận được, răng cưa điểu vương đô là gần tránh thoát cơn lốc. Ngẫm lại kỳ thật cũng bình thường, răng cưa điểu ở thiên trảm vực sâu sinh sống một cái thời đại lâu, ở thời gian sông dài chung, tự nhiên có thể hiểu biết cơn lốc, do đó tránh đi. Dù sao đối Dương Nghị Vân tới nói, có thể né tránh chính là chuyện tốt. Hắn có thể trực tiếp bay vọt đến vực sâu cái đáy, cùng phương đông người sát bọn họ hội hợp. Không đến 10 phút thời gian răng cưa điểu vương một tiếng thét dài dừng lại. Quả nhiên đến vực sâu cái đáy. Vân tử. Phương đông người sắt thanh âm từ nơi xa truyền đến. Dương Nghị Vân nhìn lại, lại thấy phương đông người sắt cùng Lạc Dương 4 người từ một chỗ sơn thể sau lưng đi ra. Vực sâu nông nỗi lẽ ra hẳn là càng thêm hắc ám mới đúng, nhưng lại đều không phải là như thế. Dương Nghị Vân có thể rõ ràng nhìn đến phương đông người sắt mấy cái đi tới. Thậm chí có thể nhìn đến bọn họ trên mặt kinh ngạc biểu tình. Đây là bởi vì thiên trảm vực sâu dưới có độc đáo sơn thể cùng thảm thực vật đều ẩn ẩn ở sáng lên, chiếu sáng toàn bộ vực sâu cái đáy. Hơn nữa nơi này không có cơn lốc tồn tại, cơn lốc sinh ra ở cách mặt đất 100 mét lúc sau địa phương liền hoàn toàn biến mất, là độc đáo tự nhiên hiện tượng. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nơi này hoàn cảnh đặc thù, mới có vực sâu cái này sự vật bất đồng. Núi đá cỏ cây đều tản ra vầng sáng. Giờ phút này đối với phương đông người sắt cùng Lạc Dương mấy người tới nói thực kinh ngạc là bởi vì bọn họ nhìn đến Dương Mỗ Nhân cư nhiên thừa cưỡi ở một đầu răng cưa điểu trên lưng, hơn nữa cảm giác chung này chỉ răng cưa điểu cùng tầm thường răng cưa điểu bất đồng, rất cường đại. Mấy người đều mang lên vấn an nhìn Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân ha ha cười, từ răng cưa điểu vương trên lưng nhảy xuống nói, này một đầu là răng cưa điểu vương, cơ duyên xảo hợp dưới ta thu phục răng cưa điểu, đại gia đừng lo lắng. Ách phương đông người sắt nhìn Dương Nghị Vân tưởng nói chuyện, lại là không biết nên nói chút cái gì, nghẹn nửa ngày cuối cùng phun ra hai chữ, biến thái. Dương Nghị Vân cũng không có làm nhiều giải thích, chuyện này không hảo giải thích, một giải thích liền phải đem thượng cổ phù kinh tiên đế chuyện này nói ra, hắn không phải không tín nhiệm phương đông người sắt bọn họ mấy cái, mà là không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái. Cũng không cần thiết nói thêm cái gì, có đôi khi loại sự tình này nói nhiều ngược lại không đẹp.
Phương Đông người sát mấy cái cũng không có truy vấn Dương Nghị Vân ý tứ. Chỉ là kế tiếp Dương Nghị Vân vung tay lên thả ra bốn đầu bình thường răng cưa điều cấp bốn người đương tọa kỵ, dù sao còn có rất dài lộ phải đi, vẫn luôn phải đi đến cuối đi mới có thể đến nguyền rủa nơi, thời gian này có chút trường, cho nên Dương Nghị Vân thả ra bốn đầu răng cưa điều cấp Lạc Dương, Phương Đông người sát, Tuyết Hương cùng Cảnh Sán đương tọa kỵ. Mặt khác nơi này mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là mặt khác đều tương đối hung hiểm, có thể có răng cưa điều đương tọa kỵ, có thể bớt việc không ít, thời khắc mấu chốt còn có thể ngăn cản ứng đối một chút đột phát sự kiện, đẹp cả đôi đàng. Đến nỗi răng cưa điều hung tính điểm này hiện tại không tồn tại, có răng cưa điều vương ở, đừng nói bốn đầu bình thường răng cưa điều, chính là 400 vạn đầu răng cưa điều cũng đến ngoan ngoãn thần phục, biến thành cừu con. Bất quá đối phương Đông người sắt bốn người tới nói đây chính là chuyện tốt. Qua ha ha, Vân Tử có răng cưa điều thay đi bộ, chúng ta phỏng chừng không dùng được mấy ngày thời gian là có thể đến nguyền rủa nơi, quá sung sướng, tiểu tử ngươi có thể a, à, bất quá, này bẹp mau xúc sinh nhìn thực hung hãn, an toàn không? Phương Đông người sắt đôi mắt sáng lên hỏi, liền chờ Dương Nghị Vân một câu thừa cưỡi lên đi. Lạc Dương cùng Tuyết Hương, Cảnh Sán ba người cũng nhìn về phía Dương Nghị Vân. Dù sao cũng là hung thú, chưa từng có nghe nói ở tiên giới ai có thể thuần phục hồng hoang hung thú. Dương Nghị Vân tự nhiên biết Phương Đông người sắt lo lắng, đối với răng cưa điểu hạ lệnh nói, làm cho bọn họ quỳ xuống. Giống giống, răng cưa điểu vương lập tức đối với bốn đầu bình thường răng cưa điểu gầm rú hai tiếng. Ngay sau đó bốn đầu răng cưa điểu đang run rẩy chung động tác nhất trí hai điều thô tráng hữu lực đùi uốn lượn quỳ gối trên mặt đất. Hơn nữa đối với Phương Đông người sắt bốn người phát ra lấy lòng tiếng kêu. Ha ha thần, ta trước thử xem đi. Phương Đông người sắt cao hứng một kêu, nhảy dựng lên ngồi ở một đầu răng cưa điểu to rộng trên lưng. Mà răng cưa điểu không có lộ ra bất luận cái gì mâu thuẫn. Cái này mọi người đều yên tâm, Lạc Dương, Tuyết Hương cùng Cảnh Sán tam nữ sôi nổi thừa kỵ. Dương mẫu nhân thừa cưỡi ở răng cưa điểu vương trên lưng bàn tay vung lên, xuất phát. Một hàng bốn người thừa kỵ răng cưa chim bay nhảy dựng lên, hướng về thiên trảm vực sâu phương Tây mà đi. Dựa theo Phương Đông người sắt hiểu biết hướng Tây đi đến cuối, chính là nguyền rủa nơi, hướng Đông đi đến cuối chính là tiểu hồng hoang chỗ sâu trong. Bọn họ mục tiêu tự nhiên nguyền rủa nơi, đến nỗi tiểu hồng hoang chỗ sâu trong, Dương Nghị Vân nhưng không tính toán đi mạo hiểm. Ngẫm lại một vị thượng cổ phong hào tiên đế đi vào đều bị tiểu hồng hoang chỗ sâu trong cường đại sinh linh đánh bại trọng thương, ra tới sau ngã xuống. Bọn họ mấy cái thực lực có thể so không được thượng cổ phong hào tiên đế, vẫn là ngoan ngoãn đi nguyền rủa nơi lang bạt đi. Liên tính là nguyền rủa nơi cũng là so sánh với tiểu hồng hoang tương đối an toàn, nhưng ai có làm bảo đảm nguyền rủa nơi không có cường đại tồn tại? Tất nhiên là có, đối bọn họ năm cái tới nói, đi trước nguyền rủa nơi chính là không biết nơi. Chính là có đại nguy hiểm địa phương, cũng là một lần đại mạo hiểm. Dọc theo đường đi Dương Nghị Vân thừa kỵ răng cưa điểu vương bay vọt ở phía trước, vẫn luôn đều bảo trì giả cảnh giác, hắn hướng về phía trước công kích Phương Đông người sắt người có thể hay không ở ra tay. Tất nhiên sẽ đi. Trong lòng cũng nén giận, chờ đối phương lại nhảy ra, đáng tiếc một đường chạy như bay mà đi, có lẽ là bởi vì răng cưa điểu vương tồn tại nguyên nhân, trên cơ bản không có ở đụng tới cái gì trở ngại. Nhưng mà 10 ngày lúc sau, bọn họ trong tầm mắt thấy được thực rõ ràng không phải vực sâu chung ánh sáng ánh sáng. Mau đến cuối Phương Đông người sắt đột nhiên nói. Dương Nghị Vân cũng nhìn đến ánh sáng càng ngày càng cường liệt, ở vực sâu chuyến về đi, hai sườn huyền nhai vách đá tuy rằng độ rộng đạt tới gần ngàn mét, nhưng lại như cũ tối tăm, dù sao cũng là ngầm vạn mét. Mà tới rồi cuối sẽ là một bên khác thiên địa, nơi này là hồng hoang di lưu một bộ phận, lại là không giống người thường. Hắn cũng chờ mong cuối lúc sau nguyền rủa nơi rốt cuộc là cái gì quang cảnh. Thực lực tăng lên làm hắn trong lòng càng ngày càng có tự tin. Cường giả chi lộ là một cái bụi gai chi lộ, nhưng cũng là một cái tràn ngập khiêu chiến lộ. Nam nhân trong xương cốt đều là có mạo hiểm tế bào cùng khiêu chiến tế bào, đối này Dương Nghị Vân ẩn ẩn có vài phần chờ mong cùng hưng phấn. Răng cưa điểu vương phi hành tốc độ nhưng chút nào không chậm, hơn nữa hắn có cảm giác nếu không phải sợ mặt sau bốn đầu bình thường răng cưa điểu theo không kịp. Răng cưa điểu vương phi hành tốc độ còn có thể đề cao ít nhất một gấp hai. Ngồi ở răng cưa điểu vương trên lưng, Dương Nghị Vân cảm giác giống như là một đạo tia chớp ở cắt qua phía chân trời giống nhau, tốc độ đích xác không chậm. Tiểu hồng hoang ra tới hung thú ở nào đó phương diện đích xác có chút đặc thù. Hắn càn khôn hồ không gian hiện tại nhưng dưỡng 10 vạn có sẵn răng cưa điểu đại quân, càng có mấy chục vạn răng cưa trứng chim tồn tại,
tin tưởng chờ này đó răng cưa trứng chim phu hóa ra tới, lại sinh sản một ít thời gian, tương lai hắn hung thú phi hành đại quân quy mô sẽ là trăm vạn ngàn vạn cấp bậc. Thời điểm chiến đấu vung tay lên thả ra trăm vạn ngàn vạn răng cưa điểu hung thú đại quân, một đầu đầu đều tràn ngập hung hãn hung tính, bất kể phí tổn chém giết dưới, cho dù là tiên đế cũng muốn run rẩy một chút đi. Nghĩ đến này hình ảnh Dương Nghị Vân trong lòng liền kích động. Trước phản ánh sáng càng ngày càng cường liệt, vài phút bọn họ rốt cuộc thấy rõ ràng là cái gì hoàn cảnh. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, cũng không phải trực tiếp xuất hiện ở một bên khác thiên địa chung, mà là xuất hiện một đạo thật lớn vô cùng quầng sáng. Trường khoan đều ở cây số thật lớn bộ dáng, như là một đạo thủy mạc điện ảnh đổi chiều ở chúng ta trong tầm mắt. Hai sườn là huyền nhai vách đá, phía dưới là đại địa, phía trên cây số ở ngoài đồng dạng là sơn thể liền ở cùng nhau. Giống như là một cái môn hộ. Dương Nghị Vân biết xuyên qua này nói thật lớn màu trắng quầng sáng có lẽ chính là chân chính tiến vào nguyền rủa nơi. Quả nhiên lúc này phương đông người sắt mở miệng nói, đây là tiến vào nguyền rủa nơi môn hộ, chúng ta yêu cầu xuyên qua qua đi, đây là một đạo thiên địa tự nhiên hình thành cái chắn, có dày nặng áp lực tồn tại, đứng vững áp lực là có thể đi vào, ta nghe ra ra nói qua, trừ cái này ra cũng không mặt khác nguy hiểm. Hảo, chúng ta qua đi, mọi người đều cẩn thận một chút. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói chuyện, thúc giục răng cưa điểu vương tiến lên. Ngay sau đó răng cưa điểu vương ra tốc, có lẽ là cảm nhận được cái chắn có điều bất đồng, nó toàn thân tản mát ra màu xanh lá vầng sáng. Oanh! Trong giây lát răng cưa điểu vương một đầu chát khẩn màu trắng trên quầng sáng. Mà ở giờ khắc này Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được có áp lực cực lớn từ tứ phía tám pháp hội tụ mà đến, hắn trên người như là áp thượng một tòa núi lớn giống nhau. Dưới thân thừa kỵ răng cưa điểu vương cũng ở ngay lúc này một chút đi xuống chìm, hiển nhiên cũng là đã chịu cái chắn trọng lực quấy nhiễu, cũng may răng cưa điểu vương trung quy là vương, cũng chính là trầm xuống mấy thước lúc sau, ổn định thân hình, ra sức về phía trước mà hướng. Dương Nghị Vân vận chuyển càn khôn tạo hóa công sau, tức khắc trên người trọng áp một chút giảm bớt, ở hắn thừa nhận trong phạm vi, cũng không xem như quá cường đại. Trong lòng dự toán hạ, nơi này xuất hiện trọng lực. Có lẽ chỉ cần cảnh sán muốn cố hết sức một chút, bất quá hẳn là cũng không khó thông qua. Lại nói tiếp chỉ là một đạo cái chắn mà thôi, xuyên qua thời điểm khó khăn, nhưng cũng sẽ không liên tục thời gian rất lâu. Dưới thân răng cưa điểu vương một chút mạnh mẽ. Ước chừng 5 phút sau, bốn phía trọng lực bỗng nhiên tiêu tán. Ngay sau đó Dương Nghị Vân cảm giác tầm mắt sáng ngời, lòng dạ đều vì này rộng mở thông suốt. Từ màu trắng chói mắt cái chắn trung xuyên qua lại đây. Không đợi hắn thích ứng một chút bên kia hoàn cảnh hết sức, hoặc là nói vẫn là hắn cùng răng cưa điểu vương mới vừa ngoi đầu hết sức, một đạo tiếng xé gió liền truyền vào trong tai. Cái này làm cho Dương Nghị Vân sắc mặt biến đổi. Giờ phút này hiển nhiên là bị người đánh lén, hơn nữa thời gian đối phương khống chế thực hảo, vừa vặn tạp ở có bọn họ xuyên qua lại đây điểm mấu chốt thượng. Toàn thân trọng lực dư uy chưa tán, thân thể đều yêu cầu một cái thích ứng thời điểm, bị đánh lén. Oanh! Phốc! Một tiếng nổ vang vang lên, Dương Nghị Vân lại là thân như búa tạ, trước ngực một trận đau đớn, cả người từ răng cưa điểu vương sau lưng rơi xuống đi xuống, miệng phun máu. Thảo! Mắng một tiếng, Dương Nghị Vân ổn định tin tức thân thể, mấy chục mét độ cao, kỳ thật căn bản xem chưa kịp ổn định, hắn một chút liền dừng ở đại địa thượng. Minh một tiếng toàn thân xương cốt đều cảm giác tan thành từng mảnh, qua một chút lại phun ra một búng máu dịch tới. Giống! Răng cưa điểu một tiếng thét dài vang lên. Dương Nghị Vân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy nhìn lại thấy răng cưa điểu nhằm phía một chỗ sơn thể mà đi, hiển nhiên là phát hiện người đánh lén. Dương Nghị Vân tuy bị thương, nhưng cũng may hắn thân thể cường hãn, hơn nữa phía trước đánh lén chính mình một kích có răng cưa điểu vương toàn thân phát ra thanh quang ngăn cản một ít, xem như ở thừa nhận trong phạm vi. Cũng không có thương cập yếu hại. Cắn răng Dương Nghị Vân một dậm chân một phi dựng lên. Trong lòng vừa động pháp tắc khí chàng phóng xuất ra tới, đôi tay căng ra hội tụ pháp lực ngưng tụ thiên địa chi lực, chắn cái chắn trước, hắn giờ phút này phải cho phương đông người sắt cùng Lạc Dương bọn họ xuyên qua cái chắn mà hộ giá, cũng không thể làm cho bọn họ mấy cái ở bị thương. Đồng thời trước tiên Dương Nghị Vân nhìn về phía răng cưa điểu xong qua đi địa phương, đôi mắt nheo lại, tràn ngập sát ý, vương bát đản cư nhiên bị trộm trước sau hai lần, lần này nhất định phải tìm được địch nhân bầm thây vạn đoạn không thể. Giống. Ầm vang. Nơi xa trăm mét ở ngoài sơn thể bị răng cưa điểu vương trong miệng thốt ra một đạo thanh quang tạc hủy. Mà tại hạ một khắc một bóng người bay vọt dựng lên, tới rồi trăm mét trên không.
Dương Nghị Vân trong tầm mắt là một người toàn thân bạch y chiến giáp trang điểm người, hơi thở thượng cảm giác cư nhiên là tiên vương hậu kỳ cao thủ. Nghĩ đến chính là phía trước đồ vật phương đông người sắt người nọ. Sốt cuộc hiện thân. Dương Nghị Vân đôi tay pháp tắc khí chàng hội tụ, tùy thời chuẩn bị ra tay, hiện tại hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút răng cưa điểu vương đối thượng một cái tiên vương hậu kỳ thiên nhân thực lực như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiên vương hậu kỳ cái này cấp bậc tiên nhân Dương Nghị Vân không phải không tiếp xúc quá, thậm chí chém giết quá, nhưng là người này xuất hiện lúc sau, hắn lại là cảm giác có chút bất đồng, cùng bị tiên vương bất đồng, không thể nói tới cảm giác, có chút quỷ dị. Vừa lúc làm răng cưa điểu vương đi thử đối phương thủ đoạn, hắn trước bảo vệ cho cái chắn nơi này, bảo đảm phương đông người sắt cùng Lạc Dương bốn người thuận lợi xuyên qua cái chắn. Đến nỗi nhìn đến cái này tiên vương địch nhân, hắn trong lòng đã làm tốt phải giết quyết tâm. Hai khẩu máu không thể bạch phun. Người muội cư nhiên đánh lén tiểu gia, này bút chướng xem tiểu gia như thế nào cùng ngươi tính. Hắn trong lòng nghĩ, cũng đôi mắt nhìn, ai biết người này còn có hay không đồng lõa. Bất quá lúc này răng cưa điểu vương nhìn chằm chằm người này, Dương Nghị Vân nhưng thật ra không lo lắng, liền tính là giờ phút này tái xuất hiện cái gì đồng lõa, hắn đôi tay thượng pháp tắc khí chàng ngưng tụ, đã làm tốt chuẩn bị, ra tới là có thể phiên tay chân áp đi xuống. Giờ phút này phương đông người sắt cùng Lạc Dương lần lượt ra tới. Mà răng cưa điểu vương đối bạch y chiến giáp người công kích mãnh liệt phát động dựng lên. Giống. Răng cưa điểu vương chính là này tiểu hồng hoang đi ra hung thú hậu duệ, càng là răng cưa điểu trung vương giả, hơn nữa Dương Nghị Vân một giọt sinh mệnh chi thủy, làm huyết mạch phản tổ một bước, càng thêm hung hãn, tuy rằng hung thú thoạt nhìn không có tu luyện cảnh giới chi phân, nhưng cũng là có bản năng thiên phú cùng hung hãn tồn tại. Phát động công kích lúc sau, lại cũng không thể khinh thường, ở Dương Nghị Vân xem ra răng cưa điểu vương công kích tuyệt đối có tiên vương cấp bậc thực lực, thậm chí còn hung tính bùng nổ lúc sau sẽ càng cường đại hơn. Giờ phút này đối với bạch y chiến giáp người phát động công kích, răng cưa điểu vương hoàn toàn vô cùng hung hãn giữ dằn khí thế, toàn thân lục quang đại tác phẩm, từng mảnh như là lá cây giống nhau lông chim nhìn qua giống như thực chất hóa giống nhau, rất có khuynh hướng cảm xúc. Bụng hạ một đôi điểu chân thô tráng cùng thành nhân đùi giống nhau. Móng vuốt triển xem như quạt hương bổ giống nhau đại, có tam chỉ, mỗi một cây đều có trẻ con thủ đoạn giống nhau thô, mặt trên che kín màu xanh lá lân giáp. Nhọn nhọn móng tay dài chừng nửa thước, nhìn đều phát ra lại có hàn quang, cho người ta một loại một chảo đi xuống có thể chảo phá hết thảy sắc bén, thực sự không thể coi thường. Lại nói răng cưa điểu vương dài chừng gần nửa mễ nhọn nhọn miệng, mở ra gầm rú hết sức, trên dưới hai bài gai ngược giống nhau hàm răng, nhìn qua càng thêm hung hãn. Đỉnh đầu một bó vương miện giống nhau lông tóc ẩn ẩn có văn lạc ở lưu chuyển, hẳn là nó thiên phú một loại. Đối mặt bạch y chiến giáp địch nhân, răng cưa điểu vương trực tiếp chính diện gào giống mà đi, triển xem lợi chảo muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Giây lát chi gian cùng bạch y chiến giáp địch nhân chém giết ở cùng nhau. Mà bạch y chiến giáp địch nhân nhìn qua lại cũng không phải cái thiện tra, chung quy là tiên vương hậu kỳ tu vi thực lực, hơn nữa bản thân ở Dương Nghị Vân cảm giác trung hòa tầm thường tiên vương có điều bất đồng. Đến nỗi địa phương nào bất đồng, Dương Nghị Vân không thể nói tới, nhưng ở tiếp được hắn cùng răng cưa điểu vương trong chiến đấu rốt cuộc thể hiện ra tới. Chỉ thấy ở răng cưa điểu vương công kích mà đi thời điểm, bạch y chiến giáp địch nhân hừ lạnh một tiếng, lại là toàn thân ngân bạch chiến giáp thượng lập lòe dựng lên phù văn. Này hiển nhiên là một loại thêm vào, lực lượng thượng thêm vào, còn có hay không mặt khác liền không được biết rồi. Trong tay ngân quang chợt lóe lại là xuất hiện một đôi tiểu đoản kiếm. Chỉ có một thước trường một chút mà thôi, nhìn càng như là một đôi chủy thủ. Dương Nghị Vân nhìn người nọ trong tay đoản kiếm xuất hiện, trong đầu trước tiên toát ra tới ý niệm đó là, thích khách hai chữ. Đương nhiên này chỉ là chính hắn suy đoán. Như không đủ giả dạng cùng thủ đoạn đích xác có chút thích khách hương vị. Giây lát hết sức cùng răng cưa điểu vương chiến đấu ở cùng nhau. Răng cưa điểu vương nhọn nhọn thật dài sắc bén miệng đối với người này mổ qua đi. Mà người nọ lại là trực tiếp huy động trong tay đoản kiếm. Ầm vang. Một tiếng thanh triệt thanh lúc sau, Dương Nghị Vân đồng tử một trận co rút lại. Lại là không nghĩ tới bạch y chiến giáp người huy động trong tay đoản kiếm cùng răng cưa điểu vương trực tiếp chống chọi một kích, mà răng cưa điểu vương bay ngược đi ra ngoài. Một màn này Dương Nghị Vân nhìn đến rõ ràng, hắn đều nhìn đến răng cưa điểu vương mỏ nhọn thượng có hỏa tinh tử toát ra. Dương Nghị Vân đối răng cưa điểu vương mỏ nhọn chính là thí nghiệm quá. Đó là có thể so với thượng phẩm tiên khí độ cứng, lại là không nghĩ tới bị bạch y chiến giáp người một kích bay ngược đi ra ngoài,
lần này liền suy đoán ra tới, người này trên người chiến giáp đích xác có thêm vào công hiệu, hơn nữa tự thân tu vi cũng cường hãn, trong tay đoản kiếm ít nhất cũng là thượng phẩm tiên khí cấp bậc. Răng cưa điểu vương này một kích ăn mệt, hung tính bạo phát, phát ra một tiếng thét dài, giống. Ngay sau đó như mũi tên nhọn giống nhau vọt qua đi, không có chút nào tạm dừng. Tuy rằng nhìn qua răng cưa điểu vương ăn một mệt, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng bao lớn, ngược lại càng thêm hung mãnh, kích phát rồi hùng tính. Trong nháy mắt liền cùng bạch y chiến giáp người chiến đấu ở một khối, lần này răng cưa điểu vương hung hãn bùng nổ, mỏ nhọn lợi chảo đồng thời đều xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn lại thấy gắt gao quấn lên bạch y chiến giáp người, liền tính là tưởng thoát thân cũng thoát không được. Mà phía sau phương đông người sắt, Lạc Dương, Cảnh Sán cùng Tuyết Hương bốn người rốt cuộc hoàn toàn từ cái chắn trung tiến vào. Phương đông người sắt từ răng cưa điểu trên lưng xuống dưới, bay đến Dương Nghị Vân bên người nhìn bạch y chiến giáp người, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, Vân tử hình như là độc cô da bạc trắng sát thủ. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động hỏi, nói, sao lại thế này? Phương đông người sắt hít sâu một hơi sắc mặt ngưng trọng nói, ở hỗn loạn tiên thành tứ đại gia tộc chung, độc cô gia chính là một sát thủ gia tộc, điểm này người bình thường không biết, nhưng chúng ta mấy đại gia tộc lại là rõ ràng. Độc cô gia sát thủ cấp bậc nghiêm ngặt, có, đồng thau, sắt thép, bạc trắng, kim tinh bốn cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc sát thủ thực lực tu vi đều bất đồng, càng là hướng lên trên tu vi càng cao, thủ đoạn càng là quỷ dị. Thấp nhất đồng thau cấp bậc sát thủ tu vi là hỗn nguyên nói tiên tạo thành, sắt thép cấp bậc tiên quân tạo thành, bạc trắng sát thủ còn lại là tiên vương cấp bậc, kim tinh cấp bậc là tiên đế trình tự. Nói như vậy, độc cô gia sát thủ hoạt động nhiều nhất chính là đồng thau cùng sắt thép cấp bậc sát thủ. Bạch ngân cấp bậc sát thủ rất ít ra nhiệm vụ, theo ta được biết vạn năm gần nhất, bạch ngân cấp bậc sát thủ tổng cộng ra quá 3 lần nhiệm vụ. Lần đầu tiên là đi chém giết một người ngoại giới tiến vào tiên đế, thành công, lần thứ 2 đi giết ma đầu, lần thứ 3 là đi sát hồng hoang hung thú, mỗi một lần đều không có thất thủ, hoàn mỹ thành công. Bởi vậy độc cô gia bạc trắng sát thủ rất có uy danh, nghe đồn độc cô gia bạc trắng sát thủ tổng cộng mới 7 người, nhưng là mang đội người ngươi khả năng không thể tưởng được là ai. Dương Nghị Vân nhíu mày nói, đừng úp úp mở mở nhanh lên nói. Phương đông người sắt hít sâu một hơi nói, thống lĩnh độc cô gia bạc trắng sát thủ người, không phải người khác, đúng là độc cô gia vị nào phong hào tiên quân, cửu kiếm tiên quân. Một vị phong hào tiên quân thống lĩnh tiên vương cấp bậc sát thủ, dễ bảo, những người này một đám đều là biến thái, đều không thể lẽ thường suy đoán mà xem. Trong lời đồn độc cô gia sát thủ bồi dưỡng đều là thây sơn biển máu nuôi nấng mà thành. 3 tuổi đã bị an bài ám sát huấn luyện, 10 tuổi để vào thế tục thế giới chiến trường chém giết, thành niên phía trước cần thiết một mình đi lang bạt 3 cái chợt lóe bí cảnh hiểm địa, mới có thể trở thành sát thủ, tóm lại thực biến thái. Còn có kim tinh cấp bậc tiên đế sát thủ, lại là cái mê, ai cũng không biết có bao nhiêu người, là ai từ từ, tựa hồ còn không có xuất thủ qua. Bạc trắng chiến giáp bạc trắng mặt nạ bảo hộ chính là bọn họ tiêu chí, hiện tại xem ra. Độc cô gia vị nào phong hào tiên quân cũng đi tới nguyền rủa nơi, ha ha, người khiêu chiến một vị phong hào tiên quân cơ hội tới, thế nào không có tin tưởng. Phương đông người sắt nói cuối cùng lại là trêu ghẹo nổi lên Dương Nghị Vân. Dương Nghị Vân phiên trợn trắng mắt nói, người ý tứ độc cô gia bạc trắng sát thủ xuất động chính là toàn thể. Là như thế này, phương đông người sắt gật gật đầu. Nói như thế tới, những người khác khả năng cũng ở phụ cận, đại gia tiểu tâm đi. Dương Nghị Vân sắc mặt âm trầm xuống dưới. Đây là lần thứ 2 đụng tới độc cô gia người, lần đầu tiên chính là ở hắn từ trong thành ra tới về sau lần đó hỗn chiến, hắn chém giết 2 cái độc cô gia tiên vương trung kỳ tiên nhân, bất quá kia một lần 2 cái tiên vương khả năng chỉ là độc cô gia bình thường tiên vương mà thôi. Lần này xuất hiện bạc trắng sát thủ, mới là trung tâm. Vương bát đản thật đúng là để mắt ta, vì 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, thế nhưng xuất động bạc trắng sát thủ. Dương Nghị Vân nói thầm mắng. Một bên cảnh kỳ, một bên quan khán giữa sân răng cưa điểu vương cùng bên kia bạc trắng sát thủ chém giết, cũng chuẩn bị tùy thời ra tay. Ha ha, người cũng liền quá lo lắng, nói bất động nhân ra chỉ là thuận tay muốn kiếm người cái này 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, độc cô gia bạc trắng sát thủ không phải cải trắng, một đám đều thực kiêu ngạo tự phó ra hỏa, bọn họ tới nguyền rủa nơi có lẽ là có khác sự tình, nhằm vào chúng ta có lẽ là thuận tay đi. Phương đông người sắt nói. Dương Nghị Vân nghe phương đông người sắt nói chuyện, cảm giác thứ này ở xúi dục chính mình giống nhau. Phong hào tiên quân há có thể là như vậy hảo khiêu chiến. Nói nữa,
huống chi là thống lĩnh tiên vương cấp bậc sát thủ phong hào tiên quân. Nhất định có độc đáo chỗ. Trắng Phương Đông người sắt liếc mắt một cái, Dương Nghị Vân nói, đừng nói phong hào tiên quân, chính là trước mắt cái này tiên vương hậu kỳ sát thủ đều là cái khó chơi so sắc, huống chi còn có 7 cái, hy vọng mặt khác sát thủ không ở quanh thân đi, nếu không chúng ta mấy cái ứng phó lên đánh giá quá sức. Trước nhìn kỹ hãng nói đi, đánh giá, trước mắt người này có khả năng chỉ là đơn độc ra tới một cái, có lẽ ở cái này bạc trắng sát thủ xem ra, hắn một người đủ để đối phó chúng ta 5 cái đi. Bất quá trong lời đồn bạc trắng sát thủ chưa bao giờ sẽ lạc đơn, có lẽ cửu kiếm tiên quân mang theo những người khác liền ở nguyền rủa nơi không xa địa phương, phân tử chúng ta tốc chiến tốc thắng đi, giải quyết người này, chúng ta đi địa phương khác, bằng không thật muốn là cửu kiếm tiên quân mang theo những người khác đã đến, chỉ sợ cũng là cái đại phiền toái, độc cô ra bạc trắng sát thủ không phải đùa giỡn. Phương Đông người sát thủ hồi hip hop, lần này nói thực nghiêm túc. Dương Nghị Vân gật gật đầu tỏ vẻ biết. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra được tới, giờ phút này răng cưa điểu vương công kích thực mãnh liệt, hoàn toàn đem người này cấp áp chế xuống dưới. Lúc này nếu Phương Đông người sắt mấy cái thuận lợi xuyên qua cái chắn, vậy trực tiếp xử lý cái này tiên vương đi. Trong tay hắn pháp tắc khí chàng lực lượng nhưng vẫn luôn đều ở dự trữ chờ phân phó chung, liền kém một cái khe hở ra tay. Giống giống, nơi xa răng cưa điểu vương giống giận liên tục, bỗng nhiên chi gian một chảo tử vỗ vào bạc trắng sát thủ phía sau lưng. Làm bạc trắng sát thủ hộc máu quay cuồng đi ra ngoài. Dương Nghị Vân ánh mắt nheo lại, biết cơ hội tới. Chính là hiện tại. Tự nói một tiếng Dương Nghị Vân thân hình chợt lóe bay vọt qua đi, đôi tay đối với tên này bạc trắng sát thủ đôi tay hư ấn chụp được. Oanh! Cường đại thiên địa chi lực rời non lấp biển giống nhau chấn áp ở bạc trắng sát thủ trên người. A! Hét thảm một tiếng dưới, tên này bạc trắng sát thủ cơ bản thiên vương hậu kỳ. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đi xuống. Minh một tiếng nện ở đại địa thượng, một người hình hố to xuất hiện. Dương Nghị Vân bay vọt đi xuống. Mà răng cưa điểu vương lục quang hiện lên, so với Dương Nghị Vân càng mau, dừng ở liền hố phía trên. Ngay sau đó lại là ở nghe được hét thảm một tiếng. Răng cưa dừng tay. Dương Nghị Vân vội vàng kêu to. Hắn nhất chiêu bị thương nặng bạc trắng sát thủ, có thể kết luận đối phương đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng là răng cưa điểu vương lại đến thượng một chút, đánh giá tên này bạc trắng sát thủ liền sẽ bỏ mạng, nhưng là Dương Nghị Vân còn tưởng từ hắn trong miệng hỏi một chút tình huống, có phải hay không cửu kiếm tiên vương ở chỗ này. Vì cái gì muốn tới tìm chính mình phiền toái từ từ, tổng hiểu biết một chút mới được không phải. Phía dưới Dương Nghị Vân kêu to ra tiếng, rơi xuống đi thời điểm, răng cưa điểu vương nhòn nhọn thật dài miệng đã đâm xuyên qua bạc trắng sát thủ ngực. Cười khổ một chút Dương Nghị Vân đối với răng cưa điểu vương đạo, ngươi nha, sốt ruột cái gì, ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Răng cưa điểu vương hai mắt đỏ đậm, toàn thân hơi thở bạo động vô cùng, hiển nhiên là bị tên này bạc trắng sát thủ khơi mào hung tính còn không có tan đi. Bất quá Dương Nghị Vân lại đây sau, răng cưa điểu vương mới không tình nguyện thối lui đến một bên. Hung thú bản tính quá mức đáng sợ, nếu không phải Dương Nghị Vân có thể khống chế, lúc này răng cưa điểu vương nhưng không như vậy nghe lời. Mặt khác nằm trên mặt đất bạc trắng sát thủ mồm to hộc máu, không chết nhưng cũng không sai biệt lắm. Bị hắn cùng răng cưa điểu vương song trọng công kích dưới, toàn thân sinh cơ ở nhanh chóng sói mòn chung. Xuyên thấu qua mặt nạ Dương Nghị Vân nhìn đến chính là một đôi lạnh nhạt đạm nhiên đôi mắt, phi thường lạnh băng vô tình, càng là không có chút nào muốn chết đi sợ hãi, thực bình đạm thần sắc, như là một sát thủ cụ bị ánh mắt. Càng là như thế liền càng là thuyết minh, cái này sát thủ đáng sợ. Không sợ sinh tử bất kể thủ đoạn đại giới ám sát, đây mới là đáng sợ nhất. Dương Nghị Vân ở đánh giá hắn, hắn cũng ở đánh giá Dương Nghị Vân. Ngay sau đó Dương Nghị Vân mở miệng hỏi, nói cho ta, vì cái gì muốn tìm chúng ta phiền toái? Ngươi có phải hay không độc cô ra bạc trắng sát thủ? Các ngươi những người khác ở phương nào? Liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề tới. Nhưng mà trả lời hắn chính là, người này lạnh nhạt ánh mắt. Một chữ đều không nói. Nói cho ta cho ngươi một cái thống khoái. Dương Nghị Vân trầm giọng nói. Lúc này Phương Đông người sắt đi tới nói, phân tử đừng uổng phí sức lực, độc cô ra sát thủ đều là biến thái, là một đám không hề tình cảm giết người dã thú, bất luận cái gì uy hát yêu ta khởi không đến tác dụng, bất luận cái gì thủ đoạn tia, a tấn đối bọn họ tới nói đều là cào ngứa, trực tiếp giết xong việc, hỏi không ra nói cái gì. Dương Nghị Vân khóe miệng trừ một chút nói, ha ha. Ta còn không tin hắn sẽ không sợ siêu hồn.
Nói những lời này thời điểm Dương Nghị Vân quan sát đến đối phương ánh mắt, lại là phát hiện cái này bạc trắng sát thủ trong ánh mắt lộ ra chính là khinh thường. Mà Phương Đông người sát còn lại là nói, người suy nghĩ nhiều, thân là tiên nhân càng là sát thủ há có thể không thể tưởng được siêu hồn này một vụ, bọn họ thần hồn chung tuyệt đối đều có bí pháp cấm chế, đi siêu hồn không chỉ có cái gì đều không chiếm được, ngược lại khả năng sẽ bị thương chính ngươi. Dương Nghị Vân nhìn đến đương Phương Đông người sát nói những lời này thời điểm, tên này sát thủ trong ánh mắt sáng một chút, tức khắc liền biết bị Phương Đông người sát nói chúng rồi. Bất quá, hắn không duyên cớ bị người này đánh lén phun ra hai khẩu lão huyết, nếu là thật như vậy dễ dàng buông tha hắn, còn thật lòng khó chịu. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp? Dương Mỗ Nhân trong mắt chuyển động lên, ngay sau đó ánh mắt lập lòe, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Đó chính là vừa mới học được phù kinh tiên đế truyền thừa, sinh tử phù kinh. Chết phù kinh chính là một loại cực kỳ quỷ dị phù kinh, nhưng thật ra muốn thử xem, đang lo không có đối tượng làm thực nghiệm đâu. Lại là không biết Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ có thể hay không khiêng được phù kinh tiên đế chết phù kinh. Nghĩ đến đây Dương Nghị Vân nhếch miệng cười nhìn chằm chằm bạc trắng sát thủ nói, ta thật đúng là không tin cái này tà, nhưng thật ra muốn thử xem. Ngươi cũng đừng lao lực Phương Đông người sắt nói thầm nói. Dương Nghị Vân không để ý tới Phương Đông người sắt lại nhảy, nhìn chằm chằm bạc trắng sát thủ xem, lại là thấy được một cổ khinh thường diễn ngược. Ngay sau đó tên này bạc trắng sát thủ nằm trên mặt đất cười lạnh nói, tiểu tử có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới, ra ra một chút nhíu mày kêu một tiếng xin tha chính là ngươi tôn tử, ha ha ha. Dứt lời lúc sau, người này điên cuồng cười to. Liền tính là chết khiếp trạng thái cũng đối Dương Nghị Vân tràn ngập coi rẻ. Cái này Dương Mỗ Nhân trong lòng hỏa khí cọ lên đây. Hảo, tiểu gia ta khiến cho ngươi lĩnh giáo một chút tiểu gia thủ đoạn, cái này tôn tử ngươi sợ là đương định rồi. Dương Mỗ Nhân mang theo lửa giận nói chuyện. Dứt lời lúc sau, tức khắc đôi tay kết ấn, nguyên thần ý niệm khắc họa phù kinh dựng lên. Nháy mắt một đạo chết phù hoàn thành. Đi! Một tiếng quát nhẹ chi ra nói vầng sáng phi vào bạc trắng sát thủ trong cơ thể chợt lóe rồi biến mất không thấy. Ở chết phù tiến vào tên này sát thủ trong cơ thể lúc sau, Dương Nghị Vân tức khắc liền khóe miệng giơ lên. Rất nhiều sự vật, hoặc là nói thần thông thủ đoạn không có đi tự mình xác minh, là rất khó đến ra kết luận cùng biết công hiệu. Giờ phút này hắn lại là rõ ràng cảm nhận được chết phù tiến vào bạc trắng sát thủ trong cơ thể sau tình huống. Phù kinh là hắn khắc họa. Là hắn nguyên thần chi lực cùng pháp lực, tự nhiên có nổ vang. Càng là có thể cảm nhận được chết phù ở tiến vào sát thủ trong cơ thể tình huống. Hắn sở dĩ lộ ra ý cười, là bởi vì hắn tại đây một khắc đã biết chết phù công hiệu cùng uy lực. Chết phù công kích là phá hư, từ trong cơ thể bắt đầu phá hư, chia làm thân thể cùng tiên hồn hai cái phương diện. Dương Nghị Vân không thể hội quá không biết phá hư trình độ. Nhưng giờ phút này lại là rõ ràng cảm nhận được chính mình chết phù tiến vào bạc trắng sát thủ trong cơ thể sau, chia làm hai cái phương hướng mà đi. Một đường thẳng vào ý thức hải tiến vào tiên hồn, một đường ở trong cơ thể tiến vào nói nguyên cùng khuếch tán toàn thân. Đối phương căn bản là không có ngăn cản năng lực, hoặc là nói chết phù chi lực đối bất luận cái gì ngăn cản đều miễn dịch. Liền như tiến vào đối phương ý thức hải lực lượng, giống như là vô bố trí phòng vệ giống nhau. Hoặc là nói là đối phương căn bản là không có phát hiện, liền tiến vào tiên hồn bên trong. Nhưng mà bắt đầu rồi ẩn ẩn sáng lên. Cái này sáng lên nhưng không bình thường, đây là bắt đầu rảo toái, một chút cắn nuốt rảo toái, rất chậm, nhưng quá trình lại là rất thống khổ. A, ngươi đối ta làm cái gì? A, phía trước còn vô cùng kiên cường khinh thường bạc trắng sát thủ cuồng loạn kêu thảm thiết lên, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng, bởi vì hắn biết thân thể của mình mất khống chế. Tiến vào một cổ làm hắn linh hồn chỗ sâu trong đều run rẩy lực lượng ở phá hư. A a a a, ngươi, dừng tay, dừng lại ta nói, ta cái gì đều nói. Không đến 2 phút thời gian, tên này sát thủ nhận túng. Cũng chính là tại đây ngắn ngủn 2 phút thời gian nội, Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được, bạc trắng sát thủ trong cơ thể đã xảy ra chuyện gì, nói thật chính hắn đều bị dọa tới rồi. Chỉ có Dương Nghị Vân chính mình biết. Tên này bạc trắng sát thủ mặt ngoài nhìn không có việc gì, trên thực tế trong cơ thể lại là đã xảy ra biến đổi lớn. Tại đây danh sát thủ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bao gồm nói nguyên đều bị suốt ngạnh sinh sinh áp xúc nhỏ gấp 3, tiên hồn cũng là như thế, bị chết phù lực lượng toàn diện tính áp xúc lại áp xúc. Nếu là ở áp xúc đi xuống, Dương Nghị Vân không biết có thể hay không nổ mạnh. Bực này dưới tình huống, hắn không biết áp xúc có thể hay không nổ mạnh.
nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, trong lòng vừa động là có thể nổ mạnh đi. Khủng bố một chút là, cứ như vậy áp xúc, tên này bạc trắng sát thủ cư nhiên còn sống hảo hảo. Trong cơ thể hết thảy đều bị chết phù lực lượng áp xúc, Dương Nghị Vân thể hội không đến thống khổ, nhưng tưởng đều có thể tưởng tượng ra tới, bực này thống khổ nhất định là khủng bố. Chẳng sợ người này là Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ, cũng ngăn cản không được bực này thống khổ. Nếu không nói như thế nào là phù kinh tiên đế đâu. Thượng cổ phong hào tiên đế, tu chính là phù chú tối cao chi đạo, nghiên cứu chính là sinh tử phù chú. Bực này thủ đoạn dùng để đối phó một cái tiên vương sát thủ dư giả, xin tha cũng đúng là bình thường. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động làm chết phù vận chuyển lực lượng ngừng lại, giờ phút này tên này bạc trắng sát thủ sinh tử nhưng đều ở hắn nhất niệm chi gian, hừ lạnh một tiếng nói, trả lời ta vấn đề, có thể cho ngươi chết thống khoái điểm, nếu không làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đừng, ta nói bạc trắng sát thủ cái trán mồ hôi cuồn cuộn. Hai tròng mắt chung không còn có phía trước cái loại này khinh thường. Vừa mở miệng toàn bộ nói ra. Dương Nghị Vân cùng Phương Đông người sắt nghe xong, thế mới biết quả nhiên cùng suy đoán không sai biệt nhiều. Dựa theo tên này bạc trắng sát thủ cách nói, đích xác Độc Cô Gia bạch ngân cấp bậc sát thủ tất cả đều tiến vào nguyền rủa nơi, hơn nữa sớm tại một năm trước liền vào được. Đến nỗi đánh lén bọn họ mấy cái, là bởi vì ở phía trước chút thời gian nhận được gia tộc đưa tin. Đã biết phu tôn thế lực treo giải thưởng Dương Nghị Vân đầu người 10 vạn thượng phẩm thiên thạch sự tình, bọn họ này đó sát thủ kiếm chính là như vậy tiền, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vốn dĩ tên này gọi là Lão Thất Tiên Vương là từ nguyền rủa nơi đi ra ngoài chạy đến hỗn loạn tiên thành sát Dương Nghị Vân, không nghĩ tới nửa đường ở thiên trảm vực sâu liền đụng phải, người này mục đích minh xác, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn chỉ cần giết Dương Nghị Vân đó là... Vì thế liền có ban đầu đánh lén Phương Đông người sắt hấp dẫn răng cưa điểu mượn đao giết người một màn, chẳng qua hắn không nghĩ tới răng cưa điểu này một quan bị Dương Nghị Vân cấp hóa giải rớt. Dọc theo đường đi âm thầm quan sát đến, chờ tới rồi Dương Nghị mấy cái xuyên qua cái chắn thử xem, lại lần nữa mai phục đánh lén, nhưng không nghĩ tới Dương Nghị Vân thừa kỵ răng cưa điểu vương trên thực lực cũng vượt qua hắn dự đánh giá, ngược lại té ngã. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong nheo lại đôi mắt nói như thế tới. Ngươi là phụng cửu kiếm tiên quân mệnh lệnh một mình một người tới giết ta. Là, đúng vậy lúc này sát thủ đã hít vào nhiều thở ra ít. Nói cho ta, cửu kiếm tiên quân mang theo các ngươi tiến nguyền rủa nơi là vì chuyện gì? Dương Nghị Vân nghĩ đến đường đường Độc Cô Gia cửu kiếm tiên quân xuất lĩnh 7 đại tiên vương cấp bậc bạc trắng sát thủ tiến vào nguyền rủa nơi, tất nhiên không phải việc nhỏ. Nếu ngươi Độc Cô Gia trêu chọc ta, kia há có thể không đáp lễ, không thể nào nói nổi. Là vì tìm kiếm nguyền rủa nơi Hắc Hà Bảo, tàng. Câu nói kế tiếp chưa nói xong, tên này bạc trắng sát thủ liền hoàn toàn tắt thở. Ngay sau đó người này trong cơ thể phát ra một tiếng, chạm vào, nặng nề thanh. Nhìn qua không hề có dị tượng, nhưng Dương Nghị Vân lại là biết tên này sát thủ trong cơ thể đã hóa thành cho tàn, xem ở mặt ngoài nhìn lại túi ra như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Này liền đã chết, Phương Đông người sắt nói chuyện chung tại đây danh sát thủ trên người đá một chân. Ngay sau đó tên này sát thủ lại là ở Phương Đông người sắt một chân lúc sau hóa thành cho tàn. Chỉ là trên mặt đất để lại một quả chứa đựng nhẫn. Phương Đông người sắt trợn mắt há hốc mồm. Ngơ ngác nhìn Dương Nghị Vân hỏi, người đây là cái gì thủ đoạn a? Đối với Phương Đông người sắt thậm chí bao gồm Lạc Dương, Cảnh Sán cùng Tuyết Hương ba người tới nói đều là quá mức kinh ngạc cảm thán. Đường đường Độc Cô Gia bạc trắng sát thủ, tu vi vẫn là tiên vương hậu kỳ cấp bậc cao thủ. Cư nhiên ở Dương Nghị Vân trong tay không chống được vài phút liền cung khai, hiện tại càng là hóa thành một đống cho tàn tan thành mây khói. Phương Đông người sắt nhưng không tin hắn một chân uy lực có lớn như vậy, chỉ có thể thuyết minh Dương Nghị Vân bức cung thủ đoạn thực sự lợi hại. Dương Nghị Vân nhếch miệng không trả lời Phương Đông người sắt vấn đề này, về sinh tử phù kinh sự tình hắn không chuẩn bị nhiều lời, mà là nghĩ tên này sát thủ trước khi chết cuối cùng một câu, Hắc Hà bảo tàng. Mở miệng hỏi Phương Đông người sắt nói. Tên này sát thủ trong miệng Hắc Hà bảo tàng là cái gì, ngươi có biết? Phương Đông người sắt gãi gãi đầu nói, trước kia giống như nghe lão nhân nói qua một miệng, ngươi từ từ ta ngẫm lại a. Nói chuyện Phương Đông người sắt gãi đầu trầm tư. Mà Dương Nghị Vân còn lại là thu hồi sát thủ chứa đựng nhẫn. Đối với bực này tiền của phi nghĩa hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn ở trong óc trải vuốt một chút sát thủ giảng thuật tin tức, dựa theo tên này sát thủ nói. Cửu kiếm tiên quân dẫn dắt bóng trắng sát thủ đoàn đội, thật là không có đem hắn để vào mắt,
cho nên nhận được gia tộc đưa tin lúc sau chỉ là phái ra tên này kêu lão thất sát thủ tiến đến chém giết chính mình, đến nỗi cửu kiếm tiên quân như cũ mang theo mặt khác 6 cái tiên vương hậu kỳ cao thủ khả năng như cũ đi tìm cái gì hắc hà bảo tàng nơi. Thực hiển nhiên hắn bị Vu Tôn thế lực treo giải thưởng 10 vạn thượng phẩm tiên thạch dụ hoặc độc cô ra theo dõi. Đối với đầu đương trong đó đó là cửu kiếm tiên quân dẫn dắt bạc trắng gia tộc sát thủ đã theo dõi, sớm hay muộn là sẽ đối thượng. Một khi đã như vậy, đều hội tụ tới rồi nguyền rủa nơi, kia còn không bằng chủ động đi tìm bọn họ. Hơn nữa Dương Nghị Vân có cảm cửu kiếm tiên quân tìm kiếm cái gì hắc hà bảo tàng là cái gì khó lường bảo tàng. Hiện tại liền xem Phương Đông người sắt có biết hay không. Ta nhớ ra rồi, Phương Đông người sắt bỗng nhiên ra tiếng, lão gia tử nói qua, ở nguyền rủa nơi có một đại hiểm địa, nói là có hồng hoang thời đại lưu lại tới yêu vương phủ đệ, trong đó liền có hắc hà động phủ, là hồng hoang dị thú thủy tinh sư tử động phủ nơi, cái này là cái truyền thuyết, cho tới nay đều ở có người tìm kiếm, nhưng đến nay mới thôi đều không có người tìm được. Mà độc cô gia có sát thủ, đã sẽ tiếp một ít nhận không ra người. Nhưng cũng là bí văn nhiệm vụ, chưa chừng lần này cửu kiếm tiên quân nhận được chính là hắc hà động phủ nhiệm vụ. Nếu tên này sát thủ đều nói ra, hẳn là đã tìm được rồi manh mối, nếu thật là có thể tìm được hắc hà động phủ, thật là có bảo tàng tồn tại, lão gia nói nguyền rủa nơi có hắc hà, dị thú thủy tinh sư tử chính là hắc hà chi vương, ở hồng hoang thời đại đều là một phen bá chủ tồn tại, hiện tại thủy tinh sư tử tất nhiên là không tồn tại, nhưng hắc hà động phủ nhất định tồn tại. Trong đó có cái gì bảo tàng nói cũng không biết, nhưng là có một cái lão gia tử nói truyền lưu đến nay, đó chính là nghe đồn hắc hà động phủ có tiên thạch mạch khoáng, hơn nữa vô cùng có khả năng tồn tại cực phẩm tiên thạch tồn tại. Nếu là có thể được cực phẩm tiên thạch, đối tu vi cũng là đại trợ lực, cực phẩm tiên thạch trung chất chứa thiên địa chi nguyên lực, cũng không phải là tầm thường tiên thạch trung chất chứa lực lượng có thể so. Mấu chốt nhất chính là, ở ta nghĩ đến hắc hà động phủ nhất định có mặt khác chí bảo tồn tại. Có lẽ mạch khoáng nói đến chỉ là cái ngụy trang, Vân Tử nếu không chúng ta đi xem. Phương Đông người sắt đôi mắt sáng lên nói.